Chương một Giang Báo Hoàng hôn dần buông xuống màn đêm bao phủ thành phố Khánh Nguyên nhà nhà bắt đầu sáng rực ánh đèn thành phố Khánh Nguyên thuộc tỉnh Ích Đông nằm ở khu vực giao nhau của ba tỉnh nơi đây được xem là thành phố lớn nhất ở phía tây của tỉnh Ích Đông xung quanh mấy trăm dặm đều là núi non trùng điệp thành phố Khánh Nguyên tựa như là một viên ngọc sáng rực trong bầu trời đêm mê hoặc lòng người dĩ nhiên nơi đây cũng không thể so với những thành phố lớn khác rồi với tư cách là đại ca ở thành phố khánh nguyên trần quả không phải là kẻ quê mùa ông ta từng đi qua rất nhiều nơi nhìn thấy nhiều mặt của xã hội những nơi như giang khẩu sơn thành hay những thành phố lớn phồn hoa khác trong nước đều đã lưu lại dấu chân của ông bởi vì tại những thành phố đó trần quả đều không có thế lực nên không ai biết được ông ta là ai chỉ khi trở lại thành phố khánh nguyên trần quả mới có cảm giác ông ta chính là lão đại ngay lúc này Trần Quả đang dựa người trên lan can ở hành lang lầu 2, miệng ngậm tàu thuốc mà ông ta yêu thích nhất, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Năm đó ở trong núi sâu, chính tay ông ta đã gỡ yêu ta ết chết một con báo gấm trưởng thành, tàu thuốc này được làm từ răng của con báo ấy. Nhiều năm sau, dường như Trần Quả vẫn còn cảm nhận được chút khí thế hung mãnh của con báo kia vẫn còn lưu lại trên tàu thuốc. Ở thành phố Khánh Nguyên, Trần Quả có đủ tư cách để kiêu ngạo. Chẳng hạn như nơi ông ta đang đứng là khách sạn Khánh Nguyên, một nơi vô cùng xa hoa lộng lẫy, cao đến 12 tầng, là khách sạn lớn nhất, cao nhất và xa hoa nhất ở thành phố Khánh Nguyên, đêm đêm múa hát, ngày ngày chìm trong xa hoa. Đối với những người dân ở miền núi có thu nhập hàng năm không đến 2 ngàn tệ mà nói thì khách sạn Khánh Nguyên có chi phí quá cao, thật sự không thể tưởng tượng được. Nghe nói chi phí qua đêm tại phòng tốt nhất ở khách sạn Khánh Nguyên này bằng tổng thu nhập một năm của người bình thường. Nếu như bạn còn muốn tận hưởng thêm những dịch vụ khác thì một năm thu nhập chắc chắn không đủ. Không chỉ là những cư dân ở trong núi sâu, cho dù là những nhân viên công sở làm trong thành phố Khánh Nguyên mà nói tới khách sạn Khánh Nguyên chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên, tuyệt đối không dám bước vào một bước. Những người có thể đi vào khách sạn Khánh Nguyên đều là những kẻ vô cùng giàu có và sang trọng. Có thể thấy được người sở hữu khách sạn này ông chủ lớn Trần Quả, chính là người mà ai ai cũng kính nể và ngưỡng mộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy nhiên Phần lớn người dân ở thành phố Khánh Nguyên đều không thể giải thích được, vì sao tại một thị trấn ở vùng núi xa xôi lại có thể tồn tại một khách sạn xa hoa như thế. Không biết mỗi ngày, những vị khách ra vào khách sạn, tiền bạc tiêu không bao giờ hết đó, họ đến từ đâu? Chắc chắn họ không phải là người ở Khánh Nguyên, ít nhất ở đây không có những ông chủ lớn có khả năng phung phí tiền như vậy. Bí mật nằm ở tầng 12 của khách sạn, ngay trước mắt Trần Quả. Toàn bộ tầng 12 là một đại sảnh vô cùng lớn, diện tích khoảng hơn 1.000 mét vuông. Trên trần treo hơn 10 cái đèn bằng pha lê xa xỉ, soi sáng cả đại sảnh như ban ngày. Trong đại sảnh có khoảng 200 người, hơn phân nữa trong số đó là nhân viên phục vụ. 200 người phân tán ở đại sảnh rộng hơn ngàn mét vuông, có vẻ không quá đông đúc. Trần Quả tin rằng những khách mời bên trong, có người có xuất thân rất giàu có, thậm chí còn hơn ông ta gấp 10 lần. Xã hội bây giờ, người có tiền rất nhiều trần quả hiểu rõ thế giới bên ngoài lớn như thế nào như là giang khẩu một thành phố lớn một viên ngọc sáng rực rỡ ở nơi đây có nhiều ông chủ lớn với tài sản trên trăm vạn có lẽ số lượng còn nhiều hơn dân số ở thành phố khánh nguyên thành phố khánh nguyên là trung tâm phân phối thuốc đông y lớn nhất ở phía tây nam là nơi giao nhau của ba tỉnh hơn phân nữa nguồn thu tài chính của thành phố khánh nguyên là từ thị trường dược liệu mà khách sạn khánh nguyên lại chính là nơi giao dịch những loại dược liệu quý giá đó những người có thể đến phòng giao dịch trên tầng 12 của khách sạn đều không phải là người bình thường. Trong số đó có những nhà kinh doanh dược liệu lớn, những người có tiền từ khắp mọi nơi tụ về, có người là thành phần tri thức có tài ở nước ngoài, thậm chí còn có những quan chức chính phủ che giấu thân phận. Cho dù thân phận của bạn là ai, chỉ cần bạn có tư cách vào phòng giao dịch của khách sạn thì nhất định bạn sẽ được an toàn. Ở nơi này không có ai kiểm tra thân phận của bạn, không ai hỏi nguồn gốc hàng hóa mà bạn giao dịch, càng không cần sở tiền bạc lộ ra ngoài. Trần Quả Trần Thất gia tuyệt đối đảm bảo an toàn cho bạn. Không người nào không tin tưởng vào điều đó, bởi vì Trần Quả lăn lộn ở trên giang hồ nhiều năm nên hiểu rõ quy tắc. Chính vì biết rõ quy tắc nên Trần Quả mới có thể từ một cậu học trò nhỏ của một tiệm thuốc bắc trở thành người nắm giữ thế giới ngầm ở thị trấn Khánh Nguyên này, danh hiệu trên giang hồ là Trần Thất gia, không những là anh em kết nghĩa với người cầm đầu của Kha lão hội, ông ta còn là bào ca, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Cả ba tỉnh Ích Đông, Ba Thục, Sơn Thành, bất cứ ai nhìn thấy Trần Quả, đều phải cung kính gọi một tiếng Thất Gia. Cuối cùng, ông ta tự lập nên băng nhóm Hoàng Tam phát câu ở Sơn Thành, chỉ có Trần Thất Gia mới làm được điều ấy. Ở thành phố Khánh Nguyên, chưa từng có kẻ nào có thể tạo nên uy hát yêu ta ép đối với Trần Thất Gia, chỉ những người có danh vọng ở thành phố Linh Nham, tỉnh Ích Đông mới có thể khiến Trần Quả kính sợ. Nói cho cùng thói đời khác biệt, phải nhìn nét mặt của quan viên nhà nước, vì họ có thế lực lớn, không phải thế giới ngầm có khả năng chống lại. Nếu không, hàng năm Trần Quả cũng sẽ không tốn nhiều tiền để hối lộ như vậy. Thế giới ngầm ở Khánh Nguyên muốn có thể một tay che trời, mà không có tiền đút lót để họ che đậy cho, thì mục tiêu đó hoàn toàn không thể thực hiện được. Từ trước tới giờ, Trần Quả rất sáng suốt trong việc này. Chỉ cần những người có danh vọng ở tỉnh bên kia dơ lên một ngón út, có lẽ không khiến Trần Quả hy sinh tính mạng, nhưng ít nhất có thể khiến cơ nghiệp to lớn ở thành phố Khánh Nguyên, cái mà ông ta cực khổ gây dựng trong 10 năm qua, sụp đổ trong chốc lát. May mà khách sạn Khánh Nguyên chỉ là nơi giao dịch dược liệu, nhiều nhất là chuẩn bị những trò chơi tiêu khiển, cũng không làm những chuyện phạm pháp gì. Đã từ lâu rồi, Trần Quả không còn làm những chuyện dính đến máu me. Ở thành phố Khánh Nguyên, cũng không ai dám cùng Trần Thất Gia đùa giỡn, trừ khi là hắn thật sự chán sống, muốn nhanh chóng tìm đến cái chết, lúc đó Trần Thất Gia mới thành toàn cho hắn mà việc đó cũng không thể tránh được. Trong đại sảnh có đến 200 người, trong đó khách mời có lẽ không đến 100 người, số còn lại đều là nhân viên phục vụ, không giống như những nơi khác, họ phục vụ vô cùng tốt. Người tới đều là ông chủ, vì vậy họ phải nhận được sự phục vụ dành cho các ông chủ, những phép tắt này đi đến chỗ nào cũng không thể bỏ được. Đây chính là nguyên nhân mà khách sạn Khánh Nguyên của Trần Thất Gia rất được giới thương nhân chào đón. Những vị khách có khả năng đến tầng 12 của khách sạn Khánh Nguyên giao dịch mua bán, ai lại để ý đến việc mất bao nhiêu tiền chứ? Cái họ để tâm chính là lợi ích họ được nhận hay là việc giữ thể diện, quyết không thể chịu sự uất ức nhỏ nào. Trần Quả xem khách như là ông chủ của mình, đồng thời những vị khách đó cũng xem ông ta là ông chủ. Mỗi khi mở một hội giao dịch, Trần Quả đều đích thân đến canh giữ, chính là sợ có người đến gây rối trong thành phố Khánh Nguyên không ai dám gây sự với Trần Thất Gia nhưng không có nghĩa là những người khác không dám. Khách bên trong không chỉ có tiền mà còn có thế lực. Không ai có khả năng phá bỏ bảng hiệu khách sạn Khánh Nguyên của Trần Thất Gia. Trần Quả ngậm cái tàu thuốc làm bằng răng báo, hít hai mắt, chậm rãi quét mắt qua cả hội trường. Trần Quả hơn 40 tuổi, dáng người đúng chuẩn, trên bụng có vài vết sẹo lồi. Nhiều năm qua, chưa bao giờ Trần Quả để tài năng của bản thân bị hoang phí. Năm đó, khi ông ta còn là một học trò nhỏ trong tiệm thuốc bắc, sư phụ lão bất tử đã truyền lại kinh nghiệm cho ông. Cho đến trước khi sư phụ lâm chung, Trần Quả mới biết được ngày trước sư phụ của ông ta chính là một trong 12 thái bảo của bào ca, từng là nhân vật tung hoành ngang dọc mấy tỉnh phía Tây Nam, một phần của đôi, diêm la dược thủ, hai tay dính rất nhiều máu tươi của những người có tài có trí, lấy đi tính mạng của vô số anh hùng. Chưa hề biết rõ đường đi nước bước bên trong núi, nên đương nhiên Trần Quả không dám một mình lên núi hái thuốc, làm sao dám tay không đấu với con báo gấm đang đói khác đó chứ. Nguyễn cưỡng đánh gãy ba cái răng nanh của con báo gấm, sau đó ông ta chỉ để lại một cái răng nanh nguyên vẹn, những cái còn lại đem đi chạm khắc thành cái tàu thuốc. Ánh mắt của Trần Quả rất sắc bén, chậm rãi đảo qua 200 người trong đại sảnh, mỗi người đều được ông ta nhận biết rõ ràng. Đối với người tập võ, thị lực không tốt chính là điều tối kỵ, cho dù có chăm chỉ khổ luyện, thành tựu đạt được cũng vô cùng có hạn. Chợt, mi mắt trần thất ra nhíu lại. Ông ta thấy được hai gương mặt mới, tuổi còn rất trẻ. Đó là một nam một nữ trẻ tuổi ngồi ở bàn số 27, ánh mắt trần quả dừng lại thật lâu trên người bọn họ. Khách sạn Khánh Nguyên bố trí phòng giao dịch tương tự với hội chiến lãm. Mỗi một vị khách có một chỗ ngồi riêng biệt, ghế sofa, bàn uống trà, bàn trưng bày làm bằng thủy tinh, ở đây có đầy đủ mọi thứ. Những vị khách mang đến dược liệu quý giá, có thể đặt ở trong quầy trưng bày hoặc có thể đặt trực tiếp lên bàn trà để cùng những vị khách khác tiến hành giao dịch mua bán. Bàn trà và quầy trưng bày bằng thủy tinh cũng không lớn lắm nhưng rất tinh xảo, bao nhiêu đó cũng chưa đáng nói đến. Những hàng hóa được đem đến đây giao dịch đều là loại tốt nhất, lục phẩm diệp lão sơn lam như hà thủ ô, tuyết linh trùng ở sâu trong miêu cương và vô số những kỳ chân dị bảo khác ở nơi này đều có đủ, hơn nữa chúng cũng chỉ được xem là loại thường bởi vì chúng thường được mang đến giao dịch. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ phòng giao dịch của khách sạn Khánh Nguyên không phải là tiệm ven đường. Trên bàn trà số 27 và trong quầy trưng bày bằng thủy tinh đều trống, không có bất cứ vật gì ở đó cả. Chẳng lẽ hai vị khách kia còn chưa đem hàng hóa ra giao dịch? Nhưng mà cái Trần Quả chú ý không phải là dược liệu, ông ta chú ý chính là hai người đó. Cả hai đều khoảng chừng 20 tuổi, cậu thanh niên mặc quần áo màu trắng làm bằng chất liệu bằng len dạ không phải tơ lụa, chân mang một đôi giày làm bằng vải dệt thủ công, thân hình trung bình vì cậu ta đang ngồi nên nhìn không ra chiều cao, đoán chừng cao khoảng 1m8, khuôn mặt tuấn tú, phảng phất phong độ của người trí thức, nhìn thế nào cũng không giống người làm ăn có tài sản bạc triệu, cũng không giống như là cán bộ nhà nước, lại càng không giống như kẻ trong giang hồ tung hoành ngang dọc. Thật là có phần giống như thành phần trí thức nước ngoài. Cậu ta đang bưng một tách trà, chạm trổ hoa văn màu xanh xung quanh, chậm rãi thưởng thức, Nhìn vẻ mặt vô cùng dịu dàng không thể hiện chút sắc xảo nào. Nếu như không phải gương mặt cậu ta còn rất trẻ, chỉ cần nhìn thoáng qua phong thái cậu ta, còn tưởng rằng cậu ta là một người trung niên đã qua tuổi 40. Người con gái trẻ tuổi đứng bên cạnh cậu ta, ăn mặc rất bình thường, ở thành phố Khánh Nguyên này tùy tiện ra đường đều có thể nhìn thấy vô số cô gái ăn mặc đơn giản như vậy. Cô ấy có mái tóc dài đen mượt vô cùng thuần khiết, làm cho người khác thoạt nhìn có cảm giác rất sạch sẽ gọn gàng nhưng không phải loại ý nghĩa sạch sẽ bình thường mà là thuần khiết nhẹ nhàng. Nhiều năm qua, Trần Quả đã gặp qua rất nhiều cô gái kiểu trang điểm xinh đẹp, hay kiểu ngây thơ đáng yêu, những cô gái ấy hơn 10 tuổi đã xem như mình là người lớn, hận không thể đem tin tức chính mình là xử nữ công bố cho toàn bộ thế giới biết. Một cô gái trong trắng, thuần khiết như vậy, thật sự là rất hiếm gặp. Cô gái trẻ vẫn đứng bên cạnh cậu thanh niên, im lặng mà quan sát. Chợt đầu óc Trần Quả có chút choáng váng. Trần Quả lắp bắp kinh hãi, vội vàng lấy lại bình tĩnh, không biết tại sao bản thân lại choáng váng, dường như là bởi vì nhìn chầm chầm vào cô gái kia. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Sắc mặt Trần Quả thay đổi, cảm thấy trong ngực có chút cảm giác thoải mái. chương 2, ô dương mộc. Gần đây, Trần Quả thường xuyên gặp tình trạng như vậy. Trần Quả biết rõ bệnh tình của mình càng ngày càng nặng. Sư phụ lão bất tử của ông đã từng căn dặn, Diêm la dược thủ tuy uy lực rất mạnh nhưng lại vô cùng nguy hiểm, không thể dùng quá liều, nếu không khi độc tính xâm nhập vào xương tủy nhẹ thì võ công toàn bộ bị phế, nặng thì thịt nát xương tan mạng sống khó giữ được. Lúc trước, khi sư phụ Trần Quả còn trẻ có tiếng tăm lừng lẫy ở mấy tỉnh Tây Nam, đột nhiên rút khỏi giang hồ lui về ở ẩn, nguyên nhân là bởi vì dược vật phản hệ. Sư phụ ông ta âm thầm lo lắng, nếu tiếp tục tranh đấu với người khác thì ông sẽ không chết ở trong tay kẻ địch mà có thể chết ở trong tay chính mình sư phụ Trần Quả ẩn cư ở phố núi Khánh Nguyên hẻo lánh này, chính là vì sợ kẻ địch tìm tới cửa, phải bất đắc dĩ đánh nhau với họ, mà mỗi lần đánh trả độc tính phản hệ sẽ tăng lên một tầng. May mà xã hội thay đổi, sau khi chính quyền mới thành lập mạnh mẽ chân áp mọi băng nhóm giang hồ, những băng nhóm hưng thịnh một thời đều biến mất. Kẻ thù của lão bất tử cũng phải chạy trốn khắp nơi nên sẽ không ai đến tìm ông ấy gây rối. Kể từ lúc đó ông ấy mới được an hưởng tuổi già, ông sống rất thọ và cuối cùng chết tại nhà điều duy nhất khiến ông tiếc nuối chính là ông không có con cái để nối dõi lúc đem diêm la dược thủ truyền cho trần quả ông có hai tâm nguyện thứ nhất là không đành lòng để cho tuyệt học cả đời của sư phụ biến mất thứ hai là muốn nhìn thấy trần quả bắt đầu luyện võ có lẽ do tuổi còn trẻ nên trần quả chỉ nghĩ luyện tập dược thủ để có cái phòng thân ông sẽ không luyện tập quá chăm chỉ nhưng điều sư phụ ông ta không ngờ chính là nhiều năm sau xã hội thay đổi Trần Quả lại có thể gia nhập bào ca mà còn ở địa vị cao hơn ông ấy trước đây nữa. Dĩ nhiên bào ca của ngày hôm nay không giống như bào ca năm xưa, rất nhiều thứ đã thay đổi, có lẽ Trần Quả chỉ kế thừa cái tên bào ca còn phong cánh làm việc thì khác nhau rất nhiều, đặc biệt là những mối quan hệ lại càng không giống xưa. Trần Quả đem dược thủ luyện đến trình độ cao nhất nhưng cũng giống như lão bất tử năm đó, dược vật trong người ông đã bắt đầu phản hệ. Mấy năm gần đây, Tuy Trần Quả Ngưng dùng thuốc nhưng ông có cảm giác cơ thể chính mình vẫn phát sinh nhiều biến đổi mà chóng mặt chỉ là một biểu hiện nhẹ nhất thôi. Ngay lúc này, cho dù cô gái nhỏ kia có không mặc gì đứng trước mặt Trần thất ra thì ông ta cũng chỉ là có lòng mà không có sức, chỉ có thể dương mắt lên nhìn chứ không thể làm được gì. Hiểu được điều này, Trần Quả rút tàu thuốc bằng răng báo ra khỏi miệng, quay đầu hỏi người đàn ông chỉ mới 30 tuổi nhưng trông có vẻ già dặn bên cạnh, lão lục, chưa có manh mối nào của ô dương mộc à. Người đàn ông già dặn thân mặc tây trang, chân mang giày da, hắn ta chính là thủ hạ rất được Trần Thất Gia trọng dụng, tình cảm như là anh em, hắn chính là tổng giám đốc của khách sạn Khánh Nguyên này. Những năm gần đây, Trần Quả chỉ du rú ở trong nhà, thỉnh thoảng ông tự mình lên núi hái thuốc, rất nhiều chuyện ở bên ngoài đều giao cho lão lục tự lo liệu, lão lục chẳng khác nào là người phát ngôn của ông ta. Chẳng những lão lục đối với ông ta trung thành tận tâm mà còn vô cùng khôn khéo giỏi giang, Trần Quả đối với người anh em này vô cùng yên lòng lão lục lắc lắc đầu hai hàng lông mày nhíu chặt vẻ thì mặt rất nghiêm túc nói thất ra ô dương mộc này rốt cục là cái gì thuộc hạ đã hỏi qua rất nhiều người bọn họ không chỉ chưa từng thấy qua mà ngay cả tên cũng chưa nghe thấy bao giờ khóe miệng trần quả lộ ra một nụ cười khổ không chỉ có lão lục không nghe nói qua mà chính ông cũng chưa từng nghe ai nói về nó Cây thuốc ấy chính là phương thuốc cứu mạng mà lão bất tử trước khi chết đã nói cho ông nghe, nếu ngộ nhớ dược vật phản hệ quá sâu thì con hãy bốc thuốc theo phương thuốc này, có thể bảo toàn được tính mạng. Nhưng lão bất tử cũng nói cho ông ta biết, bài thuốc này là do một thế ngoại cao nhân cho ông, chính ông cũng chưa từng sử dụng qua. Không phải ông không muốn dùng mà có một vị thuốc trong đó rất khó tìm. Vị thuốc đó tên là ô dương mộc. Sư phụ nhắc nhở Trần Quả, nếu không có ô dương mộc thì bài thuốc này không thể dùng bằng không hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Từ vài năm trước, lúc dược vật bắt đầu phản hệ, Trần Quả đã đi khắp nơi tìm người trị bệnh, ông không những tìm đến bác sĩ Đông y mà còn nhờ đến những bác sĩ Tây y giỏi của những bệnh viện lớn ở thành phố Minh Châu xem bệnh. Ở mỗi viện, ông đều thỉnh những giáo sư danh tiếng chẩn đoán nhưng hiệu quả thì cực nhỏ. Lúc này Trần Quả mới nhớ tới phương thuốc mà sư phụ đã truyền cho ông ta nhiều năm về trước, ông đã vội vàng tìm phương thuốc đó để hốt thuốc. Khi đó Trần Quả vẫn rất tin tưởng có thể chữa khỏi bệnh vì thành phố Khánh Nguyên chính là nơi tập hợp và phân phối thuốc Đông y chính ở ba tỉnh phía Tây Nam, hốt một thang thuốc thì có gì khó chứ. Điều khiến ông ta không ngờ chính là hơn 10 vị thuốc trong bài thuốc này tìm được rất nhanh, duy nhất chỉ có ô dương mộc là làm sao cũng không tìm thấy. Thành phố Khánh Nguyên là nơi mà các thương nhân dược liệu cả nước tập trung về, rất nhiều người ở đây có hiểu biết sâu rộng về dược liệu nhưng mà bất kể Trần Quả hỏi tới người nào thì người ấy liền liều mạng lắc đầu. Thậm chí có một thương nhân dược liệu lớn còn rất kỳ quái mà hỏi vặn lại ông ta, "Ô Dương Mộc là vật gì vậy? Có phải là đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ không?" Lúc ấy Trần Quả rất buồn rầu, nhưng Trần Thất Gia cũng không phải là người dễ dàng chết như vậy, huống chi việc này quan hệ đến tính mạng nên ông ta nhất định phải dốc hết sức để ứng phó. Trần Quả quyết định tự mình đi vào chỗ sâu trong núi lớn tìm những ông cụ, bà cụ lớn tuổi để dò hỏi tin tức về Ô Dương Mộc. Mấy trăm dặm xung quanh thành phố Khánh Nguyên đều là núi non nơi đây vốn là nơi mà các tộc miêu giao tụ tập từ xưa đến nay dân cư miêu giao có truyền thống hái thuốc và truyền thống ấy còn lưu truyền cho đến ngày hôm nay sư phụ ông cũng từng nói ông gặp vị thế ngoại cao nhân kia ở trong núi khi người ấy đi hái thuốc từ chỗ thần bí sâu trong núi lớn trở về vì người ấy cùng ông có duyên phận nên mới cho ông phương thuốc cứu mạng này trần quả cũng từng nghe nói là nơi sâu nhất trong núi lớn có rất nhiều cổ độc nhưng chưa từng có ai đi qua nơi đó cả thậm chí rất khó để xác định là thật sự có tồn tại một nơi như thế không. Ông chỉ nghe nói đó là nơi rất thần bí và có nhiều cổ độc, khí độc bao vây bốn phía, bất kể là người hay là thú đi vào đều chỉ có con đường chết. Ở những nơi khoa học công nghệ không phát triển, càng nghèo khó, lạc hậu thì những tin đồn như vậy càng nhiều. Nhưng Trần Quả cũng chưa từng nghe qua là đã từng có người nào thăm dò toàn bộ khu núi lớn, mà chỉ là thăm dò xung quanh thành phố Khánh Nguyên vài trăm dặm mà thôi. Vì Miêu Cương ở chỗ sâu trong núi lớn nên nó luôn luôn mang vẻ huyền bí khó lường. Vài lần đi sâu vào núi lớn, đi từ làng này qua làng khác, Trần Quả lại càng thêm thất vọng. Nhưng không thể nói là ông ta không có thu hoạch gì vì một lần nọ, tại một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong núi lớn, một nơi vô cùng xa xôi và hẻo lánh, Trần Quả cũng nghe được một ông lão hái thuốc khoảng chừng 70 đến 80 tuổi nhắc đến Ô Dương Mộc ông lão nói là đã từng nghe một người vô cùng xinh đẹp đến từ trong thành phố nói về ô dương mộc. Ô dương mộc là một loại cây trí dương của thần linh, trên thực tế nó không phải là cây cối bình thường mà là một loại dây leo hấp thuộc tinh hoa của trời đất, trở thành loại cây trí dương. Trần Quả nghe xong thì đầu óc choáng váng. Ông tuy là đọc sách không nhiều nhưng cũng là người thông minh ở thời hiện đại, thế nhưng với ông thì chuyện này mang màu sắc thần thoại, không thể nào tin được. Hơn nữa ông lão hái thuốc chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy ô dương mộc, càng không thể đưa cho Trần Quả cây nào nên ông đành phải tay không trở về. Mặc dù như vậy nhưng Trần Quả càng thêm tin tưởng công hiệu của bài thuốc này, vì hơn 10 vị thuốc tìm được không có vị nào là loại bình thường, tất cả đều là những vị thuốc quý giá. Hơn nữa sau khi Trần Quả biết được ô dương mộc, một loại thuốc vô cùng thần bí thật sự có tồn tại trên đời thì lòng tin của Trần Quả càng thêm kiên định hơn. Ngay lúc này, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ thiếu một cơn gió mạnh thúc đẩy thôi. Mặt khác tất cả dược liệu đều đã được thu thập, chỉ cần tìm được ô dương mộc là có thể hóa giải tai họa ngầm trong cơ thể ông ta. Nhưng mà ô dương mộc này rốt cuộc là ở nơi nào? Trần Quả mở bàn tay, một vết bầm xanh tím đau nhói xuất hiện giữa lòng bàn tay, đó chính là máu bầm. 5 năm, năm trước, nó chỉ nhỏ cỡ hạt đậu nhưng bây giờ nó đã to bằng hạt óc chó. Sư phụ lão bất tử có nói, tuy bây giờ nhìn nó không rõ ràng lắm, nhưng khi vết xanh tím lan rộng cả bàn tay thì chính là lúc dược vật phản hệ đến đỉnh điểm. Đến lúc đó không chết cũng tàn phế, cho dù là thần tiên cũng khó cứu. Đã 5 năm trôi qua, dựa theo tốc độ lan rộng thêm của vết bầm, Trần Quả lo lắng ông ta không thể chịu đựng thêm 5 năm nữa. Cây trí dương ô dương mục chết tiệt kia đến cuối cùng là được giấu ở nơi nào. Khi lão lục đi xem xét xung quanh trở lại, Trần Quả siết chặt hai bàn tay vì ông ta không muốn kẻ nào nhìn thấy vết bầm xanh tím trên tay của mình. Cũng giống như người học võ, họ tuyệt đối không đem tuyệt học có thể bảo vệ tính mạng mình tiết lộ cho địch thủ trước mặt, cho dù lão Lục là người thân tín của ông ta cũng không được. Mặc dù trên thế giới này không có mấy người nghe nói đến tên Diêm La dược thủ. Khoa học kỹ thuật phát triển nên vũ khí càng ngày càng tân tiến hơn, võ thuật truyền thống trước kia đã sớm suy thoái từ lâu, chỉ có thể nhìn thấy võ thuật trong phim ảnh hoặc trong tiểu thuyết mà thôi. Lão Lục, cậu có biết hai người kia đến từ đâu không? Một lần nữa Trần Quả lấy cái tẩu thuốc trong miệng ra, mắt nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi, lạnh nhạt hỏi. Nhưng mà ông không dám nhìn thẳng mặt cô gái kia vì sợ nhìn lâu sẽ tiếp tục choáng váng. Cô gái này tuy rất đẹp nhưng cũng không thể so với những mỹ nữ thật sự. Và lại lúc này Trần Thất Gia cũng không cảm thấy hứng thú với những cô gái trẻ đẹp bởi vì chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, càng làm cho người ta có cảm giác khó chịu hơn. Nhưng ông ta muốn biết rõ lai lịch của hai người kia. Trần Thất Gia đảm bảo mỗi vị khách ở đây tuyệt đối an toàn cũng không phải vô điều kiện, điều kiện tiên quyết chính là phải biết rõ lai lịch của những vị khách kia. Những vị khách lớn tuổi thì không cần tra cứu vì họ sở hữu công ty nổi danh nên tra ra rất dễ dàng. Nếu là gương mặt mới thì nhất định phải có người quen đề cử, mà người đề cử đó không thể là loại người vô danh. Ngộ nhớ có vị khách nào gây sự trong đây hoặc là bị người nào gây thương tổn trần thất gia phải đứng ra trả lại cho họ một cái công đạo nhưng đồng thời người khác cũng phải cho trần thất gia một cái công đạo lão lục nhìn theo ánh mắt ông ta cũng thoáng sửng sốt nói vâng họ thật sự rất lạ mặt sắc mặt trần quả nhất thời trầm xuống nhỏ giọng nói cậu hãy điều tra rõ ràng trần thất gia không thích nghe những lời như vậy lão lục đang làm gì nếu như ta đã giao việc này cho chú giải quyết chú phải điều tra lai lịch từng khách hàng trong phòng này chứ Vâng, trong lòng lão lục thoáng sợ, hắn liên tục gật gật đầu, xoay người bỏ chạy. Ngày thường thất ra rất ôn hòa không bao giờ biểu hiện nét mặt cao có đối với anh em nhưng việc này hẳn là có hàm ý, nếu ngươi không thể làm tốt nhiệm vụ được giao, chờ đến khi thất ra nổi giận thì cho dù là ai cũng không gánh nổi. Trần Quả nhìn cậu thanh niên đang lẳng lặng uống trà, dựa vào trực giác Trần Quả có thể đoán trong hai người thì cậu thanh niên có vẻ có quyền hạn cao hơn. Hai người họ một người ngồi, một người đứng, Họ không hề nói chuyện với nhau, dường như hai người có thân phận khác biệt, vì vậy ông ta có thể nhìn ra một chút manh mối từ đó. Vào lúc này, cậu thanh niên đặt chén trà xuống bàn, hướng mặt về phía hành lang, vừa lúc cùng Trần Quả nhìn qua nên hai người mắt đối mắt. Cậu thanh niên trẻ tuổi mỉm cười dịu dàng như cơn gió xuân mơn mởn. Trần Quả không kìm nổi lòng mà mỉm cười, đến khi cậu thanh niên trẻ tuổi thu hồi ánh mắt thì trong lòng Trần Quả nhất thời kinh ngạc. Vừa rồi là một cảm giác vô cùng đặc biệt. Tuy người trẻ tuổi này không có bất kỳ hành động đặc biệt nào nhưng cũng khiến Trần Quả vô cùng hoảng hốt, không hiểu chính mình bị cậu ta ảnh hưởng lúc nào không hay. Đối với một đại ca giang hồ như Trần Quả thì đây mới chính là nguy hiểm thật sự. Chương 3: Cảm giác kỳ lạ. Phòng giao dịch của khách sạn Khánh Nguyên không có luật lệ chặt chẽ, tương đối tùy ý. Đây là điều đương nhiên, bởi vì người tham gia giao dịch không phải là những nhân vật tầm thường, họ không thích bị ràng buộc bởi quy tắc. Nếu đây là một hội giao dịch nghiêm chỉnh được tổ chức bởi một công ty nổi danh quốc tế thì có đặt ra quy tắc chặt chẽ một chút cũng là điều đương nhiên, tới thứ tự người nào thì người đó sẽ căn cứ theo quy tắc mà làm. Điều quan trọng là Trần Thất Gia không có thế lực quốc tế mà ông ta chính là bào ca một đại ca có tiếng tăm lừng lẫy. Một nhân vật có thể nổi danh trong thế giới ngầm ở thành phố Khánh Nguyên, nơi mà bốn phía bị bao quanh bởi núi non này thì chắc chắn người đó phải trải qua rất nhiều cuộc chém gỡ yêu ta ết, từ trong biển máu đi lên, vì vậy nói bảo ca có thế lực quốc tế quả là làm cho người ta cười đến rụng răng. Tuy nhiên quy tắc không nghiêm không có nghĩa là không có quy tắc. Người chủ trì là ai? Người chủ trì hội giao dịch này không phải là một người đẹp mà là một ông lão hơn 80 tuổi, tuy tóc đã bạc nhưng da rẻ rất hồng hào trắng kiệt, tinh thần khỏe mạnh. Ông ấy đang quải theo một gánh đạo cụ, chậm rãi bước từ sau cửa lớn đi ra. Một tiếng động chợt vang lên, ầm, ầm, các tiếng bàn luận xì xào, chỉ trong nháy mắt phòng giao dịch đã vô cùng im ắng. Tất cả mọi người không ai hẹn trước mà cùng quay đầu về phía phát ra âm thanh, trên mặt đám người đều lộ ra vẻ tôn kính. Ông cụ tên là Ân Chính Trung, là một người rất có danh tiếng trong hội giao dịch dược liệu nổi tiếng nhất ở Khánh Nguyên. Ông chính là nhân vật mà mọi người đều ngưỡng mộ từ lâu. Cụ Ân được ví như là một bộ sách y học sống, vào thời dân quốc ông đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc để thu mua dược liệu. Những cuốn sách như Bản Thảo Cương Mục, thần nông thảo mộc kinh, ông gần như là thuộc lào lào. Thậm chí có người nói là bởi vì có ân chính chung mới có thị trường dược liệu lớn nhất ở thành phố Khánh Nguyên này. Hôm nay, đa số khách đến đây đều là những bác sĩ đông y cùng với những bậc tiền bối nổi tiếng quốc gia, họ đều là những người luôn được kính trọng, tiêu phàm cũng có hứng thú với ân chính chung. Tiêu phàm chính là người thanh niên ôn hòa ngồi ở bàn số 27, cậu ta mặc trang phục màu xanh nhạt, chân mang giày làm bằng vải thủ công màu đen, đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đến thành phố Khánh Nguyên nhưng lại là lần đầu tiên tham gia hội giao dịch dược liệu quý hiếm này. Hơn một nửa lý do cậu ta đến đây là do có sự tham gia của nhân vật có tên tuổi lớn như Ân Chính Trung. Trước kia, Ân Chính Trung mở một tiệm thuốc bắc, nhưng cho đến khi thành phố Khánh Nguyên từng bước trở thành thị trường lớn chuyên tập hợp và phân tán thuốc đông y thì ông đã đóng cửa tiệm thuốc bắc của mình. Ông cụ nói không muốn cùng thế hệ tuổi trẻ tranh giành chén cơm. Nhưng mỗi lần đến hội giao dịch ở khách sạn Khánh Nguyên nhất định phải mời cụ trấn giữ. Bởi vì có cụ ở đây thì việc giám định dược liệu thật giả, thuộc niên đại nào, trên cơ bản không có ai bàn cãi. Về phần giá cả thì cụ không xen vào, tùy những vị khách thương lượng với nhau. Cụ chỉ phụ trách việc giám định dược liệu thật giả, thuộc niên đại nào thôi vì việc buôn bán xem trọng thuận mua vừa bán. Hơn nữa, giá dược liệu tăng giảm phụ thuộc vào nhu cầu của người mua, bởi vậy cùng một dược liệu người mua ra giá khác nhau thí dụ như nhân sâm lâu năm ở vùng hoang dã, người mua mục đích để siêu tầm với người mua mục đích để chữa bệnh họ sẽ ra giá khác nhau rất nhiều. Cụ ân chính chung là người rất dày dặn kinh nghiệm với những việc liên quan đến dược liệu. Cụ vừa xuất hiện có nghĩa là giao dịch sẽ chính thức bắt đầu. Những vị khách đều tự tìm đến chỗ ngồi của chính mình, hồi hộp nhìn thân hình màu trắng của lão tiền bối di chuyển. Phòng giao dịch lớn như vậy nhất thời im lặng. Ông cụ đang quải theo một cây gậy chậm rãi đi vào phòng giao dịch, nhưng người đi vào chỗ của người chủ trì, hai mắt quét qua khắp phòng. Đây cũng là lễ độ mà người chủ trì nên có. Khách mời vội vàng vỗ tay, trên thực tế ông cụ chỉ quét mắt qua từng khu vực không có đặc biệt lưu ý đến ai cả. Người bình thường có tuổi tác giống như ông hiện giờ đúng là không thể đảm đương nổi vị trí này, điều này càng làm cho mọi người kính trọng ông hơn. Khi ánh mắt ân chính chung quét qua gương mặt tiêu phàm thì chợt dừng lại, hai mắt vốn híp lại bỗng nhiên trợn to, trong phút chốc không có phản ứng ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nơi đó phần lớn mọi người không hiểu vì sao ông lại đặc biệt chú ý đến cậu thanh niên ấy cậu ta ngoài có gương mặt nhã nhận cùng khí chất thanh nhã một chút ra thì vừa nhìn đã biết là thành phần tri thức đầy bụng kinh luân cậu ta không có chỗ nào là vô cùng đặc biệt cả dù sao đi nữa thì mắt nhìn người của ân chính trung rất tinh tường so với những nhà kinh doanh đó không giống nhau ở trong mắt ông tuy gương mặt tiêu phàm rất nhợt nhạt nhưng ẩn giấu một tầng nhu hòa chậm rãi lưu loát chỉ có tu luyện khí công nội gia đến cảnh giới cực cao mới có thể phát sinh hiện tượng này. Ân chính trung tự biết rõ bản thân mình, ông vốn là một cao thủ luyện công phu nội gia tinh nhiên nên trông ông vẫn giống như 8 năm trước, tuy ông đã giả nhưng vẫn còn tráng kiện, tinh thần và thể lực dồi dào. Có hai nguyên nhân, thứ nhất là ông tinh thông dưỡng sinh chi đạo, thứ hai là ông tu luyện ngũ cẩm hí sổ do thần y hoa đà truyền lại, thời gian tu luyện đã hơn 10 năm rồi và chưa từng gián đoạn ngày nào vì thế nhìn ông tràn đầy sức sống. Tuy là Ân Chính Trung cũng tu luyện nội gia khí công nhưng chỉ sợ ông còn kém xa cậu thanh niên trẻ, điềm đạm nho nhã trước mắt này. Đây có lẽ là nội gia công phu Tam Hoa tụ đính ngũ khí chiêu nguyên. Trong tác phẩm kinh điển Đạo gia cũng có ghi chép lại, nguyên khí đại thành, sức sống như biển. Xem mặt mày của cậu ta, chẳng qua chỉ mới 26 đến 27 tuổi thôi. Cho dù cậu ta là kỳ tài tu luyện tuyệt thế dị thuật đi nữa thì cậu ta cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao? Tiêu phàm phảng phất như là không thấy hơn người ánh mắt đang nhìn sang mình, cậu ta khẽ cười với ân chính trung rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Ân chính trung nhân vật mà người người kính trọng cũng khẽ gật đầu với cậu ta, chỉ thiếu cúi người chào thôi. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, sao ông ấy lại khách sáo với cậu ta như vậy, đổi lại người bình thường thật đúng là không đảm đương nổi. Trong số những vị khách qua mặt ở đây không thiếu người xuất thân giàu có, cũng có vài vị được gọi là dược phương ở tỉnh nào đó nhưng khi đứng trước mặt Ân Chính Trung đều rất cung kính lễ phép. Tối đa Ân Chính Trung chỉ mỉm cười trò chuyện cùng họ vài câu, rất khác biệt với cúi đầu chào, dường như chưa từng có người nào nhận được sự đáp lễ như vậy. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này có lai lịch rất đặc biệt, hay là xuất thân từ quan chức nhà nước tại thủ đô. Nhẹ nhàng lướt qua hành lang, lão Lục bước nhanh đến, khẽ nói với Trần Quả. "Thất ra, thuộc hạ không tra được" lão lục vừa nói vừa quan sát sắc mặt trần quả trong lòng không ngừng run rẩy lão lục đi theo thất gia nhiều năm như vậy cậu ta hiểu rất rõ thất gia không thích nghe những câu như vậy cuối cùng trần quả cũng rời ánh mắt từ trên người tiêu phàm trở về lạnh nhạt hỏi tại sao lại cha không được lão lục đang rất lo lắng lại nghe được thất gia đang có phần tức giận vội đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán run run nói thất gia thuộc hạ đã tra danh sách khách tham gia trên đó không có tên khách mời ở bản số 27. Không biết bọn họ vào bằng cách nào, cũng không biết bọn họ do ai giới thiệu vào. Thuộc đã hỏi qua mấy quản đốc nhưng ai cũng mơ hồ lắc đầu. Việc này, việc này thật rất kỳ lạ. Lão Lục nói xong lại tiếp tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Trần Quả cười nhạt, nói. Lão Lục, cậu đúng là càng ngày càng nhàn hạ, cái gì cũng không rõ. Tôi hỏi cậu nếu họ không có giấy mời thì bảo vệ có thể cho họ vào sao? Quan trọng nhất là người nào sắp xếp cho bọn họ ngồi ở bàn số 27 chứ? Khách mời ở bàn số 27 không có khả năng là một kẻ vô danh. Lão Lục nói lắp bắp. Thật ra, bởi vậy mới nói là chuyện này kỳ quái. Thuộc Hạ đã hỏi qua là hôm nay, bàn số 27 vốn để cho một ông cụ và hôm qua, ông ấy nói là sẽ đến. Nhưng vừa rồi, khi tôi liên hệ với ông ấy thì ông ấy nói là không thể tới được vì hôm nay ông ấy có việc bận ông ấy đã gọi điện thoại thông báo cho khách sạn chúng ta rồi. Thế mà khi thuộc hạ hỏi thì không ai biết về chuyện này hết. Hỏi bảo vệ thì họ cũng nói không biết hai người này vào bằng cách nào. cả đám giống như là bị chúng ta. Thật ra, chẳng lẽ thật sự có ma? Nói tới đây lão lục không nhịn được dùng mình một cái, nhìn sang đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trong phòng khách, hắn cảm giác như là có từng cơn gió lạnh thổi đến khiến hắn gai ốc nổi khắp người. Trần quả âm thầm chừng mắt liếc anh ta một cái. Nói bậy, lão lục lại rụt cổ, gương mặt nhăn nhó như ăn mướp đắng. Việc này đúng là không bình thường, hai người sống sờ sờ đi vào như vậy mà cả khách sạn lại không ai biết bọn họ đến đây lúc nào. Lão lục dò hỏi, hay là tôi cho người đuổi bọn họ ra ngoài? Trần quả hỏi ngược lại, cậu cho rằng hiện tại thích hợp đuổi đi sao? Hội giao dịch đã chính thức bắt đầu, một số khách mời dựa theo số bàn, bắt đầu đem dược liệu mà họ mang đến giao cho ân chính chung mời ông ấy giám định thật giả, thuộc niên đại nào. Họ làm như vậy cũng có nguyên nhân là vì phần lớn khách mời sợ hàng hóa của họ là giả, sợ bị lừa nên ngàn dặm xa xôi chạy đến thành phố Khánh Nguyên để mời cụ ân giám định. Nhưng mà loại khách mời này chỉ chiếm số ít, người bình thường có thể làm ăn lớn trong ngành dược liệu tuyệt đối sẽ không bị lừa, bản thân họ có kinh nghiệm rất phong phú, chỉ có dược liệu vô cùng quý giá vì thận trọng và để đạt được mục đích nào đó nên họ mới mời Ân Chính chung hỗ trợ kiểm định. Đa số khách mời đem hàng hóa lên buộc giám định là vì muốn nhận được sự tín nhiệm của người khác để thuận lợi cho giao dịch mua bán. Ân Chính chung chỉ giám định, không báo giá bất kỳ món hàng nào. Đây cũng chính là quy định do Trần Quả đặt ra cho hội giao dịch. Tất cả giao dịch tự khách hàng tiến hành, hội giao dịch chỉ thu đúng phí phục vụ thôi. Trần Quả không dựa vào hội giao dịch để làm giàu. Cái ông ta dựa vào chính là khách sạn Khánh Nguyên này, khi họ vào đây giao dịch thì khách sạn Khánh Nguyên có thể thu phí ăn uống, ngoài ra Trần Quả còn có thể kiểm soát một ít dược liệu cho một số tiệm thuốc bắc lớn của ông ta. Trần Quả cũng không hề lũng đoạn thị trường, không cản trở khách hàng cung cấp dược liệu cho các tiệm thuốc bắc khác, tất cả đều là cạnh tranh công bằng. Trần thất ra tiền tài rất nhiều, ông nắm trong tay mấy hiệu thuốc bắc lớn nhất trong thành phố, nếu cạnh tranh công bằng thì người khác cũng không phải là đối thủ của ông ta cần gì phải đi lũng đoạn thị trường khiến cho nhiều người căm ghét trần thất gia không có suy nghĩ sẽ một mình kinh doanh tất cả dược liệu ở thành phố khánh nguyên ý nghĩ kia rất ngu xuẩn một mình ông ăn một khối thịt lớn hẳn là nên chừa chút nước cho người khác uống chứ trần quả khoát tay áo nói quên đi trước tiên cậu hãy quan sát để xem mục đích của bọn họ là gì chỉ cần bọn họ không gây rối là được chờ khi hội giao dịch kết thúc rồi giải quyết sau vâng ạ à. lão lục lên tiếng đáp lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trần Quả không để ý tới lão Lục, lại dựa vào lan can chăm chú theo dõi tình hình bên trong. Đột nhiên Trần Quả cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, dường như có một cặp mắt lạnh lùng theo dõi ông khiến ông sợ hãi, lông tóc dựng đứng cả lên. Trần Quả chậm rãi rút cái tàu thuốc làm bằng răng báo khỏi miệng, cầm ở trên tay rồi âm thầm hít sâu. Mỗi một khối bắp thịt trên cơ thể ông tràn đầy sức lực, ông xoay mạnh thân người ra sau, phần eo có hơi cong cong cả người trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, vô cùng phòng bị. nhưng mà không có cái gì cả, sau lưng ông rõ ràng chẳng có cái gì, ngay cả ma quỷ cũng không có lấy một con. cái cảm giác kỳ lạ này trong nháy mắt biến mất như chưa từng xuất hiện. trần quả chỉ cảm thấy da đầu run lên từng đợt, mạch máu ở việt thái dương không ngừng co rút. vừa rồi ông thật sự cảm giác được có người theo dõi mình, giống như có một kẻ địch hùng mạnh đang ở sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể cho ông một đòn chí mạng nhưng đó không phải là ảo giác. Có lẽ đêm nay thật sự sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất đáng sợ. chương 4, Đại hội giao dịch. Trần Quả vội vàng rời khỏi hành lang. Lão Lục có chút sừng sốt khi nhìn thấy một màn đó vì hắn biết rõ thất gia thật sự có bản lĩnh. Trước kia, khi Lão Lục đi theo thất gia tranh đoạt địa bàn, hắn đã từng chứng kiến tận mắt, hắn cũng từng nghe nói thất gia cùng với Kha Tam gia người cầm đầu băng nhóm lớn nhất ở Sơn Thành So Chiêu, Cuộc chiến ác liệt kéo dài 300 hiệp nhưng cuối cùng bất phân thắng bại. Sau đó, hai người kết nghĩa anh em, cũng vì vậy mà lão Lục khâm phục thất gia sát đất, thể sống chết cũng phải đi theo. Nhiều năm qua, lão Lục chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thất gia vội vàng như vậy bao giờ, dường như thất gia mãi mãi luôn điềm tĩnh, tựa như khách sạn to lớn trước mắt này, nó vô cùng kiên cố, vững vàng, cho dù có gió táp mưa xa đi nữa thì nó vẫn đứng sừng sững, bất động ở đó. Thu lại vẻ ngạc nhiên, trong đầu lão lục lại một lần nữa hiện ra ý nghĩ này, bước chân cũng không ngừng, xít sao đi theo. Trần quả thấp giọng phân phó. Hãy triệu tập tất cả các anh em lại đây. Lão lục lại lau mồ hôi lạnh trên trán, đáp vâng, thất ra, rồi vội vã đi ra bên ngoài. Không biết đã bao lâu rồi, thất ra chưa từng truyền đạt mệnh lệnh như thế. Chỉ có vào ba năm trước, khi bang, Đông Bắc Hổ, một bang phái lớn nổi tiếng hung ác, Mang người đến Khánh Nguyên phá dối nên thất ra mới chuyển ra mệnh lệnh như vậy thôi Cuối cùng, bang Đông Bắc Hổ bị thảm sát rút đi Chẳng lẽ, hôm nay một Đông Bắc Hổ khác lại đến Nhưng mà năm ấy dáng dấp đại ca vẫn rất hào hoa phong nhã Không giống giống với dáng vẻ vội vội vàng vàng như bây giờ Hiện giờ, không cần thất ra phải đích thân ra tay Cho dù một mình lão lục cũng đủ đánh đổi ba đến năm Đông Bắc Hổ Cần gì phải triệu tập tất cả anh em chứ nhưng mà lão lục không dám nghi ngờ quyết định của thất gia, bất kể thất gia có phân phó cái gì thì tốt nhất là nên làm theo. Trần Quả rời khỏi trong khi hội giao dịch vẫn đang tiếp tục. Khi đến lượt bàn số 27 thì cô gái ăn mặc giản dị, người luôn đứng bên cạnh tiêu phàm cầm một cái hộp nhỏ, đi đến trước bục của người chủ trì, lễ phép dâng hai tay đưa cho ân chính chung. Cổ tay cô ấy trắng sáng như ngọc, đám người hết sức chăm chú dán mắt vào cô gái ăn mặc giản dị đó. Vừa rồi, ân chính trung đã cấp cho cậu thanh niên trẻ tuổi ở bàn số 27 một cái thể diện lớn. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, không biết là bạn gái cậu ta sẽ đem đến thứ tốt gì. Từ lúc bắt đầu tới giờ, hai người họ, một người ngồi, một người đứng, tuyệt đối không trao đổi với nhau nữa câu, xem ra cô gái trẻ này là người hầu của cậu thanh niên kia. Sao lại để một cô gái xinh đẹp, thuần khiết như vậy làm người hầu chứ? Thật là ép người quá đáng mà. Khi cô gái đi đến, ân chính trung vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Vừa rồi, sự chú ý của ông đều đặt trên người tiêu phàm nên chỉ nhìn thoáng qua cô gái này thôi. Ngay lúc này, khi ông nhìn chăm chú vào cô thì bỗng nhiên ông cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như trước mặt cô gái nổi lên từng vòng, từng vòng sóng nước dao động không ngừng, khuôn mặt thanh thuần của cô gái cũng theo nó mà bắt đầu mờ nhạt. Ân chính trung kinh ngạc giật nảy người, vội vàng nhẹ nhàng quay đầu. Trong nháy mắt, một cổ nội khí từ đan điền sông lên đẩy lùi cơn chóng mặt, ông khôi phục lại vẻ trấn tĩnh. Sau đó, ông lại nhìn khuôn mặt cô gái lần nữa nhưng vẫn là bộ dáng như cũ, lại dường như xuất hiện một sự thay đổi rất nhỏ. Rốt cuộc là thay đổi ở đâu? Ông không thể giải thích nguyên nhân tại sao. Thật là kỳ lạ, ân chính chung đi lại trên giang hồ hơn nữa đời người, có chuyện kỳ lạ nào chưa từng gặp qua chứ? Nhưng hôm nay, ông lại gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy liên tiếp hai lần trong một ngày, thật rất là kỳ lạ. Ân chính trung phá lệ đứng dậy, đưa hai tay tiếp nhận cái hộp, mỉm cười hỏi. Cô gái, cháu tên gì? Dạ, cháu họ Tân, chứ Tân trong khổ cực, tên đầy đủ là Tân Lâm. Cô gái đáp, giọng nói bình thản không có chút gợn sóng, giống như tướng mạo của cô vậy, nếu như không chú ý cẩn thận sẽ rất dễ dàng bỏ qua cô. Cô gái này có bộ dạng rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất thần bí. Cô gái à, cháu hãy vui lòng chờ một chút ân chính trung không muốn đắc tội nên nói một tiếng rồi ngồi xuống mở cái hộp ra, ngay lập tức trên mặt ông hiện lên vẻ bất ngờ. Ân chính trung lập tức giám định những dược liệu mà cô gái đưa lên. Ngũ phẩm diệp giã sơn tham, mỗi cây có tuổi từ 50 đến 60 năm, cấp thứ 5. Chủng loại rất tốt, lập tức bốn phía vang lên âm thanh suýt xoa. Nghiêm khắc mà nói, hiện nay ngũ phẩm diệp giã sơn tham vô cùng hiếm thấy. Cho dù những khách mời đang ngồi ở đây đều là những nhà kinh doanh dược liệu lớn thì ngày thường, cũng không phải ai cũng thường xuyên gặp được những loại dược liệu tốt như ngũ phẩm diệp giã sơn tham. Nhưng suy cho cùng cây giã sơn tham này cũng không phải là dược liệu vô cùng quý hiếm, những khách mời đang ngồi ở đây đều đã thấy qua lục phẩm diệp giã sơn tham. Dường như ân chính chung đối xử với hai người bọn họ vô cùng đặc biệt, việc này thật sự có chút không hợp lẽ thường. Người có thể được cụ ân xem trọng như thế thì nói thế nào cũng nên đem ra những loại dược liệu quý giá như vậy mới không khiến cho mọi người thất vọng. Tân Lâm đối với âm thanh xung quanh phẳng phất như không nghe thấy, khe khẽ nói cảm ơn. Sau đó, cô liền cầm hộp chứa ngũ phẩm diệp giã sơn tham lên rồi chậm chậm trở lại bàn số 27, lặng lặng đứng ở chỗ cũ, tất cả hành động của cô không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tiêu phàm vẫn chậm rãi bưng tách trà lên tiếp tục thưởng thức. Từ đầu đến giờ, cậu ta vẫn mỉm cười thản nhiên tựa như những việc mà người con gái kia làm không liên quan đến cậu ta. Hôm nay, cậu ta chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi rất nhanh sẽ không có người chú ý tới bọn họ. Dù sao hôm nay, mọi người đều đến đây để giao dịch không phải đến xem người khác. Đêm nay có tổng cộng 45 bàn khách, đoán chừng có một nửa người trong số đó đem dược liệu cho ân chính trung giám định. Sau khi ân chính trung giám định xong thì hai tay ôm quyền, cao giọng nói. Lão xin cáo từ, mọi người hãy tự nhiên. Một tiếng, rầm rập, vang lên, không khí trong phòng bắt đầu trở nên náo nhiệt, Khách mời đều đứng dậy và đi thẳng đến đối tượng họ muốn giao dịch. Xin hỏi, vị tiên sinh này họ gì? Một vị trung niên hơn 40 tuổi có thân hình mập mạp, cố gắng vác theo cái bụng phình to chậm rãi bước tới trước bàn số 27, hướng Tiêu Phàm bắt tay, cười ha hả hỏi han tựa như một tượng Phật Di Lặc vậy. Chào ông, tôi họ Tiêu, tên Tiêu Nhất Hành. Tiêu Phàm đứng lên rồi mỉm cười đáp, hành động đúng chuẩn, giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Tiêu Nhất Hành chính là một cái tên khác của cậu ta thì ra là tiêu tiên sinh, chào ngài, tôi gọi là Vương Trí Cương đến từ lĩnh Nam, tôi kinh doanh dược liệu. Rất hân hạnh được quen biết với ngài. Người mập mạp cười ha hả tự giới thiệu bằng giọng nói lĩnh Nam, nghe không quá rõ ràng. Vương tiên sinh, rất vui khi được gặp ngài. Tiêu tiên sinh khách sáo rồi, không biết ngài có muốn bán cây ngũ phẩm diệp tham không? Nếu như tiêu tiên sinh đồng ý bán thì tôi sẽ cân nhắc xem. Vương Trí Cương vừa cười vừa dơ lên một ngón tay. Thực ra, cho dù ngũ phẩm diệp giã sơn tham rất quý giá thì khoảng 2 đến 3 năm trước đây, nó cũng không đáng giá 10 vạn. Ngay bây giờ, nếu căn cứ vào giá cả thuốc mà xem xét thì giá trị của nó không đến mức giá này. Điều quan trọng là hai năm trở lại đây bỗng nhiên nổi lên một phong trào siêu tầm sơn tham hoang dã, rất nhiều kẻ có tiền trong nước lập tức đổ xô vào thu mua vì thế giá của sơn tham hoang dã tăng gấp đôi, so với những dược liệu quý hiếm khác thì nó cao hơn đến mấy chục lần, cao nhất là gấp trăm lần. Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu, nói. Thật xin lỗi Vương Tiên Sinh, tôi không định bán cây ngũ phẩm diệp này, tôi muốn đổi lấy một thứ khác. Ồ, Tiêu Tiên Sinh muốn đổi lấy cái gì, hãy nói tôi nghe xem, nói không chừng vừa lúc tôi lại có thứ dược liệu Tiên Sinh cần thì sao. Vương Trí Cương vừa nghe được lập tức bàn bạc, bộ dạng có chút khoe khoang. Với tư cách là nhà kinh doanh dược liệu lớn nổi tiếng ở lĩnh Nam thì so với những khách mời trong phòng này, Vương Trí Cương được xem là nhân vật tài sản vô số, bởi vì vào thời gian này, nếu nói đến tiền thì lĩnh nam vẫn đứng đầu trong nước. Ta nghĩ loại dược liệu mà ta cần vương tiên sinh lấy không được. Tiêu phàm vẫn khiêm nhường như trước nhưng hơi tức giận, cậu ta không có ý hạ thấp lời đề nghị của vương trí cương, nếu nó chỉ là dược liệu bình thường, cậu ta không cần phải nhìn dạm xa xôi từ thủ đô chạy đến vùng núi ích đông xa xôi này. Tiêu phàm cũng không phải là kẻ được nuông chiều, cậu ta cũng không sợ vất vả cực khổ, điều quan trọng là làm trì hoãn thời gian tu luyện, đây mới chính là điều tiêu phàm lo lắng nhất. Có chắc vậy không, tiêu tiên sinh không chịu nói ra thì làm sao khẳng định là tôi không có chứ? Ha ha, tiêu tiên sinh, cái khác không dám nói nhưng nếu nói đến dược liệu thì không làm khó được vương trí cương tôi đâu. Hay là tiêu tiên sinh vẫn là không hài lòng về giá cả? Nếu là chuyện tiền bạc thì dễ dàng thương lượng rồi. Nói xong vương trí cương liền giơ cổ tay lên lắc lắc, hình như tay áo ông ta hơi nhỏ không thoải mái, lại vô ý đem đồng hồ quý giá từ trong tay áo lộ ra ngoài. Nghèo nàn chơi xe, giàu sang thì khoe mẽ. Đây đúng là tiêu chuẩn, quý tộc mới ở thời đại hiện nay. Tiêu tiên sinh, cây ngũ phẩm diệp kia tôi ra giá 15 vạn. Ông chủ vương chưa khoe khoang xong thì một người đàn ông trung niên đi tới, ra giá nhiều hơn 5 vạn. Ông ta có bộ dáng rất bình thường, áo mũ chỉnh tề, dài da sáng bóng, có thể đoán được ông ta cũng là một ông chủ lớn vẻ mặt vương trí cương liền trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, lên tiếng. Thật không ngờ Trần Tổng cũng nhìn trúng cây ngũ phẩm diệp này. Ha ha, tiêu tiên sinh, tôi sẽ ra giá cao hơn, ngài phải bán cây này cho tôi đó. Nói xong vương trí cương lập tức vươn ra hai ngón tay. Vị này là Trần Tổng, là nhà kinh doanh dược liệu lớn ở tỉnh Việt Trung, trước giờ ông này cùng vương trí cương luôn bất hòa, hai người là oan gia trong lĩnh vực kinh doanh dược liệu. Mấy năm nay kinh tế Việt Trung phát triển cực nhanh nên Trần Tổng ngang nhiên không nể mặt Vương Trí Cương. Ông chủ Vương hiển nhiên không chịu thua, nghĩ thầm. Không phải chỉ là tiền thôi sao, ông đây có rất nhiều, chỉ bằng củ tỏi thôi mà muốn làm ra vẻ trước mặt ông à. Một số người vừa nghe bên này có người ra giá cao hơn thì lập tức đi sang đây với vẻ mặt tươi cười chờ xem náo nhiệt, xem hai ông chủ lớn ngầm đấu đá nhau. Việc này đã trở thành tiết mục thường xuyên của mỗi hội giao dịch, rất thích hợp để mọi người giải trí. Tiêu Phàm cười cười nhưng không lên tiếng, chính mình đã nói rất rõ ràng nhưng hai vị này cứ cố khoe khoang, Tiêu Phàm cũng không biết phải nói thêm gì. 22 vạn. Trần Tổng nghiêm túc tăng giá lên. 25 vạn. Vương Trí Cương hăng hái ra giá, một mạch tăng thêm 3 vạn mà giữa đôi lông mày không nhăn một cái. Giá cả cây ngũ phẩm Diệp Sơn tham lại tăng lên, trên cơ bản đã gần bằng giá trên thị trường. Nếu như không gặp người có hứng thú siêu tầm thì nói không chừng ngũ phẩm Diệp Sơn Tham sẽ đến tay. Nhưng trong tình huống này, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để thua khí thế được. Tiêu Phàm nhận thấy Trần tổng còn muốn tăng giá thì mỉm cười nói: "Xin lỗi hai vị, ta muốn qua bên kia xem một lát." Tiêu Phàm không chút khách khí bỏ mặt hai ông chủ lớn đi thẳng đến bản số 23 cách đó không xa, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ dường như đã thấy được vật phẩm quý giá, hiếm có nào đó. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau khiến hai ông chủ lớn mất mặt không xem được náo nhiệt nhưng vẫn có mấy người đi theo tiêu phàm đến bản số 23, không biết cậu thanh niên mà ân chính chung đối xử đặc biệt này đã tìm được cái gì. chương 5, Đặng Thông Thiên Khách mời ở bản số 23 là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặt đỏ như máu, đầu bóng loáng không có một cộng tóc, thân hình lực lưỡng, cánh tay to hơn cả bắp đùi của người bình thường, hắn đúng là một người đàn ông dũng mãnh ngoai vệ. Nhưng nếu ai quan sát tỉ mỉ sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ, Người đàn ông này chẳng những trên mặt ửng đỏ mà làn da ở cánh tay lộ ra ngoài cũng ửng đỏ, làn da của hắn đẹp hơn nhiều so với những người đàn ông cùng độ tuổi, tựa như toàn thân hắn chứa đầy sức mạnh và bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Những người xem náo nhiệt dường như có vẻ sợ người đàn ông cao lớn này, bởi vì họ đều đứng cách bàn số 23 khoảng 2 đến 3 thước, không dám đến gần. Chỉ có một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi, dung mạo nho nhã, phong thái chín chắn đi đến trước mặt người đàn ông cao lớn rồi mỉm cười nói. Đặng đại ca, hôm nay anh lại mang thứ gì tốt đến vậy? Nghe giọng điệu có lẽ hắn cùng người đàn ông cao lớn kia có quen biết. Nhưng dường như người đàn ông cao lớn đó không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp của hắn ta, ông ta chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Chúng ở trong này, người tự mình xem đi. Giọng điệu người đàn ông cao lớn cứng rắn, có vẻ như không khách khí. Vừa rồi, Tiêu Phàm nhớ rõ người đàn ông cao lớn này vẫn chưa đem dược liệu nào lên bục để nhờ ân chính trung giám định cả. Người đàn ông nho nhã dường như đã sớm đoán được thái độ của người đàn ông cao lớn nên cũng không tức giận, hắn đi đến liếc nhìn cái hộp được bày biện trên mặt bàn. Cái hộp này cũng không lớn, dường như được đan bằng cây mây, có màu vàng đất, bốn góc viền màu đen cũng bằng cây mây, trông nó rất sơ sài không giống những cái hộp thường thấy. Không ít người vây xem liền mỉm cười đầy ẩn ý người đàn ông mặt đỏ này đã từng xuất hiện vài lần trong những hội giao dịch trước đây hắn họ đặng tên đầy đủ là đặng thông thiên một cái tên nghe rất ngang ngược và mạnh mẽ đặng thông thiên không phải là nhà kinh doanh dược liệu cũng không phải là quan chức nhà nước nghe nói ông ta đến từ một huyện nào đó của người dân tộc tự trị ở phía đông nam thành phố sơn thành hàng năm hắn thường ra vào núi lớn hái thuốc nên những dược liệu mà hắn đem đến hội giao dịch đều là vật phẩm quý giá nhưng hắn lại không hiểu việc kinh doanh cũng không biết chút khái niệm nào về đóng gói hàng hóa, tuy những dược liệu hắn mang đến đều là dược liệu quý giá nhưng bao bì thì lại rất sơ sài, như cái hộp màu đất trước mắt này, không biết hắn lấy từ đâu, trông nó cực kỳ xấu xí nhưng vẫn tốt hơn là để dược liệu trần trụi. Chẳng hạn như lần trước hắn mang tới một quả hà thủ ô 90 năm, cứ như vậy trần trụi để lên bàn trà, tựa như nó không phải là hà thủ ô, một trong cửu đại tiên thảo, mà chỉ là một quả khoai lang thối nát hắn không hề xem trọng việc ấy, kiểu như nếu bán không được thì nhà mình có mấy củ để ăn sống rồi. Điều quan trọng nhất chính là tính tình đặng thông thiên rất xấu, ai muốn mua dược liệu của hắn thì nhất định phải ra giá hợp với ý hắn trong một lần rồi hắn mới bán. Nếu người nào cùng hắn mặc cả trả giá, khiến hắn nhìn không vừa mắt thì dù người đó có trả giá cao thế nào, hắn cũng không thèm để ý tới, tốt nhất là người đó hãy tìm chỗ mát mẻ mà ngồi nghỉ ngơi đi, nếu như cứ lại nhảy thêm hai ba câu thì không chừng sẽ ăn quả đấm của hắn ngay lập tức đấy. Người này đúng là một gã miền núi thô bạo, khỏe như trâu. Khách mời đều là những nhân vật có máu mặt hay những ông chủ giàu có một vùng, nếu họ cùng với gã miền núi thô lỗ này tranh giành thì cho dù thắng cũng chẳng vinh quang, còn nếu thua thì sẽ rất nhục nhã. Nếu như họ để cho hắn vung một cái tát hoặc đánh một quyền té ngã thì sẽ không biết tìm ai để đòi lại lẽ phải đây. Cho dù là Trần Thất Gia cũng không muốn làm mất lòng hắn, Mỗi lần Đặng Thông Thiên tham gia thì Trần Thất Gia đều ngoài mặt thì khách sáo nhưng trong lòng thì rất tức giận. Không ai biết do nguyên nhân gì, nhưng xem ra tên họ Đặng này cũng là một kẻ có bản lĩnh. Người đàn ông chính chắn cười nói. Đặng đại ca, vậy tôi mở hộp ra xem. Đặng Thông Thiên bực bội, hừ, một tiếng nhưng cũng không có ngăn cản. Nếu hắn đã đến hội giao dịch thì dù cho tính tình hắn không tốt đi nữa thì cũng phải để cho người khác xem xét hàng hóa. Người đàn ông chín chắn cười cười, không thèm so đo với đặng thông thiên, hắn tiện tay mở cái hộp màu vàng đất viền đen, ngay tức khắc một luồng hơi ấm từ trong hộp dũng mảnh sông ra. a à, thoáng cái xung quanh vang lên vài tiếng kinh hô. Trong cái hộp là một khối đá màu vàng chanh, cả vật thể phát sáng, tương tự như màu sắc của ngọc bích, luồng không khí ấm áp kia chính là từ khối đá màu vàng chanh này phát ra. Nhìn kỹ thì dường như là khối đá này có phần giống với tượng Phật Di Lặc vậy. Đây là hỏa nham noãn ngọc. Người đàn ông chín chắn cũng rất ngạc nhiên, lấp bấp nói rồi vội vàng thò tay vào trong hộp lấy khối đá màu vàng tranh ra. Khối hỏa nham noãn ngọc này cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 3 đến 4 tấc vuông, nó không theo một quy tắc nào cả và rất giống Phật Di Lặc. Vừa nhìn là biết khối ngọc này do thiên nhiên tạo thành vì trên khối ngọc không lưu lại bất cứ một dấu vết điêu khắc không tự nhiên nào cả. Theo như giá trị thực tế thì noãn ngọc không được xem như là một viên ngọc thạch, mà chỉ là một loại khoáng thạch được hình thành từ khoáng vật trong môi trường cao áp địa chất. Hỏa nham noãn ngọc được xem là một viên noãn ngọc thượng đẳng, có giá trị y khoa, đeo trang sức làm bằng noãn ngọc quanh năm có thể bổ dương khí, điều trị chứng suy yếu do thể hàn, noãn ngọc chính là vật mà những người đàn ông đam mê tử sắc quá độ cực kỳ yêu thích. Hơn nữa, viên noãn ngọc này có kích thước vừa phải, lại có hình dáng giống vật di lạc hình thành từ thiên nhiên, chỉ nói về bề ngoài thôi cũng là một vật trang sức đẳng cấp, đeo ở trên người rất có phẩm vị vốn dĩ người đàn ông chín chắn rất hưng phấn, hắn ta vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, rất có duyên với phụ nữ, suốt ngày trên người hắn phảng phất mùi son phấn phụ nữ. Nhưng đừng bị vẻ ngoài bảnh bao của hắn đánh lừa, thực ra khí sắc trên mặt hắn đen như than trì, cơ thể của hắn đã sớm bị hư hại bởi tử sắc. Mấy năm nay, hắn vẫn dựa vào thuốc bổ để chống đỡ vì vậy ngay khi hắn thấy hỏa nham noãn ngọc vô cùng quý hiếm này thì rất là vui vẻ nhưng mà sau khi hắn kiểm tra tỉ mỉ thì trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện vẻ hoang mang, lông mày nhíu lại, miệng nói lầm nhầm kỳ lạ, tại sao lại như vậy chứ? Những người xem náo nhiệt cũng bắt đầu kinh ngạc như hắn. Người đàn ông chín chắn này cũng là khách quen của hội giao dịch, tư liệu cho thấy hắn đến từ Minh Châu, là một nhà kinh doanh dược liệu lớn, khả năng quan sát rất tốt. Chẳng lẽ Noãn Ngọc này có vấn đề gì? Đánh giá Noãn Ngọc không thể chỉ nhìn bề ngoài muốn đánh giá đúng phải có kinh nghiệm phong phú. Vẻ mặt người đàn ông chín chắn biến đổi, một lúc sau hắn ngẩng đầu hỏi. Đặng đại ca, anh tìm được noãn ngọc cách đây bao lâu rồi? Đặng thông thiên có giá người vạm vỡ, cao hơn hắn một cái đầu nên hắn phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện với đặng thông thiên. Bảy tháng trước, đặng thông thiên lạnh lùng đáp, không nói thêm lời nào. Người đàn ông chín chắn ngẩn người ra, lập tức cười mỉa, nói. Đặng đại ca cứ nói đùa, hỏa nham noãn ngọc này đúng là loại thượng đẳng, hình dáng cũng vô cùng đẹp nhưng mà. Linh khí bên trong noãn ngọc đã không còn nồng đậm, lấy kinh nghiệm của tôi mà phán đoán thì nhiều nhất chỉ còn lại hai phần. Nếu nói là noãn ngọc được tìm thấy vào 7 tháng trước thì tôi không thể tin được, ít nhất cũng là năm đến sau năm trước. Nếu không thì linh khí sao có thể nhạt như vậy? Hỏa nham noãn ngọc vừa là đồ trang sức, vừa là dược liệu, nhưng ở trong mắt người thường thì nó chỉ là một khối đá, hiển nhiên xem nó cùng dược liệu không có quan hệ. Nhưng mà theo như người đàn ông chín chắn nói thì hắn rất có hiểu biết về hỏa nham noãn ngọc, hắn chỉ cần cầm lên là biết linh khí ẩn chứa trong noãn ngọc nhiều hay ít. Ông có muốn mua hay không? Đặng thông thiên đưa tay đoạt lấy noãn ngọc trong tay người đàn ông chính chắn trở về, sau đó hắn quăng trên bàn trà cái, bộp, dường như hắn không có chút lo lắng khối ngọc sẽ bị vỡ. Xem điệu bộ của hắn thì hỏa nham noãn ngọc trong mắt người khác là vật có giá trị xa xỉ, còn trong mắt hắn thì cùng lắm chỉ là phá hỏng một khối đá bình thường mà thôi. Từ đầu đến giờ tiêu phàm vẫn đứng bên cạnh xem xét, cậu ta vừa mỉm cười, vừa thầm nghĩ. Quả nhiên người tên Đặng Thông Thiên này có thân thủ rất cao, xuất thủ nhanh như gió làm người khác thấy hoa mắt, khi tỉnh lại thì noãn ngọc đã trở về trên tay hắn. Rõ ràng là hắn cố tình làm mọi người bất ngờ, động tác uyển chuyển, lưu loát như nước chảy mây trôi. Sắc mặt người đàn ông chín chắn hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, hắn sống đến ngần ấy năm vẫn chưa có ai dám hống hách, vô lễ như vậy trước mặt hắn. Nhưng nơi này là ít đông không phải là thành phố Minh Châu, không phải là địa bàn của hắn nên đối mặt với đặng thông thiên thì cho dù là một nhân vật hung thần ác sát như hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế, tự cười diễu, nói. Đặng đại ca, tôi vẫn muốn có nó, tôi sẽ ra giá. Nói xong, hắn giơ lên ba ngón tay. Ba vạn. Lúc này, đặng thông thiên lười nói chuyện, trực tiếp không thèm nhìn hắn. Người đàn ông chín chắn không nhịn được, hừ, lạnh một tiếng, sắc mặt càng đen hơn, hắn tức giận cắn cắn môi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát cơn giận. Đặng Thông Thiên không thèm để ý đến hắn, vẻ mặt của những người xung quanh thì rất vui vẻ khi người khác gặp họa, họ muốn nhìn xem người đàn ông chín chắn có dám cùng với Đặng Thông Thiên trở mặt hay không. Họ rất muốn hai người đó đánh nhau một trận tại đây, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đoán chừng người thương nhân đến từ Minh Châu thân thể rất yếu ớt do đam mê tiểu sắc này không đủ để đặng thông thiên động một ngón tay. Ôi, thật đúng là hỏa nham noãn ngọc thượng đẳng à, lão vương ta phải đến xem mới được. Giữa lúc người đàn ông chín chắn đang ở trong tình thế đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, lại có người đến giải vây cho hắn, người đó chính là vương trí cương mập mạp. Vương Tổng đi thẳng đến, không thèm hỏi ý kiến đặng thông thiên liền cầm noãn ngọc lên quan sát tỉ mỉ, trên gương mặt phì nhiêu của hắn dần dần hiện ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, sau đó hắn ngẩng đầu lên hỏi một câu, lão Đặng, viên ngọc này thật sự là được tìm thấy vào 7 tháng trước à? Vẫn giống lúc trước, Đặng thông thiên lười mở miệng trả lời. Vừa rồi, lúc hắn cùng người đàn ông chín chắn đàm phán thì Vương Trí Cương cũng đứng một bên xem náo nhiệt, hắn tin là Vương Trí Cương đã nghe rõ tất cả, thế mà vẫn hỏi lại cùng một câu giống tên kia, đây chẳng phải là lời nói nhảm hay sao? Vương Trí Cương vừa ngắm nghĩa viên Noãn Ngọc, vừa lớn tiếng nói. Thật kỳ lạ, nếu viên Ngọc tìm được từ 7 tháng trước thì sao linh khí lại yếu như vậy chứ? Nhưng dù sao đây cũng là hỏa nham Noãn Ngọc chân chính, cũng không tệ lắm. Ta trả cho ngươi 5 vạn. Trong hoàn cảnh hiện tại, đồ cổ, châu báu hay Ngọc Thạch không đáng giá, cho dù Noãn Ngọc có thể làm đồ trang sức thì bất cứ ai có thể một lần xuất ra 5 vạn khối cũng cần phải có dũng khí lắm mới làm được. Vương Trí Cương ra giá rất công bằng, nhưng kẻ mập mạp này cũng không phải là một người tốt, dù hắn không cần viên noãn ngọc này thì hắn cũng không ngại lừa dối những kẻ vung tiền như cỏ rác. Dù sao lĩnh nam có nhiều kẻ có tiền ăn chơi đang điếm tổn hại thân thể, ngại gì không gỡ yêu ta ít những con dê béo múp đó chứ. Tuy linh khí trong noãn ngọc này đã mất đi rất nhiều nhưng người bình thường không thể nhìn ra được, chỉ có những chuyên gia như bọn hắn mới nhìn ra được thôi, chỉ cần hắn có công phu lừa dối cao một chút thì nói không chừng lúc bán lại cho người khác có thể kiếm 8 vạn đến 10 vạn nha. Audio điện tử võ tấn bền Chương 6 Thiên hạ trí dương thứ hai Đáng ngạc nhiên là kết quả vẫn ngoài dự đoán của mọi người, Đặng Thông Thiên vươn bàn tay to lớn ra, khi Vương Trí Cương chưa hồi phục lại tinh thần thì Đặng Thông Thiên đã đoạt lại noãn ngọc rồi đặt lên bàn trà một cái, bộp, sau đó hắn ngẩng đầu lên, mắt cũng không thèm liếc Vương Trí Cương một cái. Vừa rồi, ít nhất Đặng Thông Thiên còn nói hai câu với người đàn ông chín chắn nhưng từ đầu đến giờ, Đặng Thông Thiên chưa hề nói câu nào với Vương Trí Cương cả. Vương Trí tức giận nuốt xuống vài ngụm nước bọt, gương mặt béo phì đỏ bừng lên, hung hăng chừng mắt liếc Đặng Thông Thiên. Nếu như đây là lĩnh nam thì cho dù tên họ đặng kia có lợi hại đến đâu đi nữa thì Vương Trí Cương cũng nhất định phải khiến hắn mất mặt. Đã liên tục có hai ông chủ lớn bị mất mặt nên những người khác không dám lên tiếng để tránh phải nếm mùi thất bại như vậy. Nếu như viên noán ngọc này thật sự giống như những gì người đàn ông chín chắn và Vương Trí Cương nói, linh lực thật sự chỉ còn lại hai phần thì 5 vạn khối đã là mức giá cao nhất rồi, cũng sẽ không có người nào đưa ra mức giá cao hơn. Chỉ có những kẻ ngốc mới tham gia loại giao dịch này, ai lại vô duyên vô cớ quăng tiền trong nước chứ? Tên đầu chọc đặng thông thiên này tốt số vậy sao? Sao lại cho hắn yêu đãi lớn như vậy chứ? Lúc này, tiêu phàm đang chậm rãi đi đến, cũng không thèm nhìn viên noãn ngọc, cậu ta cầm trong tay ngũ phẩm diệp sơn tham lấy từ trên người tân lâm qua rồi nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, mỉm cười nói với Đặng Thông Thiên, muốn đổi không? Ngay tức khắc xung quanh vang lên nhiều tiếng kinh hô. Ô, vừa rồi, Vương Trí Cương với Trần Tổng đã ra giá đến 25 vạn để mua cây diệp giã sơn thăm này, nhưng tiêu phàm một chút cũng không động tâm. Bây giờ cậu ta lại đem nó đổi lấy hỏa nham noãn ngọc, giá trị cao nhất là 5 vạn tệ. Có phải là hắn bị điên rồi không? Hay là người đàn ông chín chắn cùng với Vương Trí Cương đều nhìn nhầm, trên thực tế viên noãn ngọc này đúng là một thứ tốt nhưng suy nghĩ lại dường như có chỗ không đúng. Người đàn ông chín chắn với Vương Trí Cương cũng không phải là người mới, bọn họ đã ngắm nhìn dược liệu bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể ngay cả noãn ngọc cũng không thể phân biệt được chứ. Nếu chỉ là một người thì có khả năng nhìn nhầm, nhưng cả hai người có kinh nghiệm đồng thời nhìn nhầm thì đúng là chuyện không thể xảy ra. Không biết cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Đổi. Đặng thông thiên không nhiều lời, từ trong cổ họng hắn chỉ bật ra một chữ như vậy rồi cầm lấy cây ngũ phẩm diệp, hắn là người hái thuốc lão luyện nhiều năm, dù rằng miêu Cương không có diệp giã sơn tham nhưng ân chính chung đã đích thân giám định qua thì tuyệt đối không phải là đồ giả. Tiêu phàm cười cười, không người cầm lấy viên noãn ngọc, cậu ta vừa mới đưa tay đến gần cái hộp màu vàng đất dự định cầm lấy cất vào túi, thì một bàn tay đỏ thắm vươn ra nhanh như cắt bắt cái hộp trở lại. Người đó chính là Đặng Thông Thiên, hắn từ trên cao nhìn xuống tiêu phàm, lạnh lùng nói. Ngũ phẩm diệp chỉ đổi lấy noãn ngọc, không bao gồm cái hộp này. Tiêu Phàm bật cười, chậm rãi đi thẳng đến trước mặt Đặng Thông Thiên, nhẹ nhàng nói: "Đặng đại ca, dùng ngũ phẩm diệp đổi lấy cái hộp này thì quả thật không đủ, anh còn muốn đổi lấy thứ gì nữa không?" "Biết đâu tôi có thể đổi cho anh thì sao?" Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, giọng điệu không mang theo chút tức giận nào. Đám người xung quanh lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa hưng phấn, hóa ra bảo vật thật sự là cái hộp màu vàng đất viền đen kia sao? Nhiều người như vậy mà không ai nhìn ra được Tuy những người này đến xem náo nhiệt nhưng họ cũng không phải là kẻ nhàn rỗi, họ đều là những thương nhân trong ngành dược liệu, ai ai cũng khôn khéo cả, chẳng lẽ hôm nay họ gặp được cao thủ thật sự. Đặng thông thiên rất nghiêm túc đánh giá tiêu phàm, hắn nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, quét cặp mắt mấy vòng trên người tiêu phàm, sau đó mới lạnh lùng nói, người không lấy được, thứ ta muốn chính là một cân dược liệu thượng hạng long đầu phượng vĩ thảo hoang dã phơi khô. Một cân long đầu phượng vĩ thảo hoang dã loại thượng hạng hắn đùa à ngay lập tức tất cả mọi người chừng mắt nhìn đặng thông thiên giống như nhìn thấy một kẻ điên ai cũng cho rằng hắn bị điên thật rồi nhưng không phải điên thường mà là vô cùng điên điên đến không có thuốc chữa long đầu phượng vĩ thảo có tên gọi khác là hoắc sơn thạch hộc mọi người thường gọi là Mỹ hộc phần lớn chúng sinh trưởng ở khe đá tại vách núi dựng đứng cao chót phót, nơi mà mây mù lượn lờ bao quanh thuộc loại sắt lá thạch hộc thượng hạng tác phẩm kinh điển đạo tàng của đạo gia từng có nhắc đến Hoắc Sơn Thạch Hộc, Thiên Sơn Tuyết Liên, Tam Lưỡng Nhân Tham, Hà Thủ Ô 120 năm, Phục Thung 60 năm, Cỏ Linh Chi trong núi sâu, Ngọc Trai dưới biển, Đông Trùng Hạ Thảo là những loại dược liệu thượng hạng được xếp vào nhóm, cửu đại tiên thảo của Trung Hoa mà Hoắc Sơn Thạch Hộc lại được xếp vào nhóm đứng đầu, đủ cho thấy nó quý giá đến cỡ nào. Hoắc Sơn Thạch Hộc từng được ghi chép trong lịch sử là loại thuốc chuyên dùng của Hoàng Thất. Rất nhiều hoàng đế vì muốn trường sinh bất lão đã dùng hoắc sơn thạch hộc để luyện chế trường sinh đan, nguyên nhân chính là vì long đầu phượng vĩ thảo là dược liệu vô cùng quý giá, qua các triều đại từ xưa đến nay luôn bị mọi người điên cuồng ngắt lấy nên hoắc sơn thạch hộp hoang dã thật sự đã cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi người thuộc giới thượng lưu của thành phố đều đã từng dùng qua những dược liệu có giá trị cao nhưng so với long đầu phượng vĩ thảo hoang dã thì còn kém xa. Từ 50 năm trước, long đầu phượng vĩ thảo hoang dã đã trở thành dược liệu được chính phủ quản lý chặt chẽ, ngay cả sư phụ kinh kịch Mai Lan Phương muốn một quả hoắc sơn thạch hộ để bảo dưỡng giọng hát cũng phải xin phép, sau khi được bí thư tỉnh ủy Giang Hoài phê chuẩn mới được đến nơi long đầu phượng vĩ thảo sinh trường. Đến bây giờ thì lại càng hiếm thấy, chỉ sợ là đào cả núi hoắc sơn huyền lên cũng không chắc chắn tìm đủ một cân long đầu phượng vĩ thảo hoang dã nữa huống chi là phơi khô. Long đầu phượng vĩ thảo thật sự là vật báu vô giá, là thứ mà dù cho bạn có tiền cũng không mua được. Đặng thông thiên đúng là có công phu sư tử ngoạng cái hộp màu vàng đất của hắn rốt cục là loại bảo bối gì sao có thể so với vật báo vô giá như long đầu phượng vĩ thảo chứ tiêu phàm vẫn mỉm cười nhã nhận như trước khẽ nói đặng đại ca ta thật sự không có một cân long đầu phượng vĩ thảo hoang dã thượng hạc cho dù ta có thể đem ra đi nữa thì cũng không đủ để trao đổi với anh cái gì nói đùa sao hai người đều điên hết rồi sao đặng thông thiên còn chưa trả lời Đám người xung quanh đã kêu to, nhốn nháo cả lên. Trong chốc lát, tinh thần quần chúng xung quanh phản đối mãnh liệt, bàn số 23 trở thành tâm điểm náo nhiệt nhất trong hội giao dịch, ngay cả những khách mời đang mặc cả trả giá cũng dừng lại hẳn rồi quay sang nhìn đám đông, phút chốc vây kín bàn số 23, đến nỗi con muỗi cũng không chui lọt, một đám người vươn cổ cao lên để xem bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đối với đám người đang ồn ào xem náo nhiệt, Đặng Thông Thiên và Tiêu Phàm coi như không thấy chẳng qua đặng thông thiên đang gắt gao dán mắt vào tiêu phàm, cặp mắt mở to như chuông đồng, dường như hắn nhìn thấy trên mặt tiêu phàm nở một đóa hoa vậy, một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi. Cậu thật sự biết rõ đây là cái gì sao? Tiêu phàm mỉm cười, nói thầm. Sợ rằng tại hội giao dịch này, ngoài hắn cùng Tân Lâm thì không có người thứ ba nào biết rõ bí mật này, cho dù đặng thông thiên là chủ nhân của cái hộp này cũng chưa chắc biết được bí mật. Nhưng mà tiêu phàm vẫn chưa vội giải thích lý do, cậu ta mỉm cười nói: "Đặng Đại ca, anh bị bệnh rất nặng, chỉ dựa vào một long đầu phượng vĩ thảo thì không đủ đâu, nếu như đại ca không ngại thì tôi sẽ giúp anh bắt mạch xem sao." Nói xong, Tiêu Phàm liền cầm lấy cổ tay của Đặng Thông Thiên, bàn tay của Tiêu Phàm cũng giống như sắc mặt của cậu ta, làn da tái nhợt thiếu sức sống, không có bao nhiêu máu cộng với 10 ngón tay thon dài làm cho người ta có cảm giác cậu ta vô cùng yếu đuối. Từ đầu đến giờ, Đặng Thông Thiên luôn đối với người khác lạnh lùng thản nhiên, không thèm quan tâm đến ai, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, như là gặp phải kẻ địch lớn vậy. Trong nháy mắt bàn tay thô to, đỏ như máu, tựa như điêu khắc từ một khối mã não màu đỏ, mơ hồ có máu tươi nhỏ xuống, cổ tay run lên, bàn tay thành hình hổ chảo nhanh chóng bắt lấy cổ tay của tiêu phàm. Nhìn thấy một màn như vậy, người xem đồng loạt im lặng, nín thở, chừng hai mắt, gắt gao xem xét diễn biến bên trong. Như thế nào mà một chút dấu hiệu cũng không có, nói đánh là đánh vậy người ta rõ ràng có lòng tốt, bắt mạch xem bệnh, sao tên họ đẳng kia đột nhiên trở mặt vậy. Tuy là phần đông khách mời vây xem đều không hiểu gì về võ thuật, nhưng thấy tư thế của Đặng Thông Thiên cùng với bàn tay của hắn trong phút chốc biến đổi kinh khủng, không thể tưởng tượng được, Đặng Thông Thiên tuyệt đối là một cao thủ võ thuật, luyện tập một môn công phu bá đạo nào đó. Hơn nữa, Đặng Thông Thiên cao to lực lưỡng, phốc người tráng kiện to gấp đôi so với người bình thường như tiêu phàm. Ở trước mặt hắn, Tiêu phàm giống như một đứa trẻ bình thường Nếu như bị hắn bắt được thì e rằng xương cổ tay đều bị bóp nát Đặng thông thiên cũng không giống hạng người có thể nhân từ nương tay Đối mặt với hổ chảo nhanh như chấp của đặng thông thiên Tiêu phàm thoáng như không thấy Tay phải cậu ta không nhanh không chậm mà dò xét phía trước Ngón út kéo dài hơi vỉnh linh, Hướng về phía vị trí mạch tượng bên trong cổ tay của đặng thông thiên điểm chỉ Đặng thông thiên ngạc nhiên giật nảy người Hắn vẫn không có xem thường tiêu phàm cho dù công phu hắn tu luyện chính là nội gia công phu cực kỳ bá đạo, trình độ còn kém xa ân chính chung, nhưng cũng có thể nhìn ra được tiêu phàm không phải là tiểu bạch kiểm, con thỏ trắng nhỏ, nhưng mà hắn không nghĩ tới trong giây phút đó, tiêu phàm có thể dễ dàng đánh trả được chiêu số của hắn, hơn nữa chỉ dùng một ngón út là có thể phá được hổ trào. Nếu như không phải hắn ỷ mình có tu vi cao hơn, thì sao dám hành động như thế chứ? Tuy tiêu phàm vẫn chưa tận lực ra chiêu với hắn, nhưng mà động tác của cậu ta quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, muốn né tránh cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ nghe thấy hắn bực bội dê y gì một tiếng, ngón tay út của tiêu phàm vừa chạm vào bàn tay của đặng thông thiên liền làm cho cả cánh tay của hắn cứng ngắc không di chuyển được, tiêu phàm đã thật sự điểm lên hai huyệt vị trên cánh tay của hắn. Đỉnh đầu bóng loáng của đặng thông thiên trong nháy mắt đã phủ một tầng mồ hôi, nhưng hắn không dám dãy ruộng. Cả cánh tay hắn trở nên tê tê không còn cảm giác, đây rõ ràng là do bí thuật chế huyệt cực kỳ cao siêu khống chế. Loại thuật chế huyệt này, Đặng Thông Thiên chỉ là vô tình nghe cha hắn nhắc qua, hắn ta cũng không phải là cao thủ luyện nội gia công phu đến trình độ cao nhất, nghe nói đây là võ thuật cao siêu đã sớm bị thất truyền và cũng là công phu rất khó luyện đến thông thạo. Hai bên căn bản là không cùng một cấp bậc, huống chi bây giờ, hắn lại bị Tiêu Phàm điểm mạch, Đặng Thông Thiên đâu dám lỗ mãng chứ? Tiêu Phàm tiếp tục giúp Đặng Thông Thiên bắt mạch, hai hàng lông mày cong dài của cậu ta khẽ nhíu lại, khẽ nói: "Đặng đại ca, xin đổi lại tay phải." Lúc này, Đặng Thông Thiên không còn làm ra vẻ ta đây, không nhiều lời liền đưa tay phải qua, chậm rãi thu hồi cánh tay trái cứng ngắc về thả bên người, cánh tay trái vẫn tê tê mất cảm giác, cánh tay vốn đỏ như máu trước kia đã sớm không còn. Tiêu Phàm tập trung bắt mạch cho Đặng Thông Thiên, lát sau cậu ta chậm rãi thu tay phải về, giữa đôi lông mày đang nhíu lại từ từ giãn ra, nghiêm túc nói: "Đặng đại ca, anh tu luyện Hồng Sa trưởng là loại công phu trí dương." nhưng lại luôn mang trên người loại cây trí dương ô dương mộc. Đợi một chút, tiêu phàm còn chưa nói hết, đặng thông thiên đã kêu lên, vẻ mặt bối rối. Ô dương mộc là cái gì hả? Đây là chính dương mộc, chương 7, phương thuốc. Tiêu phàm lạnh nhạt hỏi. Đặng đại ca, anh lấy cái hộp này từ đâu vậy? Ông nội của ta cuối đời tình cờ nhận được, cuối cùng truyền cho ta. Đặng thông thiên trả lời qua loa. Vậy là đúng rồi, chính dương mộc tuy cũng có tác dụng tích tụ dương khí nhưng hoàn toàn không thể so với ô dương mộc được. Nếu để chính dương mộc và ô dương mộc cùng một chỗ thì kết quả cũng sẽ như viên hỏa nham noãn ngọc này, không đến một năm, tất cả dương khí sẽ bị ô dương mộc hấp thụ sạch sẽ. Nhưng mà ta đã mang theo thứ này bên người bao nhiêu năm nay, cũng không thấy nó hấp thụ dương khí của ta. Đặng thông thiên như là người phạm lỗi, nói lắp bắp, đặc biệt khi nói đến đoạn hấp thụ dương khí thì toàn thân lạnh run. Nhiều đời người miêu giao sống trong núi lớn, từ lúc còn nhỏ, hắn đã nghe không ít truyền thuyết kỳ lạ nên hắn tin đó là sự thật. Hắn chợt nghĩ, vậy thứ này chẳng phải là yêu quái thành tinh sao? Tiêu phàm mỉm cười nói. Việc này thì anh không cần lo lắng, người có tài thường sống rất thọ. Đặng đại ca, anh đem vật trí dương đeo trên người, hơn nữa anh lại luyện hồng sa trưởng hơn 10 năm nên dương khí trong cơ thể vô cùng dồi dào, nhưng dương khí quá nhiều sẽ tổn thương hồn phách. Hiện nay, Bệnh tình đã xâm nhập vào xương tủy, nếu chỉ dùng Long Đầu Phượng Vĩ Thảo thì hiệu quả sẽ không cao, chỉ trị được phần ngọn không thể trị tận gốc. Đặng Đại ca, nếu như anh tin những lời tôi nói thì tôi sẽ đưa cho anh một phương thuốc, phương thuốc này có thể giải trừ những tổn hại mà Ô Dương Mộc mang lại. Được. Đặng Thông Thiên không chút do dự liền gật đầu đồng ý, giọng nói không còn cứng rắn như trước kia, thậm chí là vô cùng kính cẩn. Tục ngữ có câu, ngoại hành khán nhiệt nháo, nội hành khán ngôn đạo người ngoài nghề thì xem náo nhiệt người trong nghề thì trông cửa nói đa số những người vây xem đều không hiểu võ thuật nên nhìn không ra cái gì nhưng hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng vừa rồi hắn ta cùng tiêu phàm so một chiêu với nhau mà một chiêu này của tiêu phàm làm cho hắn vô cùng chật vật nếu như là thật sự quyết chiến sống chết với nhau đặng thông thiên đoán là chính mình không chống đỡ được bao lâu người này tuổi còn rất trẻ nhưng lại là một cao thủ tuyệt đỉnh đặng thông thiên không giận ngược lại còn rất vui nhiều năm qua hắn luôn dựa vào ô dương mộc để bồi dưỡng dương khí vì thế đặng thông thiên đã đem thiết xa trưởng luyện đến trình độ cao nhất thậm chí vượt qua cả phụ thân hắn nhưng mà cơ thể cũng theo đó sản sinh nhiều bệnh mặc dù hắn đã mạnh mẽ áp chế người ngoài nhìn không ra chút sơ hở nào cả nhưng mà bệnh là ở trong cơ thể của hắn người khác nhìn không ra không có nghĩa là hắn không rõ ràng đặng thông thiên không chỉ là cao thủ võ thuật mà còn thông thạo y dược hắn chính là người hái thuốc cũng chính là người kê đơn trái phải đều cũng không thấy chuyển biến tốt. Đặng Thông Thiên rất phiền não nhưng khi nghe Tiêu Phàm nói như vậy, hắn mới khẳng định mấu chốt vấn đề là ở chính dương mộc mà hắn mang bên mình. Hắn mơ hồ nghe phụ thân nói qua, chính dương mộc là vật trí dương, đối với những người luyện dương cương công phu mà nói thì đúng là vật quý báo ngàn năm có một, có thể bổ dưỡng dương khí, bắt đầu tu luyện là làm chơi an thật. Nhưng cha hắn cũng không nói với hắn, nếu bổ dưỡng dương khí quá mức thì nó sẽ cắn trả lại. Nhưng mà điều này cũng không khó giải thích, Ô Dương Mộc giống như một cái ấm trà còn Đặng Thông Thiên Chính là một tách trà, nếu như tách trà lớn hơn so với ấm trà thì hiển nhiên không mất công sức đem tất cả nước trong ấm trà đổ vào tách trà rồi, ngược lại nếu tách trà nhỏ hơn so với ấm trà thì nước từ ấm trà rót xuống tách trà sẽ tràn ra ngoài. Sai lầm của Đặng Thông Thiên Chính là hắn không nắm bắt được giới hạn của bản thân, lúc nào cũng mang Ô Dương Mộc theo bên người, nên nước trong ấm trà cứ cuồn cuộn không ngừng rót vào tách trà mặc kệ hắn có không chịu đựng được hay không. Nếu như đổi lại là một người không hiểu về võ thuật nói như vậy, hắn sẽ không tin tưởng, nhưng tiêu phàm rõ ràng không phải là loại người như vậy. Người thanh niên này tuy vừa nhìn có vẻ xanh sao, gầy còm nhưng chỉ cần dơ một ngón út lên liền dễ dàng phá vỡ thiết xa trường. Tuyệt kỳ mà hắn luyện tập suốt 10 năm qua, hắn không tin tưởng cũng không được. Tiêu phàm có phong thái vô cùng dịu dàng, không mang theo chút khí chất thô bạo nào cả, thấp thoáng có phong độ của vương giả, chính đặng thông thiên cũng không biết từ lúc nào bản thân đã vô cùng tin tưởng cậu ta. Trên bàn trà có chuẩn bị sẵn giấy bút, đây là chuẩn bị cho những khách mời đặc biệt cẩn thận không muốn dùng ngôn ngữ nói chuyện với nhau, người đứng ra tổ chức thuận tiện chuẩn bị giấy bút cho những vị khách đó đàm phán ký kết. Tiêu phàm cầm lấy giấy bút, trong nháy mắt đã viết xong một phương thuốc đưa cho đặng thông thiên rồi nói. Đặng đại ca, anh hãy bốc thuốc theo phương thuốc này, uống liên tục trong vòng một năm không được gián đoạn thì có thể giải trừ những tổn hại đu trí dương khí gây nên. Ngoài ra, tôi có viết cho anh một phương pháp luyện khí, anh hãy dựa theo phương pháp này mà dẫn dắt dương khí thừa trong cơ thể từ từ xuống đan điền, chậm rãi chuyển hóa nó từ 3 đến 5 sau thì có thể cho chính mình dùng. Đặng đại ca, hồng sa trưởng vừa trí âm vừa trí dương, vô cùng khác thường, nếu như muốn luyện đến cảnh giới cao nhất hay là điều hòa âm dương, thì phải tu luyện trong ngoài kết hợp mới là phương pháp đúng đắn. Nếu một mực muốn dùng thuốc phụ trợ để mau tiến bộ thì có đôi khi sẽ dẫn kết quả hoàn toàn ngược lại, quá nóng vội thì sẽ không thành công. Đặng Thông Thiên đưa hai tay tiếp nhận phương thuốc, nhìn kỹ hai lần. Hắn cũng là người tinh thông dược lý, có thể nhận biết phương thuốc này là thật hay giả, mặc dù đối với phương thuốc này hắn có vài chỗ xem không hiểu nhưng Tiêu Phàm là người ưu tú như vậy, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ làm hại hắn. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trên người Tiêu Phàm ẩn chứa phong thái quang minh chính đại hắn là cao thủ võ thuật làm sao không nhìn thấy được chứ. Người luyện võ không chỉ muốn có cơ thể cường tráng mà còn phải có cặp mắt tinh tường, giống như là giác quan thứ sáu mà người khác hay nói tới. Rất khó tưởng tượng một người có giác quan thứ sáu không nhạy bén mà có thể luyện võ nghệ đến trình độ cực cao cả. Lại nhìn phương pháp dẫn khí mà tiêu phàm viết cho hắn, tuy là chỉ có vài chữ đơn giản nhưng khi đặng thông thiên âm thầm vận khí hai vòng theo phương pháp đó thì khí thức toàn thân khô nóng ngay tức khắc được xoa dịu, có thể thấy được phương thuốc này chỉ rất đúng bệnh. Trí cương chi dương là công phu ngoại môn rất bá đạo, nếu như có thể lấy nội gia công pháp cao minh phụ trợ mới có thể như tiêu phàm nói, âm dương điều hòa, nội ngoại kiêm tu, cuối cùng mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Đến lúc này thì đặng thông thiên không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cúi người thật sâu trước mặt tiêu phàm. Rất cảm ơn, ta tên là đặng thông thiên, sau này có khó khăn gì cứ tìm đến ta, dù có lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ không từ. Tiêu Phàm vẫn nhã nhặn như trước, nói. Đặng đại ca khách khí rồi. Đặng thông thiên gật gật đầu, cầm lấy ngũ phẩm diệp giã sơn tham xoay người bước đi xuyên qua đám người đang vây xem, trong nháy mắt đã rời khỏi đại sảnh giao dịch. Đặng thông thiên nhàn nhã rời khỏi làm cho đám người vây xung quanh, ai cũng mắt to mắt nhỏ nhìn theo, cảm thấy không hiểu gì cả. Chuyện này thật quá ly kỳ, 500 gam long đầu phượng vĩ thảo hoang giã thượng hạng cũng không thể đổi thứ đó. Nhưng cuối cùng, cậu thanh niên chỉ dùng một phương thuốc, được viết trên một tờ giấy mỏng lại đổi được. Đặng thông thiên hẳn là đầu óc bị ngâm nước rồi, tiêu phàm chậm rãi đem noãn ngọc cất vào cái hộp nhỏ màu vàng đất. Đây dù sao cũng là thượng phẩm hỏa nham noãn ngọc, cho dù linh khí chỉ còn hai phần nhưng có thể cho ô dương mộc, điều dưỡng thân thể nếu kiên trì trong một tháng hẳn là có thể đạt được. Vô cực thuật tàng, có ghi lại, ô dương mộc hấp thu tinh hoa của trời đất, là thiên hạ trí dương thứ hai, trừ hỏa lân giác ở bên ngoài, Tất cả hỏa linh trên thế gian đều bị ô dương mộc khắc chế, lại có thể dưỡng nhân, có thể nói tạo hóa vô cùng thần kỳ. Khi Tiêu Phàm và Tân Lâm đang rời khỏi đại sảnh giao dịch thì Ân Chính Trung bỗng nhiên đi tới, khách khí nói: "Tiêu tiên sinh, xin dừng bước." Tiêu Phàm lập tức dừng bước, quay đầu mỉm cười với Ân Chính Trung. "Tiêu tiên sinh, có thể cho ta xem đồ vật vừa rồi một chút không?" Ân Chính Trung nhìn chiếc túi mà Tân Lâm đang mang, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Được, tiêu phàm gật đầu, cười khẽ, cậu ta không phải là một người nói nhiều, vừa rồi cùng đặng thông thiên, thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ đúng là đã phá lệ rồi. Xem bệnh cho người ta, dù sao cũng phải đem nguyên nhân gốc dễ nói cho rõ ràng, bằng không thì cậu ta chẳng khác nào là kẻ lừa dối. Tân Lâm lấy một cái hộp nhỏ màu vàng đất từ trong túi đang đeo trên vai, đưa cho ân chính chung ân chính trung cầm lấy bằng hai tay, trong mắt tinh quang trói loa, vươn tay đến nhẹ nhàng vuốt ve viền màu đen bằng dây mây, ngón tay có chút run rẩy, tự nói lầm nhầm. Đây là ô dương mộc sao, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, thế gian thật sự có linh vật trí dương. Viền màu đen bằng cây mây này nhìn qua thì ảm đạm tối tăm, không có ánh sáng, nhưng ông ấy lại nhìn nó không chớp mắt. Vuốt ve một lát, ân chính trung đóng cái hộp nhỏ trên tay lại, ngẩng đầu nhìn tiêu phàm, nghiêm túc hỏi tiêu tiên sinh, ta muốn thỉnh giáo, làm sao ngài biết đây thật sự là ô dương mộc mà không phải là chính dương mộc. Đám người nghe được tên ô dương mộc này vài lần, cuối cùng cũng có người nhớ tới, ngạc nhiên thốt ra tiếng. Ô dương mộc, ô dương mộc, ô, đây không phải là cái mà Trần Thất Gia đã từng hỏi chúng ta sao? Hai năm trước, Trần Quả cùng Lão Lục từng hỏi thăm những thương nhân dược liệu lớn về ô dương mộc, bọn họ đều chưa thấy qua hiển nhiên chỉ có thể lắc đầu. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mọi người đã đem chuyện này quên sạch từ lâu, không nghĩ tới đột nhiên lại nghe thấy cái tên đó ở chỗ này, cũng không biết là thật hay giả, ngay cả Đặng Thông Thiên là chủ nhân của cái hộp nhỏ cũng nói nó là chính Dương Mộc, không phải Ô Dương Mộc. Tiêu Phàm mỉm cười, nói: "Ân tiền bối, bởi vì Ô Dương Mộc cực kỳ hiếm thấy, trong sách nghiên cứu thảo mộc, thần nông, bản thảo cương mục và những chú ý về thảo mộc cũng không có ghi chép lại." còn rất nhiều nội dung nhưng tiêu phàm không muốn nói tỉ mỉ. Vô cực thuật tàng, đúng là loại sách quý giá nhất tại vô cực môn, nó không thuộc những tác phẩm kinh điển của đạo gia nên trên thế gian có rất ít người biết đến. Cho dù tiêu phàm nói ra thì hơn phân nữ hội giao dịch, ngay cả ân chính trung cũng chưa chắc hoàn toàn hiểu được. Ân chính trung lập tức nói, ta đúng là kiến thức hạn hẹp, còn nhớ năm đó ở Hoàng Hải, ta từng nghe người khác nói về ô dương mộc, đáng tiếc vẫn chưa nhìn thấy lần nào. Hôm nay, ta có thể nhìn thấy tận mắt, coi như là thực hiện được một tâm nguyện rồi. Tiêu tiên sinh, tân cô nương, quấy giày hai vị rồi. Ông cụ chắp một tay sau lưng, tay còn lại quải trượng, chậm rãi rời khỏi. Tiêu tiên sinh, xin dừng bước. Ân chính chung vừa mới đi, tiêu phàm và tân lâm lại bị người khác ngăn lại. Một nhóm gồm 10 người đàn ông vạm vỡ đi tới, đóng chặt cửa chính của phòng giao dịch, mấy người trong đó tay còn cầm theo khảm đao sáng loáng, ánh sáng rét buốt từ mũi nhọn khảm đao làm cho người khác sợ hãi. Trần thất ra lạnh lùng đứng chắn trước mặt hai người, chương 8 cướp bóc. Khi mọi người thấy tình thế như vậy thì ngay lập tức đại sảnh giao dịch trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng thét kinh hoàng từ bốn phía vang lên, mọi người sợ hãi chạy về phía khác, đi càng xa cánh cửa càng tốt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn về phía bên này, không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố khác thường như thế. Trần quả vận khí ở đan điền, cao giọng quát. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Trong phút chốc cả tòa nhà đều phát ra tiếng vọng trở lại, màn nhĩ mọi người bị chấn động ù ù cả lên, tiếng ồn ào trong nháy mắt đã bị áp chế nhỏ dần, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Quả. Các vị, tất cả mọi người đều là bằng hữu lâu năm, sự việc hôm nay không có quan liên quan gì tới mọi người cả, chỉ là Trần Mỗ có chút việc cần bàn bạc với Tiêu tiên sinh. Thật xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của mọi người chờ sau khi ta cùng với tiêu tiên sinh bàn bạc xong thì hội giao dịch sẽ lại tiếp tục, ta xin cam đoan sẽ không tạo bất cứ thương tổn nào cho mọi người cả. Ở nơi này, Trần Mỗ xin tạ lỗi cùng các vị bằng hiếu. Trần quả hai tay ôm quyền, cúi đầu xin lỗi mọi người. Khi mọi người nghe xong câu này thì những vị khách hoảng sợ mới giật mình hoàn hồn trở lại, tiếp tục yên lặng theo dõi. Nhưng khi hàn quang từ mấy thanh khảm đao bắn ra bốn phía đập vào mắt họ thì cho dù họ muốn hoàn toàn yên tâm cũng không có khả năng đây là địa bàn của trần thất gia ai cũng không dám làm bậy trần quả đối với khách mời khiêm nhường lễ độ nhưng đây chỉ là thủ đoạn nhỏ trong làm ăn buôn bán ai lại dám chọc giận ông ta chứ chẳng lẽ trần thất gia không có biện pháp trừng trị hắn sao có thể ở trên giang hồ tung hoành ngang dọc quan trọng nhất không phải là thực lực bản thân mà chính là ánh mắt bởi vì có ánh mắt sắc xảo thì dù sao cũng có thể sống lâu một chút tiêu tiên sinh ta cũng xin ngài thứ lỗi không phải Trần Mỗ không nói đến quy tắc mà chuyện này đối với ta thật sự rất quan trọng. Sau khi làm yên lòng khách mời, Trần Quả mới không nhanh không chậm nói với tiêu phàm, thái độ của ông ta vẫn nho nhã lễ phép như trước, trên mặt vẫn mỉm cười trúng chím. Tiêu phàm cười khẽ, nói, ông chủ Trần là vì ô dương mộc sao? Trần Quả kính trọng nói, đúng vậy tiêu tiên sinh, ô dương mộc này ta đã tìm 4-5 năm rồi, không chỉ ta chưa từng nhìn thấy qua. Thậm chí cũng chưa nghe ai nói tới cả tiêu tiên sinh, thứ này ta nhất định phải có, xin tiêu tiên sinh nhượng lại cho ta. Tiêu tiên sinh cứ ra giá, chỉ cần ta có thể có được nó thì bất kể giá cả cao thế nào, cho dù có tán ra bại sản ta cũng sẽ không tiếc. Tiêu phàm nghiêm túc nói, ông chủ trần, ta chỉ sợ làm ngài thất vọng rồi, ô dương mộc này đối với ta mà nói cũng vô cùng quan trọng, vấn đề không phải ở chuyện tiền bạc. Trên mạng Inter có câu nói đùa rằng, phàm là nói, vấn đề không phải là tiền bạc, nhưng thật ra cuối cùng mấu chốt vấn đề vẫn là bởi vì tiền thôi. Nhưng những lời này dùng ở trên người tiêu phàm quả thực không thích hợp. Nếu tiêu phàm đã nói tiền không phải là vấn đề vậy thì thật sự không phải. Trần quả cười ha ha, nói. Tiêu tiên sinh, ta là một người thô lỗ nên sẽ không quanh co vòng vo, nói trắng ra là ta không phải muốn thương lượng với cậu, ta nhất định phải có ô dương mộc này. Cậu không chịu ra giá, vậy ta đây sẽ cho cậu một cái giá 200 vạn tiền mặt, tiền trao cháo mút, nếu như tiêu tiên sinh không chịu nể mặt vậy thì trần mỗ chỉ có thể đắc tội thôi. Tiêu tiên sinh cùng tân tiểu thư đều là người có ăn học, đã tới đây thì đều là khách, ta thật sự không muốn làm như thế đâu, cho nên xin tiêu tiên sinh đừng làm cho ta khó xử. Miễn là hôm nay, tiêu tiên sinh thành toàn cho ta việc này, cho ta cái mặt mũi thì từ nay về sau, ta sẽ xem tiêu tiên sinh là bằng hiếu. Nếu như tiêu tiên sinh gặp phải chuyện khó khăn gì thì chỉ cần trần mỗ ta có thể làm được, cho dù có liều cả tính mạng này ta cũng sẽ làm cho cậu. Coi như là hôm nay ta nợ cậu một cái ân tình đi. Trần Thất Gia quả thật không hổ là người cầm đầu ba tỉnh Tây Nam, nói chuyện vừa rõ ràng, giành mạch lại vừa hợp tình hợp lý. Với lại mọi người hiểu rất rõ tính cách của Trần Quả, Trần Thất Gia một khi đã hứa thì một ngụm nước bò chính là một cây đinh. Nếu hắn đã đứng trước mặt mọi người mà nói những lời như vậy thì khả năng hắn có thể nuốt lời là rất thấp. 200 vạn tiền mặt hơn nữa một lời nói của Trần Thất Gia đáng giá nghìn vàng, không thể nói là phân lượng không nặng, ra giá, giá không cao được. Tiêu phàm cẩn thận đánh giá Trần Quả vài lần thì lập tức hiểu rõ nguyên nhân, nhẹ giọng nói. Ông chủ Trần, tấm lòng của ngài tôi có thể lý giải, trong cơ thể ngài có bệnh khó nói và nó đã tương đối nghiêm trọng, nếu như ngài không ngại thì tôi sẽ bắt mạch cho ngài. Tiêu phàm còn chưa dứt lời, cổ tay vẫn chưa lộ ra thì Trần Quả đã nhanh chóng lui về phía sau hai bước, hai tay phòng thủ, hai mắt híp lại bày ra tư thế tập trung tư tưởng phòng thủ nói thực xin lỗi tiêu tiên sinh việc này ta không thể đáp ứng được vừa rồi khi tiêu phàm và đặng thông thiên giao thủ với nhau người khác nhìn không rõ nhưng trần quả thì nhìn thấy rất rõ ràng hắn chứng kiến chỉ trong một chiêu đặng thông thiên liền bị tiêu phàm khống chế trần quả đã sớm cảnh giác vạn phần hồng sa trưởng của đặng thông thiên và diêm la thủ mà hắn tu luyện đều là công phu trưởng thượng rất mạnh nhưng cũng vừa cương vừa nhu Trần Quả đã từng âm thầm cùng Đặng Thông Thiên luận bàn, trong hơn 10 chiêu miễn cưỡng bất phân thắng bại, nhưng nếu quyết đấu sống chết thì Trần Quả dự đoán là 80% bản thân không phải là đối thủ của Đặng Thông Thiên. Cái tên họ Đặng kia là một kẻ ngang tàng bạo ngược, là một nhân vật hung ác. Đặng Thông Thiên còn đánh không lại người thanh niên nhìn như nhã nhặn yếu đuối trước mắt này, Trần Quả làm sao dám vì tiện đem kinh mạch chính mình giao vào trong tay hắn chứ? Đặng thông thiên là cùng tiêu phàm giao dịch còn hắn chính là muốn đoạt đồ vật từ trong tay tiêu phàm, tình thế hoàn toàn khác nhau. Đừng nhúc nhích, lão lục và một người đàn ông dũng mảnh khác đang đứng ở bên cạnh trần quả đồng thời rút súng ra chỉa về phía tiêu phàm. Đây là loại súng lục có ổ quay kiểu xưa, rất có thể là có lịch sử vài chục năm. Khánh Nguyên là khu vực ba giao nhau của ba tỉnh, từ xưa đến nay, đây chính là nơi mà các tộc người miêu giao sinh sống, là vùng thiếu văn minh và vô cùng hỗn loạn, trộm cướp hoành hành. Trước giải phóng có hơn 10 băng nhóm trộm cướp lớn nhỏ hoạt động, sau đó bị quân đội tiêu diệt nhưng một ít súng ống đạn dược vẫn còn thất lạc ở dân gian, vài chục năm trôi qua cũng chưa có ai đoạt lại sạch sẽ cả. Hai cây súng lục có ổ quay này, nhìn cố thì có cố thật nhưng chưa hẳn là không dùng được, lấy đi tính mạng người khác vẫn dễ như trở bàn tay. Lúc này, Trần Quả mới thở phào nhẹ nhõm, vũ khí lạnh thời đại cùng với vũ nóng thời đại có điểm khác nhau, nếu cùng ở trong này, cho dù ngươi có võ công cao đến đâu, thân thủ nhanh nhẹn cỡ nào thì cũng không nhanh bằng đạn dược. Ân Chính Trung đứng cách đó không xa, thấy sự việc xảy ra như vậy thì sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên một tiếng. "Lão Lục, không được làm càng." Vũ khí Tân Tân tiến nhưng cũng phải nhìn xem là do ai sử dụng, chưa chắc người sử dụng vũ khí nóng thì chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ân Chính Trung đã hơn 80 tuổi, cả đời gặp qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn chứ. Với trình độ của lão Lục cho dù có cho hắn một cây súng liên thanh loại tốt nhất cũng không chắc chắn thắng được hai người trẻ tuổi đó. Ân chính trung từng tận mắt nhìn thấy một cao thủ tuyệt đỉnh chỉ dựa vào một cây dao găm, trong nháy mắt đã gợi yêu ta chết bốn người dùng súng, mà bọn họ ngay cả chốt an toàn còn chưa kịp mở thì đã bị một dao cắt đứt cuốn họng. Đáng tiếc ân chính trung nhắc nhở đã quá trễ. Hàn quang chợt lóe lên, lão lục và một người đàn ông đang cầm súng lớn tiếng kêu thảm thiết, súng lục loảng xoảng rơi xuống đất, ở giữa cổ tay hai người đều cắm một cây dao gam sáng như tuyết, máu tươi từ cổ tay chảy ra đầm đìa. Hàn quang lại chợt lóe lên lần nữa, hướng thẳng đến cách trần quả hai bước, người xuất thủ dĩ nhiên là cô gái đứng sau lưng tiêu phàm tân lâm, dù cho ai cũng không nhìn ra cô gái yêu kiều, nũng nịu này cũng là người mang tuyệt kỹ đầy mình. Trần quả kinh hãi, căn bản là hắn không nhìn thấy rõ mũi nhọn lạnh giá trói mắt trước mặt là xuất phát từ đâu. Cao thủ giao chiến, ngay cả lai lịch đối phương đều không thấy rõ thì làm sao mà đánh trần quả cũng là loại người hung ác trong lúc này dù cho hắn muốn lui cũng không thể lui nữa hắn gầm nhẹ một tiếng xong trưởng liền xuất hiện hắn liều mạng sử dụng chiêu diêm la dược thủ một mùi tanh lập tức tỏa ra bốn phía diêm la dược thủ chữ dược ở giữa cũng không phải là để chơi cho vui mọi người xem đều hoa cả mắt ân chính trung vội vàng kêu lên tân cô nương xin hạ thủ lưu tình theo tiếng la lên này, một ông cụ khoảng hơn 80 tuổi quải theo cây trượng, dâu tóc bạc phơ, bóng chốc trở nên vô cùng nhanh nhẹn như một con báo vò tới phía bên này. Trong phòng giao dịch bỗng xuất hiện âm thanh của một cơn gió lớn, đó là do ân chính trung vung vẩy cây trượng mang theo tiếng gió xé không gian đi tới, uy lực vô cùng. Tên kinh hô vang lên khắp nơi, trên mặt không ít người lộ ra vẻ vô cùng phấn khích. Ngày hôm nay đúng là đã ghiền nha, không nghĩ tới ngay cả một ông lão như ân chính trung cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ xem điệu bộ này, ngay cả 3 đến 5 người đàn ông cường tráng tiến lên cũng chỉ có phần bị đánh thôi. Ngay sau đó tiếng xé gió, u uh, u, uh, im bặt. Ân chính trung và nghiêu đầu trưởng bỗng nhiên đứng ngay ngắn ở bên này, nhưng nhìn kỹ thì nghiêu đầu trưởng đã bị hai ngón tay trắng ngẩn kẹp lấy. Tiêu phàm mỉm cười, gật đầu với ân chính trung, nghiêu đầu trưởng kia cứng cỏi vô cùng, nhưng lúc này lại như là dễ cây mới mọc, bị hai ngón giữa trên bàn tay trái của tiêu phàm kẹp lấy chặt chẽ ân chính trung liên tục vận khí để đoạt lại cây trượng nhưng giống như bỏ đá xuống biển không thể lay động dù chỉ một chút khuôn mặt ân chính trung vốn đỏ hồng như là thiếu niên trong nháy mắt trở nên tái nhợt không còn chút máu miệng vội kêu lên tiêu tiên sinh xin hạ thủ lưu tình tiêu phàm mỉm cười nói ân tiền bối đừng lo lắng chúng tôi không có ác ý đâu bên này vừa mới nói hai câu lại nghe thấy hai tiếng, xẹt xẹt, sau đó trần quả đau đớn dê y dị, a a. Trận hỗn chiến bên kia trong nháy mắt đã phân thắng bại. Đợi đoàn người nhìn rõ tình hình thì tiếng thét chói tay đã vang lên khắp nơi. Chỉ thấy hai bàn tay trần quả, một trước một sau bị hàn quang mờ ảo từ trên chuôi kiếm xuyên thủng, mà chuôi kiếm này rất nhỏ màu bạc giống như là bảo kiếm của phái Nga nghi, dĩ nhiên chuôi kiếm này đang ở trong tay Tân Lâm máu màu đỏ sậm pha chút tím nhạt theo mũi kiếm bén nhọn từng giọt từng giọt rơi xuống. Mùi tanh hôi càng thêm nồng đậm khiến cho mọi người xung quanh muốn nôn mửa. Thất ra, mãi cho đến lúc này, người đàn ông vạm vỡ đang cầm đao mới hồi phục lại tinh thần, tay chân luống cuống, kêu la ẩm ý, hắn bất chấp tất cả giơ hai thanh khảm đao đâm về phía trước. Trần quả cắn răng chịu đau, quát một tiếng chói tay. Tất cả đừng manh động. Tất cả mọi người không dám manh động, Người đàn ông đang cầm hai thanh khảm đao đâm về phía trước cũng chợt dừng bước, vừa giận vừa sợ. Chương 9, ân nhân cứu mạng. Sắc mặt Tân Lâm vẫn bình tĩnh không gợn sóng, cổ tay cầm kiếm không có chút run rẩy tựa như cuộc ẩu đả lúc trước cùng với máu tanh trước mắt đều chỉ là ảo giác mà thôi, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không khiến cho nội tâm cô rung động cả. Nhưng mà một dòng cảm giác lạnh đến thấu xương lại xẹt qua xương sống của Trần Quả, trong nháy mắt lan rộng tứ chi, thậm chí hắn quên mất là hai bàn tay đang đau nhức hắn một chút cũng không có nghi ngờ, chỉ cần hắn và thủ hạ của hắn có thêm bất cứ hành động nào nữa thì thanh kiếm sẽ không xuyên qua bàn tay mà sẽ xuyên thấu cổ họng hắn. Trên thực tế, hàn quang lấp lánh trên mũi kiếm đã cách cổ hắn chưa đến bảy tấc, chỉ cần tân lâm dùng sức thêm một chút thì trên người hắn sẽ tức khắc có thêm một lỗ thủng thứ ba. Tiêu tiên sinh, ta có mắt như mù không nhìn thấy núi Thái Sơn, đã đắc tội cao nhân. Trần mỗ xin cúi đầu nhận lỗi cùng ngài, nhưng mà nếu tiêu tiên sinh cứ như thế rời đi thì không bằng hãy một kiếm gợi yêu ta ết chết ta. Sớm muộn gì thì ta cũng chết, chỉ bằng được chết một cách thoải mái. Trần quả không nhìn thấy tiêu phàm, hắn là nhìn về phía tân lâm mà nói bởi vì tân lâm đang đứng chắn ở giữa hắn và tiêu phàm. Mọi người hoảng hốt, không ai nghĩ đến tình huống sẽ như vậy, trần quả vẫn như trước nửa bước không lùi, thật không biết cái gọi là ô dương mộc kia rốt cuộc đối với hắn quan trọng đến mức độ nào. Lão thất, cầm miệng, ân chính trung thấy Trần Quả vẫn cương quyết như cũ thì rất là hoảng hốt, quát một tiếng chói tai. Hai ngón tay tiêu phàm buông lỏng, buông nghiêu đầu trượng của ân chính trung ra. Ân chính trung liền lảo đảo lui hai bước, ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm vừa sợ lại vừa lo. Tiêu phàm chậm rãi tiến lên từng bước một sóng vai cùng tân lâm, nhìn máu đỏ lẫn với màu tím nhà tanh hôi đang chảy không ngừng trên mũi kiếm, hai hàng lông mày nhíu lại, nhẹ giọng nói. Ông chủ Trần, Diêm la dược thủ tuy sức mạnh khác thường nhưng phải tiến hành theo trình tự, không thể dùng dược quá mức, ngài đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Trần quả cười khổ một tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nén chịu cơn đau nhức từ hai bàn tay truyền tới, nói. Tiêu tiên sinh quả nhiên là đại cao thủ, Trần mỗ không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nghe xong ân chính chung cũng thở phào nhẹ nhóm, Trần quả rốt cuộc cũng hiểu được tình thế rồi, Thực lực của hắn so với thực lực của đối phương là cách nhau một trời một vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhau. Ngay cả ân lão ra tay cũng là trong một chiêu liền rơi xuống hạ phong, càng không cần nói là Trần Quả hắn. Tiêu Phàm khẽ thở dài, nói: "Lâm Nhi." Cổ tay Tân Lâm hơi run run, chuôi kiếm màu bạc liền rút khỏi hai bàn tay Trần Quả, cả người cô lại hơi run lên, bảo kiếm cũng vì thế mà giống như lò xo nhanh chóng được rút ra bắt đầu run lên từng hồi, nhưng mà trong phút chốc đó, máu dính trên mũi kiếm cũng chấn động chảy xuống sạch sẽ, bảo kiếm lại lóe lên hàn quang chói mắt, trơn bóng như mới, tựa như là bảo kiếm này chưa từng bị dính giọt máu nào. Trần Quả kêu la một tiếng rồi liên tiếp lùi lại mấy bước, dựa lưng vào cửa chính phòng giao dịch mới đứng vững nổi, hắn nhìn thấy hai bàn tay mình máu tươi đầm đìa thì tay chân nhất thời luống cuống. Thất ra, vài tên thủ hạ xông lên, một người trong đó xé quần áo chính mình, dẹt dẹt, thành hai mảng vải, tay chân luống cuống băng miệng vết thương của trần quả lại lão lục cố nén cổ tay đau đứng dậy giọng khàn khàn kêu lên mau mau gọi bác sĩ tiêu phàm nói ông chủ trần có phải ngài muốn điều trị chất độc của diêm la dược thủ không trích máu từ lòng bàn tay vốn là một phương pháp trị liệu băng bó qua loa là được rồi không cần vội vã cầm máu đâu trần quả cắn răng nói đa tạ tiêu tiên sinh chỉ bảo tiêu phàm cân nhắc nói ông chủ trần chúng ta có thể đơn độc nói chuyện không? Hai mắt Trần Quả lập tức mở to, nửa mừng nửa lo nói. Tiêu tiên sinh, ngài nói cái gì? Đơn độc nói chuyện sao? Vâng, tiêu phàm hơi hơi gật đầu rồi bước về phía trước, tâm lâm lẳng lặng theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng, không có chút kinh ngạc. Hơn 10 người đàn ông vạm vỡ đứng trước cánh cửa nát bét, mắt thấy tiêu phàm chậm rãi đi tới thì kìm lòng không được mà nắm chặt cây đao trong tay rồi tránh ra để lại một con đường, Ánh mắt Sen lẫn nỗi sợ hãi nhìn về phía hai tiêu phàm không nói nên lời. Bọn họ lang lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng ngày hôm nay mới xem như là mở mang kiến thức, cái gì mới chính là cao thủ tuyệt đẳng thật sự. Trần Thất Gia là một nhân vật lợi hại, kiên cường cỡ nào vậy mà ngay cả sức chống đỡ công kích cũng không có. "Mau, nhanh đi, mở phòng tổng thống phía dưới, nhanh đi." Trần quả vội vã kêu lên. Vừa mới trải qua sống chết, toàn thân Trần Thất Gia mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn như trước, như chưa từng mất đi một chút khí phách hào hùng nào. Bây giờ, bỗng nhiên gặp được cơ hội có thể xoay chuyển tình thế như vậy thì người cẩn trận như Trần Thất Gia rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh. Ha ha, có hy vọng rồi. Phòng tổng thống của khách sạn Khánh Nguyên Trang Hoàng không kém những khách sạn năm sao nổi tiếng khác, xa hoa lộng lẫy, xanh vàng rực rỡ. Xin mời vào, tiêu tiên sinh cùng tân tiểu thư, mời ngồi hai tay trần quả băng bó sơ xài thoáng chốc máu tươi phủ đỏ tấm vải lúc này nói sao hắn không lo lắng được chứ huống chi tiêu phàm đã nói rất rõ ràng lấy máu là một trong những phương pháp để trị hết bệnh trần quả không phải người vô cùng tinh thông y dược nhưng máu từ lòng bàn tay chảy ra có hòa lẫn màu tím nhạt mà không phải là màu đỏ tươi hay là màu đỏ sậm có thể nhìn ra được đây chính là máu độc tích tụ tiêu phàm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa sang trọng tân lâm thì vẫn im lặng đứng bên cạnh tiêu phàm như trước Bảo kiếm chui bạc đã không thấy đâu, cũng không biết cô ấy giấu ở nơi nào. Nữ nhân viên xinh đẹp nhanh chóng dâng lên cho khách quý tách trà thơm ngát, có thể đoán ra được cô nhân viên phục vụ này vô cùng căng thẳng, lúc châm trà không những cánh tay run rẩy mà cả người đều khẽ run run. Bởi vì cô ấy không phải là nhân viên phục vụ phòng mà cô ấy là nhân viên phục vụ ở phòng giao dịch nên vừa rồi, cô ấy đã nhìn thấy tận mắt diễn biến sôi động lúc này. Trần Quả phất tay, cô nhân viên phục vụ kia lập tức lui ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng đóng cửa vang lên, ẩm ẩm. Ân chính trung đi tới đứng ở trước cửa, không hề tiến vào, hai tay ôm quyền, rất kính cẩn nói. Tiêu tiên sinh, ngài có thể cho ta dự thính với không? Tiêu phàm gật đầu, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ân tiền bối, mời ngài vào. Ân chính trung để cây trượng ở cửa rồi bước nhanh vào, không người chào tiêu phàm sau đó mới ngồi xuống. Cửa phòng tổng thống vừa được khép nhẹ từ bên ngoài. Ông chủ trần, trước tiên để tôi xem mạch cho ngài. A, à, vâng, vâng. Trần quả luống cuống miệng nói không ngớt rồi vươn tay trái đặt ở trên bàn bàn trà làm bằng đá cẩm thạch. Tiêu phàm đưa ba ngón tay chậm rãi đặt lên cổ tay Trần quả, tập trung trần bệnh, sau đó lại bắt mạch trên tay phải của Trần quả, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, sắc mặt đông cứng. Tâm tư Trần quả ngay tức khắc như ngàn cân treo sợi tóc, giọng run run hỏi. Tiêu tiên sinh, bệnh này của ta. Tiêu Phàm nhẹ nhàng phất tay chặn lại câu hỏi của hắn, trầm ngâm hỏi. Ông chủ Trần, bệnh tình của ngài so với đặng đại ca nghiêm trọng hơn vài phần. Đặng đại ca là tiến đền bù độ nhưng anh ấy có thể chất mạnh hơn ngài vì thế trị dứt bệnh của anh ấy tương đối dễ dàng hơn một chút, còn tình trạng của ngài nếu không có ô dương mộc thì quả thật rất khó trị tận gốc được. Đúng, đúng, đúng là như vậy, phương thuốc kia cũng có loại dược liệu ô dương mộc này. Tiêu tiên sinh, ta cũng không phải muốn rất nhiều, chỉ cần 6 cây là đủ rồi, 6 cây ô dương mộc, phương thuốc kia chính là viết như vậy. Trần Quả đột nhiên liên lục nói, hy vọng tràn đầy. 6 cây, tiêu phàm khẽ lắc đầu. 6 cây ô dương mộc, dựa vào ngươi mà cũng có tư cách lấy 6 cây ô dương mộc. Từ đầu tới giờ Tân Lâm vẫn một mực yên lặng không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng nói, giọng điệu rất đối xem thường, giọng nói lại càng không để lại chút tình cảm nào. Trần Quả nghe xong vô cùng xấu hổ, cũng không dám mở miệng phản bác. Tiêu Phàm nói: Ông chủ Trần, phương thuốc mà ngài nói là cái gì vậy? Có tiện lấy ra cho ta xem một chút được không? A, à, đơn nhiên là tiện, tiện rồi. Trần Quả liên tục gật đầu, thò tay vào trong túi áo lấy ra tờ giấy. bàn tay đầm điểm máu tươi làm cho áo sơ mi hàng hiệu của hắn vốn sạch sẽ biến thành nhăn nhúm lốm đốm đỏ. nhưng làm sao hắn còn có tâm trạng quan tâm đến những thứ đó chứ? Đây là một phần đơn thuốc sao chép còn bản gốc đã sớm được trần quả cất ở trong tủ sắt kia. Phương thuốc này là vào thời kỳ dân quốc, sư phụ lão bất tử được một thế ngoại cao nhân cho, đã vài chục năm trôi qua, nếu như không cất kỹ càng chỉ sợ là nó đã sớm bị sâu, mọt cắn nát không nhìn ra được rồi. Tiêu phàm cầm lấy xem xét kỹ càng, sau đó trên mặt cậu ta hiện lên một vẻ vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên mà cậu ta lộ ra nét mặt kinh ngạc như vậy, ngoài ra thì bất kể khi nào cậu ta cũng mang vẻ mặt bình tĩnh, đến nổi làm cho người ta hoài nghi độ tuổi thực sự của cậu ta. Cậu ta không phải cậu thanh niên hơn 20 tuổi mà là một lão yêu quái nào đó có thuật dịch dung cải trang. Lâm Nhi, em hãy xem đi. Vẻ kinh ngạc trên mặt tiêu phàm chợt lóe qua rồi biến mất, sau đó cậu ta đem phương thuốc giao cho Tân Lâm đang đứng bên cạnh. Tân Lâm cầm lấy phương thuốc, nhàn nhạt xem lướt qua rồi lạnh lùng nói. Sáu cây ô dương mộc, nếu như người uống thuốc này mà không chết thì trên thế giới sẽ không có người chết. Trần Quả vừa mới bình tĩnh lại được một chút thì mồ hôi lạnh lại túa ra, hắn nâng tay lao mồ hôi trên trán rồi nói, tiêu tiên sinh, tân cô nương, phương thuốc này không phải là ta tự viết mà là rất lâu trước kia, sư phụ đã truyền cho ta nhưng mà đây cũng không phải là do ông ấy kê đơn. Ân chính trung ngắt lời, nói, phương thuốc này ta đã từng xem qua, trừ bỏ ô dương mộc thì những loại thuốc khác cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vài năm nay, trần quả liên tục tìm những bác sĩ giỏi để hỏi về phương thuốc này hiện tại bên cạnh có ân chính trung là một người từng lão luyện năm như vậy không thể không thỉnh giáo được thực tế mà nói thì ân chính trung không phải là bác sĩ đông y mà chỉ là dược sư nhưng đông y và tây y rõ ràng có sự khác nhau đối với khoa tây y thì bác sĩ và dược sĩ hoàn toàn khác nhau hai người không thể hoán đổi công việc cho nhau còn đông y thì khác với tây y bác sĩ đông y thì không chỉ biết kê đơn bốc thuốc mà còn rất thông thạo các vị thuốc đông y ân chính trung chưa từng đánh giá phương thuốc của trần quả cũng chưa từng nói với hắn những chuyện liên quan đến ô dương mộc cái tên ô dương mộc này cả đời của ân chính trung cũng chỉ nghe nói đến một lần lúc trước khi ông đi phiêu bạc giang hồ tình cờ nghe người ta nhắc đến ô dương mộc nhưng ông cũng hoàn toàn không biết gì về tính chất và tình trạng dược lý nên đơn nhiên ông sẽ không đề cập với trần quả về nó ân tiền bối vấn đề lớn nhất của phương thuốc này chính là ô dương mộc ông chủ trần làm sao mà ngài có được phương thuốc này, có thể cho chúng tôi biết được không?" Tiêu Phàm khách sáo nói, đối với bậc tiền bối như Ân Chính Trung, từ trước đến giờ Tiêu Phàm vẫn duy trì sự kính trọng. Trần Quả vội vàng đem nguồn gốc của phương thuốc kể cho Tiêu Phàm nghe. "Được, được, thật ra thì chuyện là như thế này." Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. "Ô Dương Mộc vô cùng hiếm thấy nên rất ít người nghe nói qua về nó, càng không phải nói là có người từng dùng qua." chỉ cần đem liều lượng ô dương mộc giảm đi một nửa là có thể trị dứt bệnh rồi. Ông chủ Trần, trước tiên tôi cầm máu cho ngài, nếu trích máu quá nhiều trong một lần sẽ có chút uốn thẳng thành cong mất. Tiêu phàm nói xong thì cuộn tay áo, giữa hai ngón tay lóe ra hàn quang lấp lánh, có hơn ba cây dao nhỏ sáng lấp lánh. Dao nhỏ có hình dáng như là lá cây, nhìn qua có chút giống với ngân châm dùng để châm cứu, nhưng nó thật sự là con dao hình chiếc lá được rèn vô cùng tinh xảo, nếu không nhìn kỹ thì quả thực là không nhận ra được. Chương 10, Trường Sinh Thiên. Nhưng mà tác dụng của ba thanh diệp tiểu đao vẫn là dùng để châm huyệt, sáu châm qua đi, bàn tay Trần Quả vốn máu tươi tuôn trào từ từ ngừng chảy. Trần Quả trợn mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc, tuy hắn cũng được coi như là cao thủ võ thuật nhưng hắn chỉ nghe nói qua về thuật châm huyệt cầm máu này, trong thành phố Khánh Nguyên cũng có rất nhiều bác sĩ châm cứu nhưng Tiêu Phàm so với họ là ở một đẳng cấp cao hơn, có thể nói là một trời một vực. Ân Chính Trung nhìn không trước mắt, thở dài nói: thật sự là một phương pháp thần kỳ. Tiêu Phàm đưa Liễu Diệp đau dính máu đến gần chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một chút rồi gật gật đầu, nói. Ông chủ Trần, phương pháp luyện diêm la thủ là ngâm hai tay trong các vị thuốc, vốn cũng là chính đạo. Võ thuật Trung Quốc bác đại huyên thâm, đủ mọi phương pháp luyện công, Phật môn thì có dịch kinh tẩy tủy, đạo gia thì có thoát thai hoán cốt, tất cả đều phải nhờ vào sự hỗ trợ của dược liệu và kim châm cứu, nhưng cái ngài tu luyện là dược thủ. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, Ngài một mực xem trọng uy lực đả thương người nên đã đi vào ngã rẽ, đó không phải là con đường chính đạo đúng đắn. Việc này cũng không thể trách ngài, có lẽ là do sư môn truyền thụ sai. Chờ hàn độc trong cơ thể ngài được bài trừ sạch sẽ sau đó lại luyện công pháp của bổn môn. Những thứ như xuyên ô, thiềm sa, ngô công, toàn bộ những vị thuốc này tốt nhất là ngài không nên dùng đến. Hiện giờ, trần quả đối với tiêu phàm đã khâm phục sát đất rồi, hắn không cần suy nghĩ vội vàng gật đầu đáp ứng. Trong lòng thầm nghĩ. Hèn chi lão bất tử chưa đến 40 tuổi đã rút khỏi giang hồ, chạy đến thành phố Khánh Nguyên địa phương rác rưởi này, hóa ra là trước đây sư môn truyền lại phương pháp luyện công có chỗ thiếu sót rất lớn. Nếu không phải chính mình có duyên phận gặp được Tiêu Phàm thế này thì số phận của bản thân chỉ sợ so với lão bất tử còn thảm hơn nhiều, ít nhất xem tình hình thì lão bất tử còn vui vẻ trốn được mấy chục năm, cuối cùng sống đến chín mươi mấy tuổi, nhưng tự mình không thể sống lâu như vậy cho dù may mắn tìm được ô dương mộc, uống thuốc theo phương thuốc này nhưng dùng với liều lượng ô dương mộc không đúng thì chỉ có chết nhanh hơn thôi. Có lẽ là bản thân mình mệnh chưa hết nên ông trời mới đưa vị đại cứu tinh này đến trước mặt mình, kéo mình từ cửa âm phủ trở về. Tiêu phàm cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt Trần Quả, hơi gật đầu, nói. Ông chủ Trần, tổ tiên ngài thích rất nhiều công đức, lẽ ra phải phúc trạch lâu dài nhưng mấy năm nay, ngài làm nhiều điều xấu nên đã có thêm nét bút nghiên, đem công đức tổ tiên tiêu hao không ít. Từ nay về sau, ta khuyên ngài hãy làm nhiều việc tốt, tích thêm nhiều công đức, điều đó đối với chính ngài, với người nhà của ngài sẽ có thêm nhiều lợi ích. Là, là Trần Mỗ, kẻ hèn này nhất định sẽ ghi nhớ lời chỉ dạy của tiêu tiên sinh, sẽ cố gắng sửa đổi, tuyệt đối không làm những chuyện không có tính người nữa. Trên trán Trần Quả mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Ừ, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Nhi, em hãy đem ba cây ô dương mộc cho ông chủ Trần. Tâm Lâm từ túi sách mang theo bên người lấy ra cái hộp nhỏ màu vàng đất bằng dây mây, ngón tay khéo léo dùng một chút lực, cái hộp nhỏ cũng theo đó mà vỡ ra, vốn là cái hộp nhỏ này được trang trí xung quanh bằng dây mây màu đen sẫm, nhưng khi bị Tâm Lâm dùng lực tác động thì dây mây này bắn ra linh khí thẳng tắp, nó giống như là vật có linh tính hơi rung động không ngớt. Giữa kẻ tay của Tân Lâm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo cắt đứt ba tắc theo chiều dài của ô dương mộc, chỗ mặt cắt rất bằng phẳng, bóng láng lấp lánh màu vàng đen, lại mơ hồ có một dòng linh khí lưu truyền. Trong phút chốc Trần Quả chỉ cảm thấy một dòng hơi nóng đập vào mặt mà nhiệt độ xung quanh bỗng tăng cao. Ân chính trung tức khắc kinh ngạc há to miệng, than. Thiên hạ trí dương thứ hai, quả nhiên danh bất hư truyền tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng như thực tế. Đương nhiên hiện tượng ấm lên này chỉ lướt qua trong giây lát. Trong nháy mắt, Chỗ mặt cắt trên ô dương mộc trở nên đen nhánh không có một chút sáng bóng nào, nhìn qua thì nó so với dây mây nhỏ bình thường hoàn toàn giống nhau. Tân Lâm chìa bàn tay tuyết trắng đến trước mặt Trần Quả, quả thật bàn tay cô rất mềm mại, trắng mịn, cho dù ai cũng không thể ngờ là một khi bàn tay nhỏ này cầm kiếm thì chỉ trong vài chiêu liền dễ dàng hóa giải Diêm La dược thủ của Trần Thất gia uy chấn vùng Tây Nam, đem hai bàn tay xuyên qua như sâu một khối thịt. Trần Quả vội vàng đứng dậy, Vươn hai bàn tay nhuộm đầy máu tươi cung kính tiếp nhận ba đoạn bảo bối. Sau đó hắn đặt ở trong lòng bàn tay rồi quan sát cẩn thận nhưng hắn không nhìn ra có chỗ thần kỳ nào cả. Tiêu phàm chậm rãi đứng dậy. Ân tiền bối, ông chủ Trần, chúng tôi sẽ không quấy dậy hai vị nữa, xin cáo từ. Trần quả vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói. Tiêu tiên sinh, tân tiểu thư, điều này, điều này sao có thể chứ? Hai vị giúp ta một việc lớn như vậy chẳng khác nào đã cứu Trần lão thất này một mạng, làm sao có thể cứ như vậy đi chứ? Như vậy ta đây sẽ bị các bằng hữu chê cười, cho dù thế nào thì ta cũng muốn mời hai vị ở lại vài ngày cho ta làm tròn bổn phận của chủ nhà chứ. Loại đại ân cứu mạng này cho dù thế nào cũng phải tận tình báo đáp mới được. Trần thất gia cũng không phải loại người không biết tốt xấu, không hiểu ân nghĩa. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Ông chủ Trần, lòng tốt của ông ta xin nhận." ngày sau có thể ta sẽ còn có việc quấy dày ngài trần quả thề thốt nói đương nhiên đương nhiên chỉ cần tiêu tiên sinh xem trần lão thất ta là bằng hữu thì sau này cho dù có chuyện gì đi nữa chỉ cần tiêu tiên sinh nói một câu cho dù lên núi đao xuống biển lửa ta quyết không chối từ nếu ta có chút sợ sệt ta sẽ không mang họ trần tiêu tiên sinh cho dù thế nào ngài hãy ở lại một buổi tối chỉ một buổi tối thôi được không ngày mai ta sẽ đích thân tiễn hai vị Trần Quả nói xong không đợi tiêu phàm mở miệng, lập tức bước lên trước đẩy cánh cửa nặng nề làm bằng cây tử đàn chạm trổ hoa văn tinh xảo, đứng ở bên ngoài thấp giọng phân phó lão lục, hai tay lão lục cũng quấn một vòng băng vải thật dài. Mau, đi lấy 50 vạn tiền mặt, lập tức mang lại đây, nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Trời đã quá khuya, ngân hàng đã sớm đóng cửa mà 50 vạn tiền mặt đã là toàn bộ quỹ bản hiểm của khách sạn Khánh Nguyên. Tại thành phố núi xa xôi này, 50 vạn tiền mặt gần như là không có chuyện gì không thể làm không được cả. Lão Lục không dám hỏi là vì cái gì, chỉ đáp ứng một tiếng rồi chạy đi. Nhưng tiêu phàm không có ý chờ hắn, cậu ta mỉm cười bắt tay với ân chính chung nói lời từ biệt, sau đó cùng Tân Lâm đi rất nhanh ra bãi đỗ xe của khách sạn Khánh Nguyên. Ở bãi cỏ bên cạnh bãi đỗ xe có một bóng bóng đen chợt lóe lên thẳng hướng về phía tiêu phàm phóng tới. Hắc lân, tiêu phàm mỉm cười, vươn cánh tay rảnh rỗi ra đón lấy bóng đen đang trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực cậu ta. Nhìn kỹ thì hóa ra vật thể đen thùi này là một con mèo lớn, toàn thân nó đen sẫm phát sáng, lại có một bộ lông rối mù, chỉ có hai mắt lấp lánh ánh sáng màu xanh biếc nhưng trong đêm tối thì rất u ám làm cho người khác vô cùng sợ hãi. Hai người cùng một con mèo ngồi vào một chiếc xe nhỏ bình thường được cấp phép của tỉnh Ích Đông. Tân Lâm khởi động xe, nhẹ nhàng khéo léo lái từ một đống xe xa hoa đi ra. Tiêu tiên sinh, Chờ một chút, xin chờ một chút. Xe ô mới vừa rời khỏi bãi đậu xe thì Trần Quả cầm theo một vali mật mã cực lớn chạy ra, vừa kêu to vừa đuổi theo xe, trên trán mồ hôi nhễ nhại nhưng xe ô tô không có chút giảm tốc độ tiếp tục hướng cửa chính chạy tới. Trần Quả đuổi theo vài bước thì đành phải đứng lại, người ta rõ ràng không cần hắn báo đáp, khiến hắn thiếu nợ một cái ân tình rất lớn. Người không bình thường phải làm chuyện không bình thường. Trong khoảnh khắc xe ô ra khỏi cửa chính thì hai mắt xanh biếc bỗng nhiên thoáng hiện ở trên cửa kính xe, trong phút chốc khiến cho toàn thân trần quả lông tóc dựng đứng, so với cảm giác bị theo dõi ở trên hành lang phòng khách giống nhau như đúc. Loại cảm giác kỳ lạ này chợt lóe lên, ngay sau đó, chiếc xa liền rẽ sang hướng khác, biến mất trong bầu trời đêm. Trần quả sướng sờ mà đứng tại chỗ, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Lão lục đi theo phía sau ló đầu nhìn Trần thất ra cầm vali mật mã trong tay, âm thầm líu lưỡi không nói nên lời. Đây là người nào, 50 vạn tiền mặt cũng không cần. Nhưng mà nhìn bọn họ lái chiếc xe kia cũng quá lạc hậu, không giống như là người giàu có rộng rãi gì. Đương nhiên những lời này lão lục không dám nói ra trước mặt thất ra, chỉ có thể để ở trong lòng buồn bực mà thôi. Thành phố Khánh Nguyên không lớn lắm nên chiếc xe rất nhanh liền ra khỏi thành phố, đang chạy trên tuyến đường tỉnh, nói là tuyến đường tỉnh chứ thật ra tuyến đường này mới được tu sửa 2 năm trước, Tình hình giao thông rất lộn xộn. Buổi tối không có xe chạy nên mặt đường trống trơn, rộng rãi, tầm nhìn rất tốt. Tân Lâm lạnh nhạt hỏi, tại sao phải giúp hắn? Khuôn mặt của cô dường như vừa xuất hiện chút giận dỗi, nhìn càng thêm đẹp. Tiêu Phàm ngồi ở ghế phó lái, Hắc Lân im lặng mà nằm sấp trong lòng cậu ta, Tiêu Phàm chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, khẽ nói, nhìn tướng mạo của hắn không nên chết đột ngột, với lại tổ tiên của hắn ân đức cuồn cuộn đúng là gia đình tích đức, quý nhân tương trợ. Tân Lâm khẽ biểu môi, nói. Quý nhân này chính là anh sao? Người vô cực môn được xem trọng như vậy sao? Vốn là bất kể lúc nào, cô gái này cũng giữ im lặng tựa như một chiếc bóng khiến cho người khác có cảm giác giống như là thưởng hoa trong sương mù. Nhìn cô không giống như người cõi trần, tuy cô khẽ biểu môi như vậy nhưng lại thêm vài phần nhu mì làm cho cả người cô bắt đầu linh động bỗng nhiên hơn vài phần sức sống. Tiêu phàm mỉm cười, nói vô cực môn không thể xem như là một trường phái giang hồ thuần túy mà là môn đạo chính thống được truyền lại, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, người đầu tiên bàn về vô cực là lão tổ, trước khi lão tổ sang đạo giáo thì vô cực đạo chính thống cũng đã tồn tại, đây cũng là điểm khác bia lớn nhất giữa vô cực môn và thất diệu cung. Tân Lâm, hừ, một tiếng, dường như không muốn cùng cậu ta tiếp tục bàn bạc về vấn đề này. Môi đỏ mộng vỉnh linh kết hợp với khung cảnh xung quanh tạo thành một hình vòng cung nhỏ vô cùng đẹp, nhìn qua có vẻ bướng bỉnh, không chịu khuất phục. Vô cực môn và thất diệu cung quả thật có nhiều vướng mắc, bắt đầu từ mấy trăm năm trước kéo dài đến bây giờ đã hơn một nghìn năm, nhiều đời cung chủ của thất diệu cung luôn lấy mục tiêu lớn nhất là đánh bại vô cực môn, đem lòng kiêu ngạo của những người đàn ông đáng ghét của vô cực môn dẫm đạp dưới chân. Điều khiến cho Tân Lâm vô cùng hết sức buồn bực chính là hình như chưa có một thế hệ cung chủ thất diệu cung nào hoàn thành được nhiệm vụ vĩ đại đó cả, Cuối cùng chỉ có thể mang theo niềm tiếc nuối vô cùng mà đi vào giấc mộng ngàn thu, họ chỉ có thể đem nhiệm vụ này làm di huấn truyền cho các đời cung chủ tiếp theo mà thôi. Vô Cực môn thật sự là lớn mạnh không hợp với lẽ thường, chẳng hạn như Tiêu Phàm, Tân Lâm và hắn đã làm việc cùng nhau 3 năm. Nhiều năm, thậm chí có thể nói là bọn họ như hình với bóng, nhưng cho tới bây giờ, Tân Lâm vẫn không đoán được ở sâu trong nội tâm Tiêu Phàm đang suy nghĩ cái gì. Chuyện vừa rồi nếu như xảy ra trên người Tân Lâm thì tuyệt đối cô cũng sẽ không xử lý như vậy. Ba đoạn ô dương mộc, đó là thứ quý giá cỡ nào chứ? Thế nhưng dùng ở trên người trần quả như vậy thật là lãng phí mà. Cùng Tân Lâm khác biệt, tiêu phàm dường như hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng Tân Lâm, mỉm cười khẽ nói. Lâm Nhi, thất diệu cung cũng có phương pháp trường sinh, đó vốn là việc trái với lẽ thường, chỉ có làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức mới có thể đoạt lấy may mắn của trời đất con đường trường sinh, tân lâm lại bĩu môi, có chút xem thường. Vẫn là chờ vô cực môn các người tìm được trường sinh thiên rồi nói sau. Trường sinh thiên đã thất lạc không biết bao nhiêu năm rồi, muốn tìm trở về, nói dễ hơn làm. Tiêu phàm thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Audio điện tử võ tấn bền chương 11, Đại Hào Môn Tiêu phàm vừa mới trở về thủ đô thì lập tức nhận được điện thoại của em trai. Anh trai à, anh về nhà đi, ông nội bị bệnh rất nặng, đang nằm ở bệnh viện 301. Sọng điệu tiêu thiên lúc nào cũng sắc bén mang theo một loại mùi vị bất cần đời, rất khó diễn tả. Lấy tư cách là một đại hào môn, đại hào phú bậc nhất ở chế độ Cộng Hòa, hai đứa cháu đích tôn của tiêu lão ra ở trong mắt trưởng bối đúng là không thua kém ai. Trưởng tôn tiêu phàm từ nhỏ đã có trí thông minh hơn người, bác học đa tài nhưng cậu ta cứ một mực yêu thích đạo học của lão trang, ghi danh vào đại học cũng chọn học viện đạo giáo sau khi tốt nghiệp lại trực tiếp vào ngành tôn giáo khiến cho bậc trưởng bối trong gia tộc kinh ngạc đến rơi cả mắt kính. Bề ngoài giống như là thế tử thế gia ở thủ đô, nhưng trong mắt người khác chính là đi tu làm đạo sĩ. Tuy rằng thanh quy giới luật của đạo giáo không nghiêm khắc bằng Phật giáo, đa số trường phái đạo giáo cũng không cấm đoán môn sinh kết hôn, sinh con đẻ cái nối dòng. Nhưng những người có địa vị cao, những trưởng bối thế gia nắm trong tay quyền cao chức trọng thì sao lại đi lo lắng những vấn đề đó chứ? thanh quy giới luật của đạo giáo có ít đi nữa thì người tu hành cũng vẫn là người tu hành, chẳng lẽ còn có thể tiến vào và phát triển trong vòng thể chế. Cho dù có vào thể chế thì cũng phải trải qua một giai đoạn lịch sử, thành tựu bên trong thể chế chắc chắc sẽ có giới hạn mà thôi. Thử nghĩ xem bên trong bản lý lịch tóm tắt của những quan lớn trong đảng cầm quyền làm sao lại xuất hiện một vị đạo sĩ chứ. Vị trưởng tôn này của tiêu lão ra rất thông minh, nhưng từ khoảnh khắc cậu ta đi vào cánh cửa học viện đạo giáo thì đã không còn có khả năng sẽ trở lại trong vòng thể chế rồi. Đối với một đại hào môn bậc nhất như tiêu gia mà nói thì loại tổn thất này không thể nói là nhỏ được. Còn về nhị thiếu gia của tiêu gia tiêu thiên, so với tiêu phàm thì lại càng không thể, trực tiếp nói chính một công tử quần là áo lượt, từ lúc bắt đầu học sơ chung thì cậu ta đã kết bè kết phái đánh lột, gây sự, ngang ngược hống hách không sợ ai, cậu ta chính là hỗn thế ma nổi danh trong trường học, đã bị thầy cô giáo tố cáo, ngự trạng, không biết bao nhiêu lần, bị đánh tơi bởi không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cậu càng bị đánh càng ngang bướng, chưa vào đại học đã là tứ cử thành quần là áo lượt, nổi tiếng trong thành phố với danh xưng nhị thiếu, giống như cao nha nội trong thủy hử chuyện. Ở chế độ cộng hòa, Tiêu lão gia có danh vọng rất cao, cho dù có tại vị hay không đều là nhân vật có quyền quyết định quyết sách cuối cùng. Ngược lại, con cháu đời thứ hai của Tiêu gia cũng không thua kém người khác con trai duy nhất của tiêu lão gia tiêu chạm giữ chức vụ chính trong cấp bộ, làm quan thanh liêm, uy nghiêm rất lớn, cũng chính là con cháu đời thứ hai của đại hào môn. Ông không phụ sự kỳ vọng của mọi người, có thể nói là nhân vật tiên phong. Mặt khác mấy con gái, con rể, cũng có địa vị cao trong thể chế, có đủ năng lực để kêu gọi mọi người. Duy nhất chỉ có hai đứa cháu trai của tiêu lão gia là thực sự làm cho người khác phải thất vọng. Hai đứa con không muốn tranh giành đã trở thành hai đứa phản nghịch trong mắt tiêu chạp, Ai cũng không dám ở trước mặt ông ấy tùy tiện nhắc đến, bằng không thì sẽ phải chịu đựng cơn giận dữ bộc phát của Tiêu bộ trưởng. "Ừ, ông nội nằm viện khi nào?" Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi. Lần này cậu ta ra ngoài thu thập các loại dược liệu, khoảng thời gian thật sự rất lâu. Trước khi đi, Tiêu Phàm đã về nhà một chuyến, nhưng lúc đó, khí sắc ông nội vẫn rất tốt, làm sao mới qua ngần ấy thời gian đã nằm viện chứ? Tiêu Thiên trả lời trong điện thoại: "Thì mới hôm qua." nghe nói khi trong nhà nghe văn kiện bị mất thím trương muốn dìu ông đến viện để xử lý không ngờ ông vừa mới đứng dậy thì té xỉu thật ra người gọi là thím trương chính là y tá chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho ông cụ lão thái thái đã qua đời vào hai năm trước sinh hoạt thường ngày của ông cụ đều do y tá trương phụ trách chăm sóc lời này của tiêu thiên thật ra rất đáng trách cái gì mà nghe nói hả đó là ông nội của cậu ta đó nhưng mà trong lúc này Tiêu Phàm sẽ không đi so đo lỗi nho nhỏ trong lời nói của em trai. Thật ra thì Tiêu Thiên ba đến 5 ngày mới về nhà một chuyến là chuyện bình thường, mỗi lần về đến nhà cũng chỉ ngồi một lát, ăn xong bữa cơm thì vội vã rời khỏi, nguyên nhân chính là cậu ta sợ bị mắng chửi. Mà cha của cậu ta Tiêu Bộ trưởng nhìn hắn trái cũng không vừa mắt, phải cũng không vừa mắt, tóm lại là nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Hơn nữa, Tiêu Phàm tuy không ăn chơi trác táng như Tiêu Thiên nhưng số lần cậu ta về nhà còn ít hơn ngày thường cậu ta trốn ở chỉ thủy quan, cùng mấy vị đạo sĩ và đạo cô lập thành một khối, lêu lỏng, thần thần bí bí, cũng không biết là làm cái gì, 10 ngày đến nửa tháng không có mặt ở nhà là chuyện bình thường. Ở điểm này, tiêu phàm thật sự không có tư cách dạy bảo tiêu thiên. Được, anh đi bệnh viện xem sao, em ở đâu, cùng đi với anh chứ, tiêu thiên tức khắc ấp úng, nói. Anh, em, em sẽ không đi đâu, tránh cho ông nội trông thấy sẽ buồn phiền, ngược lại bệnh tình càng nặng hơn điều quan trọng là mấy vị trưởng bối trong nhà hễ gặp tiêu thiên là bắt đầu giáo huấn hắn tiêu nhị ca thật sự là không chịu nổi phiền phức này trong những kẻ quần là áo lượt ở thủ đô tiêu nhị ca tốt xấu gì cũng là lão đại cấp bậc châu bò là nhân vật vô cùng nổi tiếng vậy mà về đến nhà lập tức trở thành đứa cháu bất hiếu bất kỳ ai cũng có thể giáo huấn cậu ta khiến cậu ta rất buồn bực tiêu phàm im lặng một chút rồi chậm rãi nói tiêu thiên em không nên quá ham chơi tiêu phàm và tiêu thiên chỉ hơn kém nhau một tuổi thuở nhỏ tình cảm cũng rất tốt lúc trước khi tiêu phàm ghi danh vào học viện đạo giáo tiêu thiên là người duy nhất ủng hộ tiêu thiên cười hi hi nói anh cũng biết tính cách của em mà sợ là không thay đổi được nữa rồi tiêu phàm không nói gì tính tình của tiêu thiên có đôi khi so với cậu ta còn cứng đầu hơn tiêu phàm tắt điện thoại sau đó đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa Tân Lâm vẫn luôn lẳng lặng ngồi thuyền luyện khí cũng lập tức đứng dậy, đi theo phía sau hắn, giống như một cái bóng vậy. Đi bệnh viện 301, ông nội anh đã nhập viện. Tiêu Phàm giải thích qua loa một câu. Thật ra câu này thuần ví đã nói rõ nguyên nhân, không lời nào dư thừa, Tân Lâm rất ít hỏi cậu ta đi nơi nào, làm cái gì, chỉ cần cậu ta đi ra ngoài thì Tân Lâm cũng sẽ đi theo. Thời gian 3 năm đủ để đạt được sự ăn ý như vậy. Tiêu Phàm ở tại chỉ thủy quan có không ít đạo quan lớn nhỏ ở vùng này, Chỉ Thủy Quan là một cái đạo quan nhỏ không đáng nhắc đến trong số đó, nhưng thật ra lại chiếm diện tích không nhỏ, Chỉ Thủy Quan có khoảng sân rất lớn, trong sân có núi giả, nước chảy, vườn hoa, mọi thứ đều có đủ. Nói không đáng nhắc đến là bởi vì Chỉ Thủy Quan không tiếp xúc với bên ngoài, không tiếp khách hành hương, nên thực tế có rất ít người nhìn thấy bên trong của đạo quan, càng không biết cả tòa Chỉ Thủy Quan chỉ có một người đàn ông là Tiêu Phàm, còn lại đều là phụ nữ chỉ thủy quan thấp thoáng bên trong rừng trúc chỉ có một con đường nhỏ trong rừng liên kết với bên ngoài cái gọi là hàng xóm láng giềng chính là những nông trại gần nhất cũng cách nhau vài trăm thước đường rừng những người nông dân xung quanh bình thường sẽ không đến chỉ thủy quan đừng xem thường cánh rừng nho nhỏ này nếu không ai dẫn đường thì cho dù bạn có đi theo con đường nhỏ xuyên qua cánh rừng cũng không thể nào đến được trước cổng chỉ thủy quan nhiều nhất là đi quanh quẩn mấy vòng rồi đi ra khỏi cánh rừng mà thôi Điều này có chút giống với truyền thuyết dân gian, quỷ đánh tường. Lại nói điều này cũng không khó hiểu, bởi vì những cây cối trong rừng trúc này vừa nhìn qua thì rất lôn sột, nhưng trên thực tế là dựa theo tứ tượng trận mà dày công sắp xếp phương hướng. Nếu không phải là cao thủ tinh thông trận pháp thì tuyệt đối không thể phá giải. Tứ tượng trận này cũng không phải do tiêu phàm bố trí. Chỉ thủy quan từ thời kỳ dân quốc đã được xây dựng rồi, lúc ấy, tòa tiểu đạo quan này là nơi mà sư phụ của tiêu phàm cư ngụ, tứ tượng trận trong rừng trúc cũng là do chính tay sư phụ của tiêu phàm bố trí. Sư phụ của tiêu phàm tự xưng là trưởng giáo đời thứ 63 của vô cực môn tiêu phàm chính là đệ tử đời thứ 64. Vô cực nhất mạch đạo chính thống bắt nguồn xa xưa do cố lão truyền lại, vô cực cửu tương thiên thì ra là vô cực thuật tàng bắt đầu từ mấy ngàn năm trước, thậm chí có thể ngược dòng đến chu dịch ở thời đại khởi nguyên, lại trải qua nhiều thế hệ tổ sư cùng trưởng giáo phát triển không ngừng, truyền đến ngày nay có thể nói bác đại tinh thâm, thực lực vô hạn. Là vì vô cực, tiêu phàm chậm rãi đi ra bên ngoài, hắc lần cũng đi theo bên cạnh, nhắm mắt theo đuôi, nhìn qua bộ dạng nó uể oải, không có chút tinh thần nào. Nó ngoại trừ to béo hơn một chút, có bộ lông rực rỡ một chút thì so với những con mèo bình thường khác cũng không có sự khác biệt. Tân Lâm mở cửa xe ô tô, đây là một sản phẩm phổ biến ở trong nước, không phải là đồ cũ cũng không phải đồ mới. Tiêu Phàm leo lên ghế lái phụ, sau đó, bóng đen chợt lóe lên, Hắc Lân nhảy từ cửa kính xe vào, hết sức chuẩn xác mà tiến vào trong lòng Tiêu Phàm, lập tức cuộn mình thành một khối lông mềm mại như nhung, liếm liếm bàn chân. Tiêu Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Hắc Lân. Dưới ánh sáng mặt trời, bộ lông của nó trơn bóng như nước, không gì có thể sánh được. Hắc Lân hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân, thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Xe ô tô nhỏ rất nhanh rời khỏi rừng cây, chạy về hướng nội thành, không lâu sau đó liền tiến vào cửa chính của bệnh viện 301. Lấy tư cách là một trong mấy vị nguyên lão còn lại của chế độ Cộng Hòa, tiêu lão ra hiển nhiên được ở phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp của bệnh viện, có một hành lang uốn khúc nối liền với bên ngoài. Chỗ tiếp nối giữa hành lang uốn khúc và lầu chính là nhất đạo Nguyệt Môn. Có hai tên vệ sĩ bảo hộ, những người không có phận sự đều không được phép tới gần. Bên cạnh ông cụ có một nhóm vệ sĩ, ngày đêm phụ trách bảo vệ sự an toàn của ông cụ, những vệ sĩ này rất quen thuộc với tiêu phàm nên không cần kiểm tra thì đã cho phép cậu ta đi qua. Tân Lâm và Hắc Lân ở lại bên ngoài. Cho tới bây giờ, Tân Lâm vẫn chưa từng lộ mặt trước tiêu lão ra, dù tiêu lão ra là bậc trưởng bối. Ngay cả tiêu thiên cũng không biết bên cạnh tiêu phàm lại tồn tại một cô gái kỳ lạ như vậy, mà người của tiêu gia cũng chưa từng tới chỉ thủy quan. Trên danh nghĩa, tiêu phàm là đi làm trong cuộc tôn giáo, được hưởng thụ đãi ngộ của phó phòng. Cục tôn giáo cũng đã cấp cho hắn một ký túc xá riêng, nhưng Tiêu Phàm có đi làm ở cục hay có ở trong ký túc xá không thì lãnh đạo cục cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu cán bộ bình thường mà lười biếng như vậy thì chắc chắn là không được, nhưng Tiêu Phàm đương nhiên là một ngoại lệ. Không bởi vì nguyên nhân gì khác mà chỉ vì cậu ta họ Tiêu, như thế là đã đủ rồi. Những bạn bè bên ngoài của Tiêu Phàm đều không biết đến sự tồn tại của chỉ thủy quan. Tiêu Phàm sở dĩ phải đeo một cái danh đi làm ở cục tôn giáo, thật ra là bởi vì hắn mang họ Tiêu, con cháu Tiêu ra dù sao cũng phải có một đơn vị công tác, cục tôn giáo dù sao cũng là một trong tám cơ quan quản lý của quốc gia, nếu là con cháu trực hệ của Tiêu ra, con trai thân sinh của Tiêu Bộ trưởng thì sao có thể là người không nghề nghiệp trở thành dân lưu lạc được chứ? Cũng giống như Tiêu Thiên, cả ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng, cùng với bang kinh sư hoàn khố ăn chơi đàng điếm cũng có đơn vị công tác, cũng hưởng thụ đãi ngộ cấp cao, chỉ thấp hơn tiêu phàm một bậc thôi, mỗi ngày muốn đi làm giờ nào thì đi, cho dù có ngồi ở văn phòng uống trà sầm báo cũng không có việc gì. Nếu đó là quy tắc thực tế thì tất cả mọi người cũng phải chú ý một chút. Coi như là cho cha của cậu ta tiêu bộ trưởng một cái công đạo. chương 12, điểm xấu xuất hiện. Tiêu phàm chưa đi vào phòng bệnh thăm hỏi sức khỏe ông nội thì đã gặp tiêu chạm trước tại phòng nghỉ. Tiêu bộ trưởng là một người con có hiếu, tất cả thế hệ trong hào môn đều biết điều đó. Vào những năm tháng khó khăn, có biết bao nhiêu cặp cha con bất hòa, anh em trở mặt thành thù đấu đá qua lại lẫn nhau, chỉ có Tiêu chạm là không như vậy, trước sau vẫn ở bên cạnh cha già, lấy thân thể tuổi trẻ của mình chống đỡ cho cha già, không than vãn câu nào. Đột nhiên cha té xỉu nằm viện, Tiêu Trạm lo lắng bất an nên tự mình ở bệnh viện chăm sóc. Tiêu Phàm vẫn mặc áo vải, chân mang giày vải như lúc trước, bước đi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nhỏ nào. Dựa vào điểm này những vệ sĩ của ông cụ đã khẳng định là Tiêu Phàm võ công không hề kém, nhưng không một ai tin tưởng lời khẳng định này cả. Nhìn bề ngoài Tiêu Phàm rất là nho nhã yếu ớt, gần giống như câu bạch diện thư sinh, sắc mặt luôn luôn tái nhợt, nhìn rất thiếu sức sống. Cha, Tiêu Phàm nhìn thấy Tiêu Trạm ngồi nghỉ ở ghế sofa thì dừng bước, mỉm cười kêu một tiếng rồi đi vào phòng nghỉ. Mặt mày Tiêu Trạm tràn đầy vẻ mệt mỏi, gần như là dựa ở trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên nghe được giọng nói của Tiêu Phàm thì dường như là phản xạ có điều kiện mà ngồi bật dậy trong nháy mắt đã trở thành một người vô cùng uy nghiêm. Tiêu Trạm là thế hệ thứ hai của thế gia ở thủ đô nên cực kỳ chú ý tới uy nghiêm của người làm quan. Ông lúc nào cũng chú ý tới lời ăn tiếng nói là một người hiền lành đứng đắn. thân là đại thiếu gia lại là nhân vật tiên phong Tiêu Trạm phải chú ý tới mặt mũi uy nghiêm của bản thân. ở phương diện này Tiêu Trạm giống hệt Tiêu Lão gia tới đây tiêu chạm lạnh nhạt nói mặc dù hai đứa con trai đều không nghe lời mình nhưng thái độ của tiêu chạm đối với hai anh em tiêu phàm và tiêu thiên vẫn có chút khác biệt trên cơ bản ông không bao giờ nói lớn tiếng hay la mắng gì tiêu phàm cả mà tiêu phàm vẫn luôn có bộ dáng vân đạm phong khinh cho dù trưởng bối có phê bình cũng tốt khuyên nhủ cũng được cậu ta lúc nào cũng mỉm cười lắng nghe không bao giờ phản bác lại cái loại thái độ không lạnh không nóng này làm cho bậc trưởng bối không thể làm gì được Huống hồ, tiêu phàm cũng chỉ mê mẩn những sách cổ về đạo giáo lập dị, cũng không có quần là áo lụa, tụ tập ăn chơi như tiêu thiên, cậu ta đối với trưởng bối luôn luôn cung kính, lễ phép đối đãi với những bạn bè cùng lứa rất nhã nhặn, từ những thói quen hàng ngày cũng rất đơn giản, thật sự không thể bắt bẻ điều gì ở cậu ta cả. Thật ra lấy tư cách của con cháu nhà thế gia mà nói, loại hành động như tiêu phàm là hoàn toàn phản nghịch, mà một khi cậu ta đi tu là đã đem con đường làm quan của mình hoàn toàn chặt đứt, vĩnh viễn dứt bỏ nhiệm vụ làm cho gia tộc càng ngày càng phát triển hơn. Thời đại hiện nay không thể đem so với cổ đại, hoàng đế cũng có thể xuất ra. Ngược lại tiêu thiên, hồ hồ trở về hồ đồ, chỉ cần một ngày kia, cậu ta cải tà quy chính, nguyện ý đi vào con đường làm quan thì vẫn có cơ hội phát triển, đứng ở vị trí cao kia. Dù sao mỗi người đều có tuổi trẻ, mà tuổi trẻ thì rất lông bông, sai lầm này cũng có thể tha thứ. Nghiêm khắc nói đến, Vòng tròn hoàn khố thực ra là phụ thuộc vào vòng tròn của hào môn thế gia, nếu bọn họ không có bậc cha chú có địa vị cao, tay nắm quyền thế thì làm sao mà nha nội có phong quang hiển hách, quần là áo lụa mà kiêu ngạo. Rời khỏi phạm vi của quan trường chính là rời khỏi phạm vi của quần là áo lượt, nhiều khi tập hợp những kẻ quần là áo lượt chính là một cây cầu đem phạm vi phú hào, phạm vi tân quý, phạm vi hào môn thế gia cùng những phạm vi khác chặt chẽ phát triển, bù đắp hỗ trợ cho nhau. Nhưng ở trong mắt trưởng bối tiêu thiên chính là bùn nhão không thể chát tường, nên cách đối xử so với si mê tôn giáo như tiêu phàm kém xa rồi. Cha, thật xin lỗi, thời gian qua con đi công tác ở một nơi khác, mới vừa quay lại hôm kia. Bệnh tình của ông nội không sao chứ, tiêu phàm chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên cạnh tiêu chạm, thuận miệng nói, sau đó cậu ta ngẩng đầu nhìn tiêu chạm. Bỗng nhiên, vẻ mặt cậu ta sửng sốt, hai hàng lông mày không kìm được mà nhíu lại. Vừa rồi, do ánh mặt trời chiếu tới mà tiêu chạm lại ngồi kế cửa sổ nên cậu ta không nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ, tiêu phàm đã nhìn thấy rõ ràng, ấn đường của tiêu chạm có một chấm lớn màu đen đập, một dòng lệ khí hiện ra, cánh mũi phiếm hồng, huyết quang ẩn hiện, đây chính là dấu hiệu có điểm xấu. Hơn một tháng trước, tiêu phàm còn gặp qua tiêu chạm, lúc ấy trên mặt ông cũng không có xuất hiện điểm xấu như vậy. Ừ, đi công tác à, bệnh của ông nội hiện tại rất khó nói. Bác sĩ sơ bộ chẩn đoán là bị trúng gió, vì mới đưa tới bệnh viện ngày hôm qua nên hiện giờ bệnh trạng còn chưa có rõ ràng. Tiêu Trạm chưa từng để ý đến sự thất lễ của con. Tiêu Trạm cũng không phải một vị lãnh đạo cấp cao khôn khéo mà ông làm việc rất công bằng và liêm khiết, cùng với nhân cách rất có sức hấp dẫn nên ông rất được mọi người quý mến. Tương tự như vậy, danh hiệu đại hào môn bậc nhất của Tiêu gia là do Tiêu lão gia sống lành mạnh, trong tay nắm giữ tài nguyên, thực lực chính trị hùng hậu Xung quanh khẳng định tập hợp một đám quan lớn, mơ hồ hình thành khái niệm chính trị giống như vòng tròn, lại lấy cái này phóng xạ ra bên ngoài, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, chính là cái gọi là phe phái chính trị trong miệng những nhà bình luận chính trị. Mặt khác, mấy thế gia khác ở kinh đô cùng cấp bậc với Đại Hào môn cũng có tình hình giống như vậy, đều tự mình kết bè kết phái tạo nên lực lượng riêng. Nhiều lần những nhà chính trị cao cấp đánh cờ, những phe phái này đều phát huy sức ảnh hưởng của bọn họ. Lấy tư cách là đại thiếu gia của Tiêu gia, vị trí trong gia tộc của Tiêu Trạm không cần nói cũng biết có trọng lượng thế nào rồi. Tiêu lão gia tuổi tác đã cao, không màn đến thế sự, sự vụ hàng ngày trong gia tộc đều là do Tiêu Trạm quản lý. Một bên bận rộn công vụ, một bên xử lý những chuyện rắc rối trong gia tộc, một bên còn phải từng giờ từng khắc chú ý đến xu hướng, cục diện chính trị, Tiêu Trạm luôn cảm thấy tinh thần và thể lực không đủ dùng. Đương nhiên sẽ không có thời gian quá chú ý đến công việc của con trai. Về việc Tiêu Phàm nói đi công tác, Tiêu Trạm càng không lưu tâm. Làm việc ở cục tôn giáo, đi công tác thì có cái gì nghiêm trọng chứ? Trừ khi đi đến những nơi như Cao Nguyên Thiên Sơn, Thảo Nguyên, nơi mà những người đứng đầu tôn giáo có mục tiêu nhạy cảm, mới có thể khiến cho ông chú ý. Tiêu Phàm tạm thời không quan tâm bệnh tình của ông nội, trước tiên phải đem những thay đổi kinh hoàng trên người cha cậu ta phân tích cho rõ ràng rồi mới tính chuyện khác. Những quan lớn giống như là Tiêu Trạm, thế hệ thứ hai của Hào môn một nhân vật quan trọng như vậy lại xuất hiện huyết quang, quả thực là làm cho người khác không thể nào tin nổi. Tiêu Phàm chưa từng nói qua với cha bản thân cậu ta tu luyện, vô cực cửu trùng thiên, kỳ thật không phải là trường phái đạo gia truyền thống, mà là do chu dịch từ thời xa xưa truyền lại. Cái mà vô cực môn truyền lại chính là bói toán tinh được, phong thủy, trận pháp, bùa chú, còn có nội gia luyện khí thuật vô cùng nguyên thâm, nhưng để tu luyện tất cả những thứ này phải có căn cơ vững, có thành tựu hay không đều quyết định ở chữ cùng cùng người không chỉ là mọi người tương trợ lẫn nhau, còn có thể cùng tên, cùng nhà, cùng mộ, cùng vạn vật, cùng càn không, cùng trời đất, cùng tạo hóa. Từ lúc nhỏ, tiêu phàm đã vô cùng bí ẩn theo sau sư phụ tu tập, vô cực cửu tương thiên, hơn 20 năm chìm đắm trong nghiên cứu nên đối với chữ cùng kia đương nhiên đã đạt đến cảnh giới rất cao. Nhưng mấy thứ này, không thể nói ở tiêu gia, một nhà thế gia chính thống được. Chỉ sợ tiêu phàm vừa mới mở miệng thì đã bị cha mắng vào mặt, thậm chí tiêu chạm có thể nổi giận bắt giam tiêu phàm nữa chứ. Tiêu chạm đúng là người theo chủ nghĩa vô thần, rất kiên định. Từ xưa đến na không tự y, cùng không tự cùng. Tiêu phàm cùng người bình thường không giống nhau, cậu ta không tự mình xem tướng, lại càng không cho mình duy diễn số mệnh. Bởi vậy cậu ta vĩnh viễn không cho mình thân thiết với những thầy tướng số, bói toán, nếu một mặt quan tâm sẽ bị loạn, không thể đứng ở lập trường công bằng mà xem xét, suy đoán thuật số, về phương diện khác là thiên cơ khó dò, bất kể là thầy xem tướng hay bói toán, hay là phong thủy, đều tiết lộ thiên cơ. Su cát tị hung chính là bản tính của con người, như vậy chính là người chống lại thiên cơ, thầy tướng càng có năng lực thì thiên cơ phản hệ cũng càng lợi hại. Càng về sau, càng khó đoán thiên cơ. Nhưng đại hung xuất hiện ở trên người cha rõ ràng như vậy, tiêu phàm tuyệt đối không thể bỏ mặt. Cha, trong khoảng thời gian này, trên phương diện công tác gặp việc gì không vừa ý sao? Tiêu Phàm như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Ngay vừa rồi, ngón tay phải của cậu ta khẽ nhúc nhích, đã bói xong một quẻ, quẻ cũng giống như biểu hiện, đại hung hiện ra trên thần sắc tiêu trạm tựa hồ có quan hệ đến sự thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài. Đang ở trước mặt cha, tiêu phàm không dám ngang nhiên dùng thái hạo thần thi để mở quẻ. Tiêu trạm là người có quan hệ huyết thống gần nhất với cậu ta, thiên cơ bị che đậy thật quá lớn, bói toán đơn giản chỉ có thể tìm được một ít tin tức mơ hồ. Tiêu chạm, hừ, một tiếng, nói. Công tác gặp rất nhiều chuyện không vừa ý, chỉ có vài chuyện vừa ý chỉ thôi. Tính tình tiêu chạm quá cương trực, làm quan vô cùng công chính nên khi công tác đắc tội không ít người. Những đại hào môn khác và tiêu lão gia cũng không hợp nhau, nhất là uông lão gia, gần như là đối thủ công khai với nhau. Uông lão gia là khai quốc nguyên lão, có địa vị ngang hàng với tiêu lão gia, ở trong nước có danh vọng rất cao không thua kém tiêu lão gia chút nào cả. Hơn nữa điều quan trọng là uông lão gia so với Tiêu lão gia trẻ hơn vài tuổi, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh hơn Tiêu lão gia. Tiêu phàm mặc dù không phải vô cùng quan tâm đến những chuyện xảy ra ở mặt chính trị, nhưng tình hình xảy ra bên ngoài cậu ta cũng biết rõ. Nói như thế nào thì cậu ta cũng là con cháu chính tông của Hào môn. Giai đoạn hiện nay, không cần giấu giếm, một cái gia tộc có bền bỉ và hưng thịnh hay không thì phải xem lão gia có khỏe mạnh hay không. Đây chính là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá, thậm chí có thể nói là chỉ tiêu quan trọng nhất. Nói theo kiểu cực đoan là cuối cùng, gia tộc nào có thể cười vui vẻ thì xem như vị lão gia của gia tộc ấy có thể sống càng lâu dài. Lão gia vừa mới bị bệnh, thần sắc tiêu chạm liền xuất hiện điểm xấu như thế, lại thêm một quẻ bói toán vừa rồi đã loáng thoáng chỉ điểm nên tiêu phàm gần như lập tức suy đoán tình hình này có khả năng quan hệ đến cuộc đánh cờ của các vị quan chức cấp cao. Kỳ thật cái gọi là điểm xấu này người bình thường hoàn toàn nhìn không ra dù là thầy tướng nhưng có trình độ không cao không đủ công lực thì cũng nhìn không ra tiêu phàm có thể nhìn ra được tướng mạo tiêu chạm hiện ra huyết quang nguyên nhân là do tiêu phàm có cấp số đại năng giả mặc dù đại hung đã hiện ra nhưng dựa theo những gì tiêu phàm suy diễn nó cũng không phải lập tức ứng nghiệm hẳn là còn một khoảng thời gian ngắn nữa nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là ở chỗ điểm xấu đã hiện nếu như trong vòng mấy tháng nữa không phát sinh một vài thay đổi kinh thiên thì gần như là không thể nghịch chuyển. Nói cách khác là chuyện này nhất định sẽ phát sinh. Không chỉ nói mấy tháng, cho dù là vài năm nữa hay vài thập niên nữa mới phát sinh thì tiêu phàm cũng rất khó có thể tiếp nhận loại tình huống như vậy phát sinh ở trên người cha mình. Sinh lão bệnh tử dĩ nhiên là quy luật tự nhiên, nhưng sống thọ và chết tại nhà cùng với tai họa bất ngờ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cha, xem ra trong khoảng thời gian này cha làm việc rất cực khổ, hay là để con xoa bóp cánh tay cho cha thoải mái hơn. Hai hàng lông mày của tiêu phàm giãn ra, khẽ cười nói. Tốt, tiêu chạm gật đầu đáp ứng. Ông không tán thành con trai đi làm, phong kiến mê tín, nhưng cũng không phản đối con trai học trung y, châm cứu xoa bóp, đây là tinh túy chân chính, hẳn là nên được phát dương quang đại. Tiêu phàm quả thực cũng thường biểu thị một chút y thuật trong nhà. Điểm này, những trưởng bối của tiêu gia đều rất tán thưởng, Lúc họ cùng với những trưởng bối thế gia khác nhắc tới tiêu phàm đều nói đến việc tiêu phàm có nghiên cứu về thuật châm cứu trung y, tuyệt đối không nhắc đến vấn đề tôn giáo linh tinh, nhiều ít gì cũng phải giấu giếm một chút. chương 13, Dương Thọ đã tận. Tiêu phàm đứng ở sau lưng cha, bàn tay áp sau gáy của tiêu chạm, chậm rãi truyền nội tức vào cơ thể thông qua huyệt ngọc trầm trên gáy. Thuật luyện khí của vô cực môn và vô cực cửu tương giống nhau, cùng có lai lịch từ thời xa xưa, được ghi chép trong vô cực thuật tàng nguyên khí đạo dẫn thuật thiên. Các thế hệ trưởng giáo tổ sư cùng với những môn hạ đệ tử kiệt xuất của mình đều tu luyện thành nguyên khí đạo dẫn thuật, lĩnh hội được tâm đắc phần phụ lục ở phía sau, từ ngũ đại kỳ phát triển đại thành. Tiêu Phàm có căn cơ tuyệt hảo, năm đó, ân sư giảng dạy vừa nhìn thấy hắn thì rất là tán thưởng, khen hắn là kỳ tài trăm năm khó gặp nên đã đem toàn bộ bản lĩnh rốc lòng truyền thụ cho hắn. Tiêu Phàm từ năm 7 tuổi đã bắt đầu tu luyện vô cực chân khí dẫn đạo thuật. 20 năm qua, cậu ta chưa bao giờ bỏ dở này nào cả, đã sớm luyện tam hoa tụ đính ngũ khí tiêu nguyên đến cảnh giới cao nhất, trong cơ thể nguyên khí tràn đầy, sức sống dâng trào. Tiêu phàm chưa bao giờ luyện tập qua võ thuật nên hắn vô cùng cẩn thận khống chế nội tức, chậm chậm đưa vào kinh mạch bên trong cơ thể tiêu chạm. Tiêu phàm vừa vào cửa thì đã phát hiện hơi thở của tiêu trạm không ổn định, tâm thần không yên, bèn truyền khí tức giúp ông bình tâm tĩnh khí, việc này đối với thân thể của tiêu trạm có nhiều lợi ích tiêu chạm chỉ cảm thấy một dòng khí ấm ấm xuyên vào sau đầu, dần đần lan ra toàn thân, vốn xương cốt tứ chi đều lười biếng, tâm trạng buồn bực, không yên lòng rất nhanh trở khoan khoái vô cùng, tâm thần cũng dần dần trở nên tĩnh lặng, thư thái hơn. Cha, có phải về mặt chính sách lại có đổi mới gì đó hay không? Tiêu phàm vẫn như trước tùy ý mà hỏi han. Tiêu chạm lắc đầu, nói. Việc này cũng không có. Tiêu phàm, nếu như con đối với việc này không có hứng thú thì đừng có tùy tiện xen vào. Chuyện chính trị thật sự rất phức tạp nên con cứ toàn tâm toàn ý mà tìm tòi học hỏi thuật châm cứu Đông y của con đi. Hành nghề y cứu giúp đời cũng là con đường chính đạo. Tiêu Trạm không muốn con trai mình đã từng đi tu mà tái nhập vào bên trong cơ chế phát triển. Chỉ cần về sau nó tập trung nghiên cứu Đông y thì cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, bởi vì cho dù thời đại có thay đổi như thế nào thì cái nghề nghiệp bác sĩ này luôn luôn không thể thiếu được đại sư y khoa chân chính, bác sĩ đông y giỏi đều được mọi người kính trọng như nhau và có địa vị rất cao trong xã hội. Về phần cơm áo gạo tiền, ngược lại tiêu chạm không hề lo lắng. Không chỉ nói tiêu gia đang ở thời kỳ cường thịnh mà cho dù là không người nối nghiệp, có xuống dốc như thế nào đi nữa thì chẳng lẽ không thể cho con cháu đời sau một chén cơm ăn hay sao? Dạ, tiêu phàm khẽ gật đầu. Cha, trong thời gian này, cha làm việc vất vả quá mức nên khí tức trong cơ thể không ổn định, hãy để con châm cứu cho cha. Ừ, tiêu chạm gật đầu. Trước kia, ông đã từng thử qua thuật châm cứu của con trai, rất có hiệu quả. Ánh sáng chợt lóe lên, trong tay tiêu phàm cầm ba thanh diệp tiểu đao nhẹ nhàng cắm vào ba huyệt sau gáy và trên cổ của tiêu chạm. Sau một lát lại nhổ ra, một thanh diệp tiểu đao trong đó dính một vài giọt máu. Nội khí theo sự dẫn dắt của tiêu phàm dần dần tản loạn hết khí tức trong cơ thể tiêu chạm đưa về tất cả kinh mạch, tiêu chạm chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Tiêu phàm ngừng lại, lấy từ trong ngăn tủ của phòng nghỉ một cái chăn rồi nhẹ nhàng đắp ở trên người tiêu chạm. Dù là ở trong giấc mơ, cặp lông mày đem rậm của tiêu Trạm cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Tiêu phàm khẽ thở dài, vì cái gia tộc này, vì tất cả các đảng phái chính trị, tiêu chạm đã thực sự nỗ lực rất nhiều. Nhưng mà ông vừa mới 50 tuổi mà đầu tóc đã hoa dâm, nếp nhăn dần dần xuất hiện. Tiêu phàm rời khỏi phòng nghỉ, đi đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, tiêu lão ra đang ngủ say trên giường bệnh trắng tinh, nước biển đang truyền từng giọt, từng giọt vào cánh tay, trong lỗ mũi đang cầm ống dưỡng khí, hai gò má thì hãm sâu, tái nhợt, không có chút máu, gầy yếu hơn nhiều so với một tháng trước. Một vị y tá tuổi trung niên, tướng mạo điềm đạm nho nhã dịu dàng thím trương đang canh giữ bên cạnh để tiện chăm sóc cho ông cụ. Nhưng mà lúc này trên mặt của thím trương cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ ông cụ bất thình lình trúng gió, y tá trương đúng là người bận bịu nhất, vẫn luôn ở bên cạnh ông cụ, đã một ngày một đêm không có chợp mắt. Y tá trương thấy tiêu phàm bước vào thì hơi ngạc nhiên, ngọ nguệ muốn đi đến nhưng tiêu phàm vội vàng khoát tay ngăn bà lại, sau đó khẽ nói thím trương, thím cứ ngồi đi, tôi đến xem ông nội thế nào thôi. Y tá trương liền cười cười, gật đầu, không có đứng dậy, ánh mắt vô cùng dịu dàng hiền từ nhìn về phía tiêu phàm. Y tá trương cùng với bậc trưởng bối tiêu ra rất khác biệt, bà có cái nhìn rất tốt về tiêu phàm. Cái gì là xu thế chính trị, những ân oán, xích mích của các thế gia hào môn, y tá trương không hiểu, cũng không quan tâm đến. Bà chỉ là tận sức làm tốt công việc của bản thân, chăm sóc tiêu lão ra thật tốt. Bà thật sự không hiểu vì sao các trưởng bối tiêu gia lại không muốn gặp mặt tiêu phàm. Theo bà, trong thời buổi giới trẻ đều sốc nổi như hôm nay, kiểu con cháu thế gia nhã nhặn, điềm tính, không nóng vội như tiêu phàm vậy thật sự là khó gặp được. Huống chi, tiêu phàm còn thông thạo y thuật chữa bệnh, vài lần thân thể lão gia không được khỏe cũng không có đến bệnh viện mà là do tiêu phàm châm cứu, mát xa nên lão gia mới khỏe mạnh lại. Ở trong mắt của y tá trương, tiêu phàm thấp thoáng có phong độ của thế ngoại cao nhân. Tiêu phàm đi tới trước giường bệnh, như người ngồi xuống ghế tựa bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay khô gầy của ông nội. Ở đây không giống với những phòng bệnh bình thường, đây là phòng bệnh săn sóc đặc biệt dành cho cán bộ cấp cao của Bệnh viện 301, nên ghế ngồi cũng không phải là ghế gỗ bình thường mà là bằng da nhân tạo mềm mại. Tiêu lão già bệnh nặng nhập viện thì không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn đến thăm hỏi, ngồi trước giường bệnh một lúc cùng ông cụ tán gẫu vài câu. Đề tài nói chuyện cũng là mấy đề tài về chính trị. Nếu cho những nhân vật tai to mặt lớn này ngồi trên những chiếc ghế gỗ bình thường thì thật là quá mức hủy khuất. Cửa sổ phòng bệnh được che kín bằng màn cửa bằng vải nhung, không có tiên nắng nào chiếu vào cả. Trong phòng bệnh chỉ có ánh sáng êm dịu từ ngọn đèn treo tường. Tiêu Phàm đang tỉ mỉ quan sát sắc mặt của ông nội, giữa đôi lông mày nhíu lại. Lông mày của ông nội bạc trắng như tuyết, đuôi lông mày tán loạn cả lên, một đường hành vân trực tiếp thâm nhập vào trong miệng, chỗ ấn đường mơ hồ hiện lên khí tức tử vong. Mặc dù hơi thở còn đều đặn nhưng Tiêu Phàm vẫn có khả năng phát hiện được. Căn cứ theo mô tả về tướng mạo trong vô cực cửu tương thiên. Thọ tương thứ ba, đây là điểm báo biểu hiện cho Dương Thọ đã hết. Ngón tay tiêu phàm đặt nhẹ nhàng lên mạch của ông nội, Mạch đập của ông nội rất yếu, đập nhưng vô lực, khi thì ngừng, khi thì tiếp tục đập. Dựa trên phán đoán về mặt y khoa, đây là nguồn sinh mệnh đã cạn kiệt, tuổi thọ sắp hết. Không đúng. Sắc mặt Tiêu Phàm bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tuy là không thể sâu sắc suy đoán tuổi thọ của người thân nhưng dựa vào sự am hiểu về tương nhân chi thuật mà suy đoán ra thì ông nội gặp phải đại hạn lớn, dương thọ không thể hết mau như vậy, ít nhất thì vẫn còn 3 năm nữa. Một tháng trước Tiêu Phàm chưa từng phát hiện trên người ông nội xuất hiện bất cứ điểm báo gì cả, làm sao mà chỉ trong vòng một tháng mà đã có chuyển biến xấu như vậy chứ? Điều này khó có thể giải thích được. Bất kể loại tướng thuật truyền thừa nào đều công nhận, số mệnh con người một khi đã hình thành thì không thể thay đổi, mà sẽ biến đổi theo một số nhân tố quan trọng phát sinh. Vô cực cử cửu tương thiên có nói, tâm cũng quan trọng như tướng mạo, bên trong cũng quan trọng như bên ngoài. Thông thường nếu một người làm nhiều chuyện xấu thì số mệnh của người đó sẽ thay đổi, còn nếu như một lòng hướng thiện, làm nhiều việc thiện thì cho dù người đó vốn đoản mệnh chết đột tử cũng không phải là không có khả năng sống trường thọ. Trái lại, nếu một người làm nhiều chuyện ác, mang nhiều tội nghiệp thì dù có tướng mạo quý phái, cuối cùng cũng không nhất định sẽ được chết già. Nhưng mà, càng là nhân vật có danh vọng thì tướng mệnh càng khó thay đổi. Đặc biệt như tiêu lão gia là khai quốc công thần, là người có công lớn, cha truyền con nối thì ứng với với ứng thiên tược, số tuổi thọ của ông nội dù có biến hóa thì ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là bản thân của ông mà còn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều bằng hữu bên cạnh ông, đồng sự đồng chí, thậm chí ảnh hưởng đến cục diện chính trị, tình hình thế giới, tiếp theo ảnh hưởng tới vô số vận mệnh của người khác. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã làm phát sinh loại biến hóa lớn như vậy? Tay phải của tiêu phàm bắt mạch cho ông nội, hai mắt nhắm lại, năm ngón tay trái khẽ nhúc nhích, lại bói một quẻ, quẻ cũng giống như như trước vô cùng mơ hồ trên người tiêu lão gia thiên cơ bị che giấu nhiều hơn cả tiêu chạm như vậy là bởi vì càng là người có danh vọng cao thì thiên cơ bị che giấu càng nhiều làm sao có thể dùng phương pháp bình thường là có thể nhìn ra được nếu như tiêu phàm không phải nghiên cứu vô cực cửu tương thiên đến cảnh giới cực kỳ cao thâm thì không nói đến bói toán thiên cơ trên người ông cụ mà ngay cả điểm báo dương thọ ông nội sắp tận cũng không thể nhìn ra được nhưng mà ít nhất tiêu phàm có thể từ quẻ này mơ hồ nhìn ra được một cái nghiệm chứng ông nội quả thực không còn sống ở trên nhân gian bao lâu nữa, về phần còn có thể chịu được 3 tháng hay 6 tháng thì tiêu phàm không thể đoán ra được. Đây vừa vặn chỉ là một suy đoán đơn giản mà tiêu phàm mơ hồ cảm giác được đầu óc choáng váng, đây chính là do cưỡng ép bí mật dò xét thiên cơ mà dẫn đến lực phản hệ. Vô cực cửu tương thiên, thọ tương thứ ba và vô cực cửu tương thiên, luân hồi tương thứ sáu đều có ghi chép về thuật pháp suy đoán tuổi thọ, tiêu phàm đã sớm nghiên cứu tinh thông, đạt đến đại thành rồi. Nếu như giờ phút này đối mặt là một người bình thường, không có quan hệ thân thích gì với tiêu phàm thì hắn hoàn toàn có thể suy đoán chính xác tuổi thọ của đối phương, không dám nói là suy đoán chính xác đến ngày tháng năm nào, nhưng sai số cũng tuyệt đối không quá lớn. Nguyên nhân người thường qua đời, tuy sẽ khiến cho người thân bằng hữu của người đó đau buồn, thống khổ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của những người khác, không đến nỗi quấy rối thiên cơ, vận hành quy luật. Nhưng tiêu lão già đã là nguyên lão công thần, rất quan trọng đến nền chính trị của chế độ Cộng Hòa, lại là ông nội ruột thịt của tiêu phàm, huyết mạch tương liên, hoàn toàn phạm vào điều cấm kỵ của thuật suy đoán tướng mệnh học, muốn suy đoán chuẩn xác sẽ rất khó làm được. Nếu cưỡng chế suy đoán thì chỉ sợ lực phản hệ khó mà chống đỡ được. Tiêu phàm hít sâu một hơi, vận chuyển nguyên khí đại chu thiên, đem sự chóng mặt nhỏ do thiên cơ phản hệ tiêu trừ. Trong tay ánh sáng chợt lóe lên, 12 thanh tiểu diệp đao xuất hiện, tiêu phàm đứng dậy, ngón tay vận động liên tục đem 12 thanh tiểu diệp đao đâm vào 12 huyệt lớn trên người ông nội, tay phải hắn nắm chặt tay phải của ông nội, không ngừng truyền nội tức vào lòng bàn tay, đưa vào trong cơ thể ông nội. Y tá Trương đã đứng dậy nhưng cũng không có ngăn cản, ngược lại trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thuật châm cứu của tiêu phàm vô cùng thần kỳ, bà đã sớm thấy qua. Chẳng những có công hiệu trên người lão ra mà thậm chí còn chữa được chứng đau nhức xương khớp lâu ngày của bà. Lúc ấy, Tiêu Phàm đã làm cho y tá Trương kinh ngạc. Vì bản thân bà đã từng thử qua nên bà rất tin tưởng Tiêu Phàm sau một lát, sắc mặt Tiêu lão ra vốn tái nhợt, gầy gò, không có chút máu từ từ trở nên hồng hào, hô hấp cũng nhanh và đều đặn hơn vài phần. Một lát sau, mí mắt ông cụ chuyển động, hai mắt chậm rãi mở ra, khẽ ho khan một tiếng. Y tá Trương vô cùng mướng rỡ, bước nhanh đến, Trương 14 âm mưu. Bất kể lúc nào, chỉ cần tiêu lão ra tỉnh lại thì tâm trạng rất thư thái, Nói chuyện rất rõ ràng. Với một ông cụ tuổi đã qua bát tuần mà nói thì điểm này càng thêm đáng quý. Tiểu Phàm, Tiêu lão gia vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cháu trai nên trên gương mặt gầy yếu của ông có chút tươi cười. Ông cụ vẫn rất yêu quý đứa cháu trai của mình, dựa theo tiêu chuẩn của người bình thường mà nhận xét thì Tiêu Phàm quả thực rất tốt. Từ nhỏ cậu ta rất chăm chỉ hiếu học, khiêm tốn ngoan ngoãn, không có chút thói hư tật xấu nào cả, bài vở cũng rất tốt, còn công việc và thu nhập thì cũng ổn định. Về việc yêu thích văn hóa đạo gia thì chỉ có thể nói là sở thích cá nhân của cậu ta mà thôi. Mặc dù Tiêu Phàm ghi danh vào học viện đạo giáo, sau khi tốt nghiệp lại vào làm ở cục tôn giáo, Tiêu lão gia cũng đã từng phản đối nhưng cuối cùng vẫn nghe theo quyết định của Tiêu Phàm. Điều này cũng không ảnh hưởng đến sự yêu quý của Tiêu lão gia với Tiêu Phàm, nhưng mà kể từ lúc đó thì hai ông cháu không còn có bao nhiêu đề tài nói chuyện. Tiêu Phàm cũng không thể cùng với một vị lão gia lập nên trăm chiến công lớn có chủ nghĩa cách mạng kiên định bàn luận về đề tài phong thủy, nên phần lớn thời gian hai ông cháu ở cùng đều là tiêu phàm lẳng lặng lắng nghe ông nội kể về những năm chiến tranh và một số tin đồn thú vị hiện nay thôi. Tiêu lão ra vừa tỉnh lại thì đầu tiên đã nhìn thấy đứa cháu trai mình yêu quý nên tâm tình của ông dường như cũng không tệ lắm. Ông lại thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của tiêu phàm thì vừa cười tự diễu vừa nói. Ông nội già rồi nên thân thể không còn nghe lời nữa, xem ra ông sống không được bao lâu nữa rồi. Trải qua chiến tranh hơn 10 năm, nhìn thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt nên ông đã sớm coi nhẹ sống chết. Y tá Trương bước lên đắp chăn cho ông cụ, khẽ nói. Thủ trưởng à, ông bây giờ thật sự rất yếu, không nên nói nhiều đâu. Bà nói xong thì liếc mắt với tiêu phàm, vẻ mặt vừa vui mừng vừa khâm phục. Thuật châm cứu này đúng là vô cùng kỳ diệu, những giáo sư có danh tiếng ở bệnh viện lớn, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm bác sĩ đã bận rộn cả ngày cũng không thể làm cho lão gia tỉnh lại, nhưng tiêu phàm vừa đến châm cứu cho lão ra một lát thì lão ra liền tức khắc tỉnh dậy. Nhìn ông vẫn tràn đầy sức sống, trên mặt cũng dần dần hồng hào hơn. Đối với một ông cụ hơn 80 tuổi lại bệnh nặng mà nói thì đây thật đúng là khó lường. Chỉ có tiêu phàm mới hiểu rõ được, ông nội có thể nhanh tỉnh lại, khí sắc hồng nhuận thì châm cứu chỉ là biểu trưng mà thôi. Cái quan trọng chính là hắn đưa chân khí vào trong cơ thể ông nội, đánh thức sinh cơ của ông. Nhưng mà việc này chỉ là tạm thời mà thôi, khó có thể kéo dài được khi tiêu phàm quan sát khí sắc của ông nội lại cẩn thận xem xét mạch tượng thì trong lòng cậu ta càng lo lắng hơn sinh cơ của ông vẫn chưa bị cắt đứt điểm này cơ bản giống với những suy đoán về tuổi thọ ông nội của cậu ta trước kia nhưng trong cơ thể ông có hơn một dòng âm sát khí với trình độ thuật pháp cao thâm của tiêu phàm thì đương nhiên là cậu ta biết được dòng âm sát khí này là có nguồn gốc từ bên ngoài cũng không phải tự động mà hình thành nói theo cách khác thì ông nội dường như là gặp ám toán đây chính là chỗ khiến cho tiêu phàm hoảng hốt và nghi ngờ người có công lớn như ông nội chắc chắn được an bài bảo vệ rất nghiêm ngặt đó là điều không thể nghi ngờ với thủ đoạn thông thường thì không có khả năng ám toán ông nội hơn nữa không ai dám làm như thế việc này nếu như bị điều tra ra thì nhất định là một đại án kinh thiên thế nào cũng dấy lên một hồi bất ổn chính trị toàn bộ tình hình chính trị sẽ bị ảnh hưởng thật lớn mặc dù cấp cao chính trị cho tới bây giờ vẫn chưa có khoảng thời gian nào yên ổn thật sự cả Lúc nào cũng như mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, nhưng mà theo tình hình chính trị hiện nay thì vẫn tương đối ổn định, các thế lực chính trị lớn cơ bản vẫn ở trạng thái cân bằng, tranh đấu nhỏ thì không thể tránh được nhưng cũng chưa từng xảy ra tranh đấu lớn. Mọi người đều rất thận trọng, không dám tùy tiện hành động. Vậy thì ai dùng thủ đoạn hèn hạ làm hại đến ông nội chứ? Như thế thì luồng âm sát khí trong cơ thể ông nội là đến từ đâu? Hơn nữa, còn hung ác độc địa như thế ngón tay của tiêu phàm để trên mạch của ông nội, ngay tức khác đã nhận ra được ông nội thế nhưng lại bị thuật pháp cực kỳ cao minh làm hại. Nhưng mà trong một thời gian ngắn, tiêu phàm cũng không dám khẳng định rõ ràng. Tướng thuật phong thủy có nói đến các thế hệ dân gian của nước ta đều có, cái được lưu truyền phải vô cùng kỳ diệu, cũng thực sự có chút thần kỳ. Tiêu phàm là một thầy tướng số có trình độ rất cao nên biết rõ chỗ lợi hại của thuật pháp chính ở chỗ thiên lý rõ ràng, báo ứng rất chính xác một ít kiếp nạn đại hung chỉ có chính bản thân người bị nạn chúng mục tiêu đã định trước, nếu như dùng thuật pháp tiến hành làm hại thì sẽ cưỡng chế thay đổi vận số của những người khác, chắc chắn sẽ bị thiên cơ phản hệ. Ông nội là người có địa vị cực kỳ cao quý, lực thiên cơ phản hệ cũng lớn khác xa bình thường. Cho dù tiêu phàm tự mình thi triển cũng không chắc chắn chịu được loại phản hệ khủng bố này. Chẳng lẽ trên đời này còn truyền nhân chính thống của vô cực môn siêu cấp đại năng giả lợi hại hơn tồn tại, có thể làm hại người có số mệnh cực cao quý mà không sợ lực thiên cơ cắn trả. Tiêu phàm không tin có việc như vậy xảy ra. Không chỉ nói hiện nay là thời đại mà khoa học kỹ thuật phát triển hưng thịnh, thuật pháp tri học vốn đã bị suy thoái, chưa từng có đại năng chi sĩ xuất hiện. Cho dù là ở thời cổ đại, thuật pháp tri học được tôn sùng thì thuật sĩ có khả năng bóp méo thiên cơ, tùy ý lộng hành cũng cực kỳ hiếm thấy. Giống như những đại thuật sư, thầy tướng số rất có danh tiếng được ghi chép trong lịch sử như Trần Hi Di, Viên Thiên Cương, Quách Phác, Lý Thuần Phong cũng chưa bao giờ không sợ Thiên Cơ phản hệ cả. Vô Cực thuật tàng cũng có ghi chép tương đối rõ ràng chỗ đáng sợ của lực Thiên Cơ phản hệ. Các thế hệ trưởng giáo tổ sư, các bậc hiền triết đã khuất có nhân phẩm cao cũng không do dự mà khuyên bảo đệ tử phải làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức, nhất định không thể dùng năng lực của bản thân mà làm việc nghịch thiên sẽ bị trời cao trừng phạt. Đương nhiên bên trong thuật pháp cũng có nói, ứng kiếp thì ra nó cũng giống như câu tục ngữ nói về kẻ chết thay. Nếu như thuật sĩ đủ mạnh mẽ cao minh cũng có thể thi triển thủ đoạn đem lực thiên cơ cắn trả ứng kiếp trên người khác, làm cho người khác chết thay mình. Nhưng loại thủ đoạn này, nếu là những thuật sĩ bình thường thì cho dù thế nào cũng không thể thi triển được, đây cũng là hành động nghịch thiên. Tuy nhiên để có thể tiêu trừ một phần lực phản hệ, vẫn có một bộ phận thuật sĩ tình nguyện chấp nhận bị phản hệ. Nếu không có thâm cừu đại hận hay là nhận được lợi ích rất lớn thúc đẩy thì chắc chắn thuật sĩ sẽ không làm nên loại chuyện này. Chẳng qua, tình hình trước mắt lại vô cùng rõ ràng, ông nội tám phần là do thuật pháp nào đó làm hại, loại gia hại này phát sinh ở trên người của ông nội và cha, bởi vì thiên cơ bị che đậy nên trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phàm không thể điều tra ra. Xem ra, lại là do con dùng thuật châm cứu làm ông nội tỉnh lại. Ông cụ nhìn thấy một vài cây ngân châm cắm trên thân thể của mình thì vừa cười vừa nói, ngữ khí có chút vui mừng. Tiêu Phàm có thể đạt được thành tựu ở mặt châm cứu Đông y thì cũng rất tốt. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Ông nội à, Thím Trương nói cũng đúng, hiện tại thân thể của ông rất yếu, không nên nói quá nhiều, trước tiên ông hãy nghỉ ngơi đi mà." Tiêu Phàm đứng dậy đem tiểu diệp đao trên người ông nội thu hồi hết, trong số đó có một thanh tiểu diệp đao thấp thoáng có vết máu nhưng cũng không ai để ý tới. Tiêu lão ra lắc đều, nói. Ngủ lâu như vậy, còn chưa đủ sao. Sau này chết rồi, có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tiêu phàm im lặng. Cậu ta nhớ rõ trước kia lúc cùng ông nội nói chuyện phiếm. Ông rất ít khi nhắc đến cái chết nhưng bây giờ, ông vừa mới tỉnh lại đã nói hai lần rồi. Xem ra ông nội cũng biết rõ thân thể của mình thật sự không tốt. Đến độ tuổi của ông nội thì thân thể thay đổi mẫn cảm hơn nhiều so với thời còn trẻ. Y tá Trương cười lớn, nói. Thủ trưởng, ông đừng nói những lời không may mắn như vậy, thân thể của ông còn khỏe mạnh lắm, những bệnh nhỏ thế này không là gì đâu. Chỉ cần có tiêu phàm ở bên cạnh thì ông sẽ không sao đâu. Là một y tá thâm niên, bà cũng hiểu được thân thể lão ra rốt cuộc như thế nào nhưng khi nói, đương nhiên bà sẽ nói như vậy, bởi vì trị bệnh cho người già thì yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng. Tiêu lão ra cười nói, tiểu trương, thím không cần an ủi ta, tím nghĩ rằng ta rất sợ chết sao cả đời ta đã cùng diêm vương ra sớm gặp qua vài lần rồi nhưng mỗi lần hắn cũng không thu ta thật ra sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên ai cũng không thể thay đổi được cũng không chắc là như vậy tiêu phàm khẽ nói một câu tiêu lão ra nhìn về cháu trai kinh ngạc nói ra tiểu phàm con vừa nói cái gì tiêu phàm nhèo miệng cười nói ông nội sinh lão bệnh tử tuy là quy luật tự nhiên nhưng xã hội hiện đại Y học ngày càng phát triển, cái quy luật tự nhiên này không phải là không thể thay đổi được. Ha ha, y học ngày càng phát triển nhưng mà nhìn vào ông nội sẽ thấy sự thật là thế nào, vẫn là thuật châm cứu đông y của con đáng tin cậy hơn. Tiêu lão gia đánh giá rất cao cháu nội của mình, may mắn là lúc này không có bác sĩ ở đây, bằng không thì chỉ sợ xấu hổ rồi. Nhưng lời Tiêu lão gia nói là sự thật. Tiêu Phàm ngẫm nghĩ rồi nói: "Ông nội, như vậy đi." mấy ngày nay ông hãy tiếp tục ở lại bệnh viện con sẽ viết đơn thuốc rồi nhờ thím trương cho ông uống thuốc đúng giờ ông nội thấy như vậy có được không tiêu phàm vẫn chưa lấy được chứng chỉ đông y mà dựa theo quy định cậu ta không thể tùy tiện bốc thuốc cho người khác nhưng mà nếu là ông nội của mình thì cũng là không sao chỉ cần ông nội gật đầu là được rồi vốn tiêu phàm còn có chút lo lắng là ông nội không muốn cho cậu ta kê đơn nhưng không ngờ ông nội liền gật đầu đồng ý đương nhiên là được rồi, ông cảm thấy đông y có thể trị dứt bệnh. Tiêu phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thím trương lập tức cầm giấy bút tới đưa cho cậu ta, vẻ mặt rất mong đợi. Tiêu phàm kê đơn rất nhanh rồi đưa cho thím trương, nói nhỏ. Thím trương, thím hãy giữ bí mật, con không có chứng chỉ bác sĩ. Thật ra thì cái tiêu phàm lo lắng không phải là việc này, cậu ta lo lắng chính là nếu như các trưởng bối tiêu ra biết cậu ta kê đơn thuốc này sẽ ngăn chặn không cho ông nội uống thuốc. Bởi vì không phải trưởng bối nào cũng tán thành thuật Đông y của cậu ta. Nhất là Dượng, cứ nói là cậu ta, giả thần giả quỷ. Lúc ở trong nhà, Tiêu Phàm chưa bao giờ giả thần giả quỷ, nhưng ở trong mắt Dượng cậu ta đi học đạo chính là phong kiến mê tín. Y tá Trương cũng biết mối quan hệ phức tạp của Tiêu gia, bà cũng hiểu rõ Tiêu Phàm đang lo lắng điều gì, vội vàng cẩn thận gấp đơn thuốc lại rồi bỏ vào túi áo, gật đầu nói: "Yên tâm đi, tôi hiểu mà." Tiêu Phàm gật gật đầu lại thoáng đánh giá phòng bệnh rồi nói ông nội à cái phòng bệnh này dường như không phải là cái phòng bệnh trước kia con thấy ánh sáng nơi này không được tốt bầu không khí cũng không thông thoáng bằng hay là chúng ta rời về phòng bệnh cũ thôi cái gọi là ánh sáng không tốt hay bầu không khí cũng không thông thoáng thực ra chỉ là một cái cớ mà thôi mấu chốt là vì tiêu phàm vừa đi vào cái sân này đã phát hiện ra bố cục phong thủy của bệnh viện này không tốt xa xa cũng không bằng cái viện tử nhỏ mà ông thường xuyên vào ở. Chưa nói đến cái sân kia, thiên địa nguyên khí hội tụ quá ít, đối với thân thể ông nội hoàn toàn không có ích lợi gì. Tiêu lão ra nhìn cậu ta một cái, rất sảng khoái mà đáp. Thái độ của ông nội có chút vượt quá dự kiến của tiêu phàm. chương 15, Đế Vương Tri Tương Tinh thần của tiêu lão ra rất phấn chấn nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhanh đã biểu lộ vẻ mệt mỏi, dù sao thì đây chỉ là do chân khí của tiêu phàm, bởi vì là sức mạnh từ bên ngoài nên hiệu quả có hạn, khó mà kéo dài lâu được. Tiêu phàm nhẹ nhàng bắt đầu ấn ấn tay lên một vài huyệt vị trên người tiêu lão ra, ông từ từ khép hai mắt lại, nặng nề ngủ th yêu ta ép đi. Lần này là tự ông đi vào giấc ngủ không phải ngất đi. Thím trương à, phiền thím hãy cho ông nội uống thuốc đúng giờ. Tiêu phàm lại khẽ căn dặn y tá trương một câu. Y tá trương liên tục gật đầu, muốn cho cậu ta yên lòng. Thật ra, trong lòng y tá trương nghĩ tiêu lão ra tốt nhất là nên về nhà, bởi vì tiêu phàm trực tiếp chữa trị cho ông sẽ có hiệu quả hơn. Ngày hôm qua, những bác sĩ giỏi ở bệnh viện 301 một bận rộn cả buổi chiều cũng chỉ là sơ bộ chẩn đoán ông cụ trúng gió, ngay cả làm ông cụ tỉnh lại trong hôn mê cũng không được, nhưng khi tiêu phàm vừa tới liền làm cho ông tỉnh lại. Nhưng mà y tá trương cũng biết việc này là không có khả năng. Tiêu Lão gia là một nhân vật siêu cấp đặc biệt nên việc chữa trị cho ông cũng không phải là chuyện của riêng một người nào đó mà là nhiệm vụ chính trị. Những việc có liên quan đến phương án chữa trị cho ông cũng phải được lãnh đạo cấp cao đặc biệt phê chuẩn qua. Tiêu Phàm rời khỏi phòng bệnh. Lúc cậu ta đi qua phòng nghỉ thì nhìn thấy Tiêu Trạm vẫn còn ngủ say, bên cạnh lại có một vài y tá đang quay lại nhìn mình nên Tiêu Phàm không muốn quấy giày trang nghỉ ngơi, lập tức đi thẳng ra ngoài cửa. Anh tiêu phàm mới vừa đi ra cửa thì liền gặp tiêu thiên. Tuy hai người là anh em ruột thịt nhưng tướng mạo hai người lại hoàn toàn khác nhau. Tiêu phàm mi thanh mục tú, dịu dàng như con gái. Còn tiêu thiên lại cao hơn anh trai sấp xỉ một cái đầu, lại vạm vỡ hơn nhiều, dáng người đúng chuẩn của vận động viên, gương mặt cũng góc cạnh hơn, giữa trán sung túc hơn nhiều, hai lỗ tai rất dày, mũi như treo túi mật. Nếu như không phải hắn há miệng có vẻ khá lớn thì hắn chính là điển hình của một người đẹp trai, luôn có bộ dáng tinh lực tràn đầy. Tiêu Phàm nhìn thấy Tiêu Thiên thì nở nụ cười, cho dù có nói như thế nào thì Tiêu Thiên vẫn là một người cháu có hiếu, biết rõ chắc chắn sẽ bị mắng chửi nhưng vẫn chạy tới thăm ông nội. Nhưng mà lúc Tiêu Phàm mỉm cười nhìn Tiêu Thiên thì trong nháy mắt cả người cậu ta đông cứng, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Tiêu Phàm chỉ thấy chỗ ấn đường của Tiêu Thiên mơ hồ có hai màu trắng, hồng đan xen với nhau, trực tiếp nhập vào thiên trung thái dương có màu xanh giống như là ở chân núi có sương mù bay, lại cho thấy có điểm xấu tai ương có liên quan đến ngục tù. Lúc trước, cho dù tiêu phàm có gặp chuyện gì đi nữa thì trước sau vẫn luôn bình tĩnh, nhưng trong lúc này tiêu phàm cũng kinh ngạc giật nảy người. Ở trong mắt tiêu phàm, điểm xấu xuất hiện trên tướng mạo của ông nội và cha tuy là làm cho người cây ếch ta ép sợ nhưng mức độ nghiêm trọng vẫn không bằng điểm xấu trên tướng mạo của tiêu thiên. Cũng không phải vì tiêu thiên ở trong lòng tiêu phàm quan trọng hơn ông nội và cha, mà mấu chốt là ở chỗ điềm báo như thế tuyệt đối không nên xuất hiện trên người tiêu thiên. Ở trong mắt các trưởng bối của tiêu gia và các trưởng bối của các thế gia khác, tiêu thiên chính là một công tử hoàn khố không đứng dậy nổi, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, hơn 20 tuổi mà vẫn hồ đồ như trước, trưởng bối của tiêu gia đã sớm thất vọng về hắn rồi. Đây chỉ là cách nhìn của người thế thục, còn ở trong mắt tiêu phàm thì hoàn toàn khác biệt. Tiêu phàm đã sớm bói toán số mệnh cho tiêu thiên, Quả thật tướng mệnh của Tiêu Thiên rất phú quý, rõ ràng chính là đế vương chi tương. Mặc dù Tiêu Thiên và Tiêu Phàm là hai anh em ruột, nhưng nếu cậu ta suy đoán số mệnh cho Tiêu Thiên thì cũng sẽ bị thiên cơ áp chế, lẽ ra không thể đoán ra số mệnh của Tiêu Thiên rõ ràng như vậy, nhưng mà tướng mệnh của Tiêu Thiên quá mức phú quý, cho dù lực áp chế lớn cỡ nào cũng không thể che đậy hết. Cho đến nay, mặc dù Tiêu Thiên có hồ đồ nhưng lại chưa bao giờ ảnh hưởng đến số mệnh của nó. Ai ngờ, hiện tại vừa nhìn thấy lại xuất hiện điểm báo lao ngục hơn nữa không phải tai ương lao ngục bình thường mà vô cùng nghiêm trọng thế gian hưng thịnh thiên tử hình ngục đâu có lý lẽ chứ anh làm sao vậy đột nhiên tiêu thiên thấy sắc mặt của anh thay đổi thì cũng lắp bắp kinh hãi kinh ngạc hỏi bụng đầy nghi ngờ hả à không có gì tiêu thiên trong khoảng thời gian này em không có xích mích với ai chứ hay là có đánh lộn với ai không trên mặt Tiêu Phàm chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục như bình thường, hỏi: "Từ bé, Tiêu Thiên đã rất thích đánh nhau với người khác, còn đặc biệt bái sư học nghệ nữa, sư phụ chính là một vệ sĩ của Tiêu lão gia." Vị vệ sĩ kia quả thực là thuộc hạ có công phu rất cao, nhưng mà lúc ấy Tiêu Thiên đã 16 tuổi, đã qua cái độ tuổi thích hợp để học võ rồi. Vị vệ sĩ kia cũng sẽ không xem cháu đích tôn của Tiêu lão gia là đệ tử mà truyền dạy. Chỉ truyền cho hắn một ít kỹ thuật tán đã thôi, có tác dụng rèn luyện thân thể. Vị vệ sĩ kia hiểu rõ, sau này cháu ruột của Tiêu lão gia nhất định sẽ đi vào giới chính trị nên học võ không thể trở thành cái chính được. Trong mắt Tiêu Phàm, đương nhiên em trai học kỹ thuật tán đã không đáng cười. Tiêu Phàm cũng không có can thiệp vào, cũng không đem luyện khí thuật cao thâm của vô cực môn truyền dạy cho hắn. Tiêu Phàm cũng nghĩ như vị vệ sĩ kia, cậu không cho rằng mục tiêu chính của Tiêu Thiên là võ thuật tương lai của tiêu gia nhất định cần nhờ đến tiêu thiên làm dạng dỡ tổ tông. Nhưng có điều ở hoàn khố mà nói, tiêu thiên cũng đúng là cao thủ, rồi, nếu là kẻ cường tráng bình thường thì cho dù là ba người cũng không phải là đối thủ của hắn. Không có, trong tứ cửu thành này ai dám cùng tiêu nhị ca đánh nhau chứ, thật sự là không có nhiều người dám đâu. Tiêu thiên đỉnh đạc nói, tiêu nhị ca ở trong vòng tròn hoàn khố thủ đô, quả thật có uy danh lẫy lừng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Tới đây, anh bắt mạch cho em." "Anh à, để làm chi chứ? Em đâu có bị bệnh gì đâu." Tuy miệng Tiêu Thiên nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn mà vươn cổ tay ra, kéo ống tay lên trên, lộ ra cánh tay cường tráng màu đồng. Tiêu Thiên rất tin tưởng Tiêu Phàm, hắn cũng biết y thuật của anh trai rất lợi hại. Thời điểm còn đi học, hắn đánh nhau với người khác, cánh tay bị thương cũng chưa từng đi bệnh viện đều là anh trai chữa trị cho hắn mà hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với đi bệnh viện. Ngón tay trắng nõn của Tiêu Phàm nhẹ nhàng đặt trên cổ tay của Tiêu Thiên, hai mắt cậu ta nhắm lại, tập trung bắt mạch. Ban đầu, Tiêu Thiên còn muốn nói đùa hai ba câu nhưng thấy sắc mặt anh trai nghiêm túc như vậy thì chưa kịp nói gì đã ngậm miệng lại, bắt đầu khẩn trương. Nhiều năm qua, Tiêu Thiên rất ít khi thấy anh trai có bộ dáng như vậy. Ở trong cơ thể Tiêu Thiên, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một dòng âm sát khí tay trái tiêu phàm nhẹ di chuyển, lại bắt đầu bói một quẻ. Không thu hoạch được gì. Một lực đạo thiên cơ phản hệ rất mạnh mẽ chợt đánh tới. Nhưng mà tiêu phàm sớm có phòng bị, trong cơ thể nguyên khí lưu chuyển, chân khí toàn thân dâng trào mạnh mẽ chắn lực phản hệ ở bên ngoài cơ thể. Tiêu thiên và tiêu phàm là hai anh em ruột, quan hệ huyết thống rất gần, tiêu thiên lại có số mệnh phú quý, nếu cưỡng ép tiến hành bói toán thì thế nào cũng bị thiên cơ phản hệ. Anh à, em không sao chứ, Tiêu Thiên lo lắng không yên, hỏi nhỏ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. "Tiêu Thiên, trong khoảng thời gian này, thân thể ông nội không tốt, cha cũng túc trực ở bệnh viện, mà công việc của cha cũng rất rối ren nên tính tình của cha cũng hơi nóng nảy. Em tốt nhất là yên tĩnh một thời gian đi, hãy ngoan ngoãn đi làm, đừng có ra ngoài chơi đùa nữa, như thế sẽ khiến tâm trạng của cha tốt lên đó." Tiêu Phàm rất nghiêm túc mà nói. "Những gì tướng mạo chỉ điểm, Tiêu Phàm sẽ không nói với em trai." Tiêu Thiên là thanh niên điển hình thời hiện đại, lại sống tại chính trị thế gia, những thứ phong kiến mê tín này có nói hắn nghe thì nhất định hắn cũng không tin đâu. Tiêu Thiên nghe Tiêu Phàm nói thì thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thấy anh trai khẩn trương như vậy còn tưởng rằng mình bị bệnh gì. Được, em nghe lời anh đi làm, vừa vặn mấy ngày nay ở bộ cũng có chuyện cần xử lý. Em sẽ biểu hiện tốt một chút để làm cho đám người kia nhìn thấy, Tiêu Nhị ca không chỉ biết ăn chơi mà còn biết làm những chuyện đứng đắn trong nháy mắt tiêu nhị ca lại biến thành một kẻ bất gần đời tiêu phàm cười khẽ vỗ vỗ vai tiêu thiên nói tiêu thiên ông nội với cha đều nghỉ ngơi hết rồi em không cần phải quấy giày cha hãy đi thăm ông nội đi vâng ạ à, anh nếu không thì anh chờ em xuống rồi hai anh em mình ăn chưa nha hai người đã lâu không có gặp nhau rồi nếu như đây là lúc bình thường thì tiêu phàm đương nhiên sẽ đồng ý rồi nhưng hiện giờ cậu ta không có tâm tình chuyện phát sinh ngày hôm nay dù là người điềm tĩnh như tiêu phàm cũng không thể bình tĩnh mà đối mặt được nó có quan hệ tới sinh tử tồn vong của gia đình rồi không được lần sau đi hôm nay anh còn có chút việc trong khoảng thời gian này bản thân em hãy cẩn thận một chút không được cùng người khác xung đột tiêu phàm lại dặn dò một câu nếu thiên cơ đã khó dò thì cũng chỉ có thể làm giống như một người anh trai bình thường căn dặn em ấy chú ý hơn thôi vâng ạ Tiêu Thiên thấy anh trai dường như có tâm sự thì cũng không miễn cưỡng. Tiêu Phàm đứng yên lặng nhìn theo bóng lưng em trai biến mất đằng sau cánh cửa một lúc rồi rời khỏi bệnh viện. Đã xảy ra chuyện, Tiêu Phàm vừa mới lên xe, Tân Lâm liền hỏi, giọng điệu nhàn nhạt, nhạt. Ba năm này, dường như cô trở thành cái bóng của Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đi đến đâu thì cô theo đến đó, nhưng mà trước sau vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, nhiều lúc đều là tôn trọng nhau như khách hào phóng mà nói thì thất diệu cung cùng vô cực môn là đối thủ. Tân Lâm vẫn luôn đi theo tiêu phàm cũng là có nguyên nhân. Ừ, đúng là đã xảy ra chút chuyện. Tiêu phàm kể qua loa tình huống đã xảy ra. Két, xe vừa mới khởi động đã đột ngột rừng ở giữa đường. Tân Lâm nhìn về phía tiêu phàm, ánh mắt tràn đầy vẻ cây ếch yêu ta ép sợ. Tình huống như vậy mà là, xảy ra chút chuyện sao? Đây là đại hỏa, tiêu phàm vẫn tình tĩnh như trước, tựa như việc Tân Lâm dừng xe đột ngột không có ảnh hưởng gì đến cậu ta cả. Tiêu Phàm vẫn ngồi vững vàng, Hắc Lân đang ngồi trong lòng ngực của cậu ta cũng đồng dạng lười biếng, không có chút sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lắc đầu. Không rõ ràng lắm, quẻ tượng quá mơ hồ. Có phải là thiên cơ che đậy chi lực quá mạnh mẽ? Thất diệu cung cũng không phải trường phái tướng mệnh học, bản thân Tân Lâm cũng không biết nhiều về thuật xem bói với phong thủy nhưng đi theo tiêu phàm 3 năm, những việc có liên quan đến bí mật của vô cực môn, tiêu phàm cũng không có giấu giếm cô, vì vậy nhiều ít gì cô cũng biết sơ sơ. Phải, chúng ta về nhà một chuyến. Tiêu phàm nhàn nhạt phân phó một câu. Tân Lâm gật đầu rồi lập tức khởi động xe ra khỏi cổng bệnh viện 301. Tân Lâm hiểu cái gọi là, về nhà, chính là tứ hợp viện, nơi mà tiêu lão ra sống. Ước chừng nửa giờ sau, xe cũng chạy vào một ngõ nhỏ yên tĩnh bởi vì tiêu lão ra nằm viện nên tứ hợp viện này có vẻ khá yên tĩnh, chỉ có vài nhân công tác. Tiêu phàm cẩn thận đi một vòng trong sân nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Ngay từ đầu, cậu ta còn hoài nghi là nhà bị người khác thay đổi phong thủy mới dẫn đến thiên cơ đột biến. Nhưng mà, một gốc cây một ngọn cỏ ở tứ hợp viện đều như cũ, không có bị di chuyển. Xem ra, vấn đề không phải ở chỗ này. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 15